chương 2526 khi Lý Diệu lấy từ trường sinh mệnh vượt lên trên hóa thần, làm sóng điện não khoách tán đến cách mấy chục dặm, triển khai một cơn bão sóng điện não quét, mọi thứ nhìn thấy đều khác với vừa rồi. Biểu hiện giả dối trên vai thích cánh, rộn ràng nhốn nháo trên phố xá bị bóp ra từng tầng một, vô số cá lớn ngủ đông ở trong thủy vực sâu thẳm đều lần lượt trồi lên mặt nước, ở trước nhìn trời nghe đất của Lý Diệu hiển lộ ra hơi thở, nhịp tim, dịch tiết, nhiệt độ cơ thể biến hóa thậm chí tần suất sóng điện não những đặc thù khác với người thường của mình. Nhìn từ góc độ này, trong chợ lớn thất hải, đặc biệt chung quanh chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, quả thực là gió thổi mưa rông trước cơn bão, khắp nơi giấu sát khí, từng bước đều có cạm bẫy chí mạng. Lý Diệu tùy ý đảo qua, đã quét ra ít nhất 7 đám người, không quá bình thường. Đầu tiên là một người mặc đồng phục hộ vệ bình thường của chợ lớn thất hải, những người này tương đương với cảnh sát nơi đây, là tồn tại quang minh chính đại duy trì trật tự cùng trị an. Theo lý thuyết, cảnh sát bình thường sức chiến đấu sẽ tuyệt đối không quá mạnh, cũng chỉ là ở trước khi cường giả thật sự đến lấy lệ với cục diện mà thôi hơn nữa bảy tên cảnh sát này cũng dốc hết sức giả bộ một bộ dáng thường thường không có gì lạ nhưng lý diệu từ tần suất bước chân tư thái có rút lại đối với hơi thở cùng lỗ chân lông của bọn họ vẫn có thể sâu sắc cảm giác được bọn họ hung hãn đặc biệt từ trong lỗ chân lông tiết ra mùi máu tanh nồng đậm không phải đồ tể từ trong núi thay biển máu một đường giết ra tuyệt đối không có khả năng có được những người này không phải sát thủ tinh anh rửa tay chậu vàng chính là vua lính đánh thuê sống sót qua trăm trận chiến, tùy tiện đặt tới trên tinh cầu nào cũng là tồn tại xưng hùng một phương, sao lại cam tâm đến nơi đây làm tuần cảnh ven đường nho nhỏ. Hơn nữa, Lý Diệu cảm giác được vật thể vòng tròn cứng rắn, trên ngón tay vài tên cảnh sát trong đó. Tuy bọn họ mang những vật thể này, đều dùng làn da mô phỏng sinh học màu da che lấp, thoạt nhìn cũng không có thứ gì, lại nào thoát được pháp nhãn của Lý Diệu. Mặc dù vạn giới thương minh thật sự phú khả địch quốc, sao có khả năng xa xỉ đến mức ngay cả cảnh sát nho nhỏ ven đường cũng có thể tùy thân đeo nhẫn càn khôn lý diệu cười lạnh trong lòng đánh dấu bảy tên cảnh sát dung mạo không kinh người này hắn mang nhịp tim hơi thở tần suất bước cùng với đặc thù thân hình của bảy tên cảnh sát này hết thảy ghi lại ngưng tụ thành chuỗi tin tức rắc rối phức tạp vô luận bảy tên cảnh sát này chạy trốn tới nơi nào chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động có thể ngay lập tức khóa mục tiêu cách khu vực bảy tên cảnh sát tuần tra không xa còn có mười mấy nhà buôn mặc màu sắc rực rỡ đang cao hứng đàm luận như là vừa mới đàm phán thành công mấy vụ làm ăn lớn một đám bộ dáng tai to mặt lớn ánh dầu đầy mặt cao hứng phấn chấn tựa như tùy ý có thể thấy được không hút ánh mắt người ta chút nào cả nhưng kỹ năng diễn xuất của những người này lại hơi ngại quá mức phát hỏa chút đại chiến sắp tới vạn giới thương minh chưa có nắm chắc tất thắng có chút vô ý tài sản tính mạng đều phải nước chảy về biển đông lúc này tuyệt đại đa số thương nhân đều mang theo vài phần vẻ mặt thấp thỏm lo âu mặc dù thật sự đàm phán thành công vụ làm ăn lớn vui sướng cũng khá khắc chế. Những người này cố ý muốn giả bộ thoải mái tự tại, che giấu nôn nóng cùng khẩn trương trong lòng, ngược lại lộ chân tướng. Ở nơi cách bọn họ một con phố, nhóm người thứ ba không quá bình thường, lại là khách hàng cùng ông chủ đang ở trong một cửa hàng pháp bỏ tổng hợp cãi nhau. Đám người này ngụy trang không một kẽ hở, cãi nhau cũng phi thường nhập tâm, như là thật sự giận tím mặt muốn dùng nắm đấm. Chỉ tiếc, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng vừa rồi ở mặt đường đi dạo, đã nhìn thấy trong cửa tiệm này có người đang tranh cãi ầm ĩ ầm ừ, ý lâu như vậy, thế mà còn chưa tranh cãi xong, thế mà còn chưa có ai đến quản. Thật sự quá giả rồi. Về phần đám người thứ tư, Lý Diệu thậm chí không xác định bọn họ có phải người thật sự hay không. Đó là xe vận tải kiểu mở rộng đỗ ở trong một phố nghèo ngõ hẹp, trong thùng xe đựng đầy con rối chiến đấu cùng hài cốt cơ thể, bằng máy loang lổ vết dỉ, thoạt nhìn, giống như là cơ thể giả bằng máy bỏ đi từ cửa hàng pháp bảo ven đường thu về. Từng bộ cơ thể giả bằng máy móc rách tung tóe, che kín dỉ sắt, phủ đầy bụi bậm, không có chút sinh mệnh giống như những thi thể sắt thép lạnh lẽo nhưng bọn họ thật sự chỉ là thi hài sắt thép sao lý diệu nhớ tới vô thường trong bốn tổ chức sát thủ lớn sát thủ của vô thường sát thủ đoàn đều là quỷ tu thủ lĩnh của nó quỷ treo cổ càng là người cạnh tranh mạnh mẽ danh hiệu quỷ tu mạnh nhất đế quốc nếu hàng hóa do chiếc xe vận tải kiểu mở rộng này chở không phải là cơ thể giả bằng máy móc bỏ đi mà là tràn đầy một xe sát thủ quỷ tu ngay cả bản thân quỷ treo cổ cũng ẩn nấp trong đó lại sẽ như thế nào tình huống ba nhóm người còn lại cũng không khác mấy đều lấy ngụy trang khác nhau ngủ đông ở chung quanh chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn mà bọn họ sẽ tuyệt đối không phải vũ giả tử vong duy nhất trên vũ đài này chỉ là gà con thực lực yếu nhất trong đó cho nên mới bị lý diệu liếc một cái nhìn ra được mà thôi lý diệu tin tưởng còn có thích khách đáng sợ hơn bí ẩn hơn trí mạng hơn đang ngủ đông ở nơi hắn không nhìn thấy ngừng thở dừng nhịp tim phong ấn sóng điện não phóng thích biến bản thân thành một tảng đá lạnh lẽo lặng lặng chờ đợi, chờ đợi. Một điểm này, từ dao động linh võng không dây cùng sóng điện não va chạm lẫn nhau kích động, trong không khí sinh ra vòng xoáy liền có thể nhìn ra, thần niệm giải ở trong không khí thật sự quá dày đặc, giống như là trong cùng một thời điểm, có ít nhất mấy trăm cao thủ đều phóng ra ý niệm của mình, đang thăm dò xung quanh. Lấy thực lực lý diệu giờ phút này, nếu mang sóng điện não kích động đến cực hạn là có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, mang tất cả thích khách ẩn nấp trong bóng đêm lôi hết ra. Nhưng từ đó, Đại não Lý Diệu cũng sẽ biến thành một ngọn hải đăng lấp lánh vô cùng, bị tất cả mọi người trong phạm vi mười mấy hai mươi dặm đều cảm giác được hắn tồn tại. Cái này tự nhiên là hành vi mất nhiều hơn được. Cho nên, Lý Diệu sau khi bước đầu tập trung bảy nhóm mục tiêu bắt mắt nhất, cũng quét rõ ràng kết cấu toàn bộ phố xá, đường ống cùng kiến trúc cao thấp phụ cận, liền từ bỏ tính toán tăng mạnh tần suất chấn động sóng điện não, tiến một bước khóa mục tiêu. Hắn thu hồi 90% cảm giác chỉ để cho 10% thần niệm giải ở bốn phía, trở thành ngũ quan kéo dài, đảm đương cảnh giới thứ nhất. Phốc, tuy kịp thời thu hồi đại bộ phận thần niệm, tế bào não tiêu hao vẫn nghiêm trọng đến tột đỉnh, Lý Diệu vắng đầu hoa mắt một trận, phun ra một ngụ máu tươi màu vàng lợt. "Diệu ca, Lệ Gia Lăng vội vàng nói, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chẳng qua là mang tốc độ trao đổi chất nâng cao gấp 10, tiêu hao vô số tế bào, lại mang tế bào chết đi trộn lẫn ở trong máu nhổ ra." nhường ra không gian sinh trưởng cho tế bào mới sinh mà thôi. Lý Diệu nói, giúp ta lấy hai liều chất kích thích sinh trưởng lại đây, kích thích tế bào mới sinh trưởng. Một hơi nuốt, vào ba liều chất kích thích sinh trưởng chuyên cung cấp cường giả kim đan trở lên dùng, lại dùng linh năng mang dược lực cần 7 ngày mới có thể phóng thích hòa tan hết, ở trong vòng 10 phút ngắn ngủn liền lưu chuyển toàn thân, tưới tắm đại não hừng hực thiêu đốt, Lý Diệu thở vào một hơi, lúc này mới hồi phục tinh thần, có thể triển khai được điều tra thứ hai một lần này, hắn không tiến hành quét khu vực rộng kiểu bao trùm toàn phạm vi nữa, mà là dùng phương thức làm nhỏ đi tinh tế hơn. Tâm niệm khẽ động, mấy chục luồng thần niệm như sợi tơ trong suốt theo gió phiêu tán, chui vào trong nhẫn càn khôn vừa mới vứt bỏ ở góc phố xa bá bá tả. Nhẫn càn khôn phát ra chấn động mỏng manh, từ bên trong bỏ ra những con rối linh năng siêu mini so với mũi còn nhỏ bé hơn. Những con mũi linh năng này là dung hợp thủ pháp luyện khí siêu tinh tế của Lý Diệu, lại trải qua tiểu minh và văn văn thiết kế hoàn toàn mới luyện chế ra, tuyệt đối sánh ngang thậm chí vượt lên trên sản phẩm mũi nhọn nhất cùng loại hình của đế quốc. Tổng cộng 36 con mũi linh năng vô thanh vô, tức xâm nhập chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, chọn dùng tài liệu hợp kim đặc thù, cùng với quét sơn chống quét, làm bọn nó như vào chỗ không người, chưa kích hoạt hệ thống cảnh báo của bản thân chợ giao dịch. 6 con mũi linh năng trong đó nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không đám người xôi trào, 30 con mũi linh năng còn lại thì tận dụng mọi thứ hướng vào trong đường ống thông gió, đường ống duy tu cùng đường ống dây cáp ở chung quanh chui vào. Giờ khắc này, Lý Diệu hoàn toàn thay bản thân vào trong thị giác của một thích khách, phân tích nếu hắn là một thích khách, rốt cuộc nên lựa chọn nơi nào xuống tay. Rất nhanh, Lý Diệu đã có phát hiện kinh người. Một cái, hai cái, ba cái. Hắn ở trong đường ống thông gió của chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, đã tìm được ba thích khách mang theo súng giải pháo ngắn. Tuy ba thích khách đều khoác áo choàng màu sắc tàng hình, lại dùng thần thông tương tự quy tức thuật mang hơi thở, nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể đều giảm đến cực hạn, như một trang giấy nhẹ nhàng treo ở trên vách đường ống thông gió, lại vẫn bị Lý Diệu liếc một cái nhìn thấu. Thời buổi này đường ống thông gió rốt cuộc làm sao vậy, biến thành chợ rồi sao, nhiều người như vậy. Lý Diệu lẩm bẩm, lại mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Ba tên thích khách này lựa chọn góc độ ám sát không khỏi quá tốt rồi. Nói cách khác, chính là vạn giới thương minh phòng ngự thật sự quá lơi lỏng. Sao có thể để người ta dễ dàng chiếm trước điểm cao như vậy? Lý Diệu lại nhớ tới ngục thần uy được xưng ngục giam số một đế quốc đường ống thông gió nơi đó vừa to vừa dài quả thực có thể phi. Ngựa, bên trong cách mỗi mười mấy hai mươi mét liền an bài một gã ngục tốt gác. Mặc dù cảnh giới của chợ lớn thất hải không thể so sánh với ngục thần uy, cũng sẽ không kém nhiều như vậy, làm người ta dễ dàng xông vào nơi đây chứ. Vừa nghĩ như vậy, sinh lòng cảnh giác, càng thêm thận trọng quét xung quanh, quả nhiên, trong bóng đêm nơi căn bản không phân biệt rõ khoảng cách cùng góc độ, còn có vài luồng sát khí như có như không, tập trung ba tên thích khách ngây thơ vô tri. Thì ra là thế ba tên thích khách này đã sớm bị người của vạn giới thương minh phát hiện, chỉ là cố ý không bắt bọn họ đi ra, muốn thả dây câu dài bắt con cá lớn sao. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói đi thì phải nói lại, căn cứ tình báo của lệ vô tật, bốn đại gia tộc tuyển chọn ít nhất hơn, trăm người để hoàn thành lần ám sát lớn kinh thiên này, chỉ riêng cao thủ từ lệ gia điều động ra ngoài đã nhiều tới ba bốn mươi người, nơi này lại chỉ có ba tên thích khách gà con ngu ngốc, bày rõ là đi tìm chết, như vậy, thích khách khác lại ở nơi nào. Bây giờ cục diện liền phức tạp, kẻ phòng ngự vạn giới thương minh rõ ràng đã hiểu rõ kế hoạch ám sát của bốn đại gia tộc. Hơn nữa gắt cao tập trung ba tên thích khách gà con trồi lên mặt nước, lại cố ý phóng túng bọn họ triển khai hành động, muốn thả dây câu dài bắt con cá lớn. Nhưng bốn đại gia tộc tỉ mỉ bày ra hành động ám sát không có lý do, chỉ đơn giản như vậy, cho nên ba tên gà con này vô cùng có khả năng là cố ý tung ra con mồi đi tìm chết, mục đích là che giấu hành động của kẻ ám sát thật sự. Thậm chí kẻ ám sát thật sự cũng vô cùng có khả năng là đạn xương khói con bài chưa lật của bốn đại gia tộc là kẻ phòng ngự nào đó cực kỳ quan trọng bọn họ đã sớm thu mua thậm chí một trong bốn đại tử thần mà nếu không ra ngoài dự kiến hắc tinh đại đế vũ anh kỳ khẳng định cũng đã thu mua một người nào đó trong bốn đại tử thần trở thành nanh vuốt của hắn mang vòng xoáy khó bề phân biệt này quấy cho càng thêm đục ngầu không chịu nổi thấy không rõ chân tướng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đoàn xe của kim ngọc ngôn đã đến vì triển lãm tư thái thân dân cùng dũng khí tuyệt không ý kỵ của mình kim ngọc ngôn cũng chưa lên tinh thạch chiến xa võ trang hạng nặng mà là ngồi một chiếc xe thoi bay xa hoa chống đạn tăng độ dài nhìn như dân dụng thân xe còn sơn thành màu vàng trói lọi quả thực nửa chợ lớn thất hải cũng có thể từ ngoài mấy chục dặm nhìn thấy hắn xung quanh xe thoi bay màu vàng cũng chỉ dẫn theo bốn chiếc xe bảo tiêu không nhìn thấy quá nhiều khải sư súng vác vai đạn lên nòng hộ giá hộ tống về phần xe bảo tiêu hoặc là bên người hắn có một hoặc là hai vị trong bốn đại tử thần ngồi hay không Lý Diệu không biết được, tới sớm như vậy, Lý Diệu nói thầm, "Hôm nay, thời gian Kim Ngọc Ngôn xuất hiện, so với thời gian bình quân hắn ngày xưa, xuất hiện sớm hơn 29 phút 37 giây, làm bố trí cùng kế hoạch của Lý Diệu trở nên càng thêm gấp gáp." Lý Diệu chú ý tới, đoàn xe của Kim Ngọc Ngôn vừa xuất hiện, giống như là hướng trong ao hồ nhỏ nhìn như bình tĩnh ném một viên đá, nhất thời kích lên những mảng gợn sóng, mạch nước ngầm vô số. Sóng điện não kích động trong không khí nhất thời tăng lên vài cấp các loại khí tức người thường không thăm dò được như con ngựa hoang mất cương tán loạn trong không trung, ít nhất hơn trăm người nhịp tim nháy mắt tăng tốc 10% trở lên, lại đều ở trong vòng 3 đến 5 giây khôi phục bình tĩnh, giả bộ như không có việc gì. Nhưng ít nhất 1 phần 3 số người trong đó không ngừng dùng ngón cái vuốt ve lòng trong ngón giữa hoặc là ngón trò của mình, mặc dù nơi đó không có cái gì cả. Lý Diệu biết, những người này đều là đang vuốt ve nhẫn càn khôn, bị làn da mô phỏng sinh học che giấu để lúc gặp được tình trạng đột phát, có thể sớm bày ra động tác tay lấy ra, mang các loại pháp bảo uy lực mạnh mẽ lấy ra. Hơi nước trong không khí bị sát khí nóng rực làm không ngừng bốc hơi lên, khô ráo đến mức một đống lửa nho nhỏ cũng có thể điểm hòa. Hồ nước nho nhỏ nguy cơ bốn bề, đằng đằng sát khí này cũng có hệ thống chuỗi thức ăn của mình, cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm. Ở trong mắt Lý Diệu, tôm nhỏ nhất chính là ba thích khách gà con mang theo súng giải pháo ngắn mai phục, ở trong đường ống thông gió phía trên chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn bọn họ là mối bốn đại gia tộc tung ra, đã sớm bị kẻ phòng ngự phát hiện. Hai bên đối với điều này đều biết rõ trong lòng, chỉ có ba kẻ đáng thương này không biết. Cá nhỏ hơi lớn hơn một chút so với ba con tôm nhỏ này, chính là bảy đám người Lý Diệu lần đầu tiên quét phát hiện. Trong bảy đám người, khẳng định có kẻ mặc thường phục của vạn giới thương minh, cùng với thích khách tinh nhuệ của bốn đại gia tộc, bọn họ đều án binh bất động, đang chờ đợi thời cơ tốt nhất trong tưởng tượng của mỗi người. Nhưng Lý Diệu không cho rằng, bảy đám người này chính là con bài chưa lật của vạn giới thương minh hoặc là bốn đại gia tộc kinh nghiệm hòa hậu cùng thực lực của bọn họ vẫn kém hơn một chút không đủ để bày ra trình độ đứng đầu của hai bên còn có cá lớn so với những con cá nhỏ này lớn hơn nữa tồn tại đó là bốn đại tử thần cấp bậc này thích khách vương bài mấy chục năm cũng chưa từng ra tay mấy chục năm thời gian cũng đủ bọn họ tẩy đi tất cả dấu vết quá khứ ra tay thay thân phận hoàn toàn mới cũng tôi luyện ra một đến hai môn thần thông trí mạng thiên truy bách luyện vô luận con tôm hay là cá nhỏ, đều là mồi tùy ý giải ra ngoài, cá lớn mới là người chơi thật sự của trò chơi ám sát này. Nhưng, trên cá lớn, vẫn có kẻ săn giết đỉnh cấp càng thêm thần bí cùng hung mãnh tồn tại, đó là kẻ nọ vô cùng có khả năng bị hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thu mua, Lý Diệu xưng là cá mập. Cá mập là đối thủ làm Lý Diệu đau đầu nhất, bởi vì hắn rất có thể tự do ở ngoài ván cờ, nhưng lại có thể mơ hồ thao túng mỗi một đường cờ trên ván cờ. Bây giờ xử lý Kim Ngọc Ngôn, không phù hợp lợi ích của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, bởi vì Vũ Anh Kỳ vẫn cần nhờ Kim Ngọc Ngôn để ổn định lòng tin của vạn giới thương minh, ít nhất muốn đánh thắng trận chiến Thất Hải, mới là thời điểm qua sông đoạn cầu, mượn cối say giết lừa. Cho nên, ở trước khi trận chiến Thất Hải chấm dứt, mặc dù cá mập thật sự tồn tại, cũng rất có khả năng trung thành và tận tâm đối với Kim Ngọc Ngôn, thậm chí ở lúc thích khách bốn đại gia tộc ra tay, không để ý tất cả bảo hộ Kim Ngọc Ngôn, mà có tư cách bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thu mua tự nhiên là người thân cận nhất bên cạnh Kim Ngọc Ngôn. Ở trước khi hắn bại lộ ra bộ mặt giữ tợn, sự tín nhiệm của Kim Ngọc Ngôn đối với hắn sẽ tuyệt đối không dễ dàng dao động. Có một con cá mập như vậy ở bên cạnh mê hoặc, Lý Diệu có thể thuyết phục Kim Ngọc Ngôn sao? Một khi con cá mập này phát hiện Lý Diệu tồn tại, có thể thay đổi sách lược, lập tức xuống tay với Kim Ngọc Ngôn, thậm chí vu hãm Lý Diệu là thích khách bốn đại gia tộc phái tới hay không? Dù sao ở trong miệng quan phương phái cách tân, kền kền Lý Diệu nhân vật này đã phản bội đứng về phía bốn đại gia tộc, Kim Ngọc ngôn dựa vào cái gì không tin thân tín của mình, lại phải tin tưởng Lý Diệu tên phản đồ này. Bắt được thích khách của bốn đại gia tộc dễ dàng, nhưng muốn bắt được con cá mập này thật đủ khó. Lý Diệu lẩm bẩm, hơn nữa, thích khách bốn đại gia tộc lục tục đều trồi lên mặt nước, nói rõ bọn họ tổng tiến công đối với tinh vực thất hải sắp bắt đầu, chuyện này tuyệt không thể kéo dài quá lâu, hôm nay phải có cái kết thúc. Lý Diệu rất hy vọng mấy tên thích khách gà con đã bị mọi người phát hiện hôm nay động thủ, luôn như vậy hắn liền có cơ hội thừa sơ hở mà vào đục nước béo cò nhưng trời không chiều lòng người trước kia lý diệu mệnh phạm thiên sát cô tinh vô luận đi đến chỗ nào cũng có tai ương huyết quang đương nhiên không phải huyết quang tai ương của chính hắn mà là nhân vật quan trọng bên người luôn u u cà cà gặp chuyện nhưng hôm nay dưới mặt nước tuy mạch nước ngầm sôi sục phía trên mặt nước lại là gió êm sóng lặng thẳng đến đoàn xe của kim ngọc ngôn dừng lại ở bên ngoài chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn gương mặt hiền lành hòa ái đó của tổng chấp sự vạn giới thương minh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ba tên thích khách gà con vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như ba khối băng nham, hơi thở, nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể đều chưa tăng lên. Súng ngắm phá giáp hạng nặng ôm vào trong lòng cũng chưa có ý tứ chuẩn bị sớm hơn. Lý Diệu biết ba tên thích khách gà con này sử dụng là súng ngắm phản thiết bị hạng nặng sấm xét chín, thuộc loại năng lực xuyên giáp mạnh nhất, có thể một hơi xuyên qua 3 đến 4 tầng tinh khải phòng hộ. Ba tên thích khách lựa chọn loại vũ khí này, hiển nhiên cũng là suy xét đến Kim Ngọc Ngôn, khẳng định mang theo bên người pháp bảo phòng ngự tiên tiến nhất, có thể tự động phát ra khiên bảo vệ linh năng. Nhưng, muốn để sấm xét chiến sinh ra lực sát thương mạnh nhất, ít nhất cần tích tụ trước nửa giờ. Ba thích khách thờ ơ đối với Kim Ngọc Ngôn đến, nói rõ hôm nay vẫn như cũ không phải thời cơ ám sát tốt nhất, bọn họ còn muốn án binh bất động. Ba con tôm nhỏ bất động, cá nhỏ, cá lớn cùng cá mập ở tầng cao hơn của chuỗi thức ăn lại càng sẽ không động. Lý Diệu trơ mắt nhìn Kim Ngọc Ngôn mặt mày hớn hở hướng nhà buôn xung quanh chào hỏi, lại đứng ở trên bậc thang bên ngoài chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn phát biểu một bài nói chuyện ngắn ngủi nội dung đơn giản là tuyệt đối ủng hộ thiên nam cử giới tuân thủ nghiêm ngặt lập trường trung lập đồng thời tăng thêm vật tư đưa lên đối với quân viễn trinh bảo đảm tướng sĩ tiền tuyến không có nỗi lo ở sau những lời ma quỷ thao thao bất tuyệt 10 phút lại không có nửa tên thích khách đường mù đến làm dối mắt thấy kim ngọc ngôn sắp nghênh ngang đi vào trong chợ chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn chỉ có hai cổng trước sau đều có thi thố phòng ngự nghiêm mật lý diệu không muốn ở trong một cái hoàn cảnh cửa bịt kín như vậy gặp mặt. Hắn càng không kiên nhẫn cùng con tôm, cá nhỏ, cá lớn còn có cá mập chơi trò chơi thích khách đoán xem ta là ai. Các ngươi thích chơi như vậy phải không? Vậy Lý Ca liền một cước đạp đổ bàn cờ của các ngươi, xem các ngươi mỗi người đều có thể án binh bất động tới khi nào. Gia Lăng, xem xong tư liệu chưa? Xem xong liền mang ngọc giản tiêu hủy, hoạt động gân cốt một phen, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Lý Diệu đang đằng sát khi nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải ám sát hoặc bảo hộ, mà là cùng ta mỗi người đi một ngả nhìn hết toàn cục đợi lát nữa mang người trói mắt nhất trong hỗn loạn nhớ kỹ hết cũng lấy thân phận một nhà buôn bình thường quan sát biến hóa của chợ lớn thất hải trong một đến hai ngày sau nhìn xem ai là kẻ được lợi lớn nhất sau hỗn loạn đến lúc đó lại thông qua kênh thông tin bí mật mang toàn bộ tin tức nói cho ta biết hiểu chưa rõ lệ gia lăng siết chặt nắm tay nói rượu ca ngươi chuẩn bị làm gì hôm nay chợ lớn thất hải là một cái đầm nước lặng con tôm, cá nhỏ, cá lớn cùng cá mập đều lười biếng không muốn động đậy, vậy để ta tới là một con luôn vui vẻ, giúp bọn hắn hoạt động một chút là được. Lý Diệu mỉm cười, nói từng chữ một, ta muốn ám sát Kim Ngọc Ngôn. Nhẹ nhàng huyết sáo một tiếng, một tia sáng đỏ từ trong nhẫn càn khôn giữa ngón tay bắn ra, cùng huyết sắc tâm ma lao ra ở chán hòa hợp một thể, nhanh chóng xoay tròn, cách 37 bức tường, nhắm về phía Kim Ngọc Ngôn. Đối với tàu kiêu long lần lượt cường hóa cải tạo, lại có huyết sắc tâm ma thêm vào mà nói, những bức tường làm từ tài liệu bình thường này so với giấy tuyên thành mỏng như cánh ve không cứng hơn là bao giờ phút này kim ngọc ngôn được mấy chục thương gia giàu có quần áo đẹp đẽ quý giá khí độ bất phàm tiền hô hậu ủng đang muốn bước vào chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn bảy nhóm thích khách cùng bảo tiêu bộ dạng đáng ngờ đang ở giữa hai ba cái quảng trường không chút để ý đảo quanh có lẽ bọn họ đều cho rằng mình là nhân vật chính của trò chơi ám sát này mà đối phương còn chưa phát hiện mình cá lớn cùng cá mập che giấu sâu hơn vẫn chưa bại lộ có lẽ bọn họ chính là một trong các cận vệ hoặc là thương gia giàu có bên cạnh kim ngọc ngôn mà lý diệu thông qua thần niệm thao túng ba con mũi linh năng đã nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng ba tên thích khách gà con kia cuối đường ống thông gió lý diệu nheo mắt hướng lệ gia lăng vươn ba ngón tay sau đó là hai ngón sau đó là một ngón lệ gia lăng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu mình đã chuẩn bị tốt vậy thì bắt đầu đi lý diệu tâm niệm khẽ động ở ngoài ngàn mét ba con mũi linh năng hướng vành tai ba tên thích khách gà con hung hăng đốt vành tai là một trong những bộ vị mẫn cảm nhất thân thể con người huống chi ba con mũi linh năng ở lúc đốt đến vành tai của ba thích khách gà con còn vỡ toang ra hóa thành một tiếng rít gào đâm thẳng thần hồn bại lộ rồi mau ra tay ba tên thích khách gà con lập tức nhảy dựng lên cùng lúc đó mấy chiếc nhẫn càn khôn lý rượu trước kia vứt ở trong thùng rác trên đường đều phun ra lượng lớn đạn xương khói đạn rung động cùng đạn dít gào bốn phương tám hướng liên hoàn nổ tung truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé vô luận bảo tiêu hay là thích khách hoặc là thích khách ngụy trang thành bảo tiêu cùng phản đồ trong thích khách ngụy trang thành bảo tiêu ai cũng không ngờ vụ nổ sẽ thình lình xảy ra hơn nữa là bốn năm địa điểm quay quanh chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn đồng thời xảy ra tuy lý rượu sử dụng là đạn xương khói đạn rung động cùng đạn dít gào không có sức sát thương quá lớn thanh thế so với bom tinh thạch thật sự lại càng thêm kinh người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy tinh bình thường trong vòng phạm vi mấy ngàn mét đều bị chấn nát, thủy tinh công nghiệp chấn động ra vết nứt như mạng nhện, còn có vô số đường ống đều bị đánh rách tả tơi, xẹt xẹt phun trào ra cả mảng lớn hơi nước nóng rực. Càng có vô số người bị chấn động tới mức nhịp tim hầu như dừng lại, lỗ tai vang lên ong ong, chảy ra chất lỏng ấm nóng, ngay cả thần hồn cũng như là một chiếc thuyền nhỏ trong sóng chiều ngập trời, thật lâu cũng không hồi phục được tinh thần xương khói dương nanh múa vốt phóng lên cao, như mấy chục cây to đen xì không ngừng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát đã mang không gian phụ cận trợ do dịch lượng thương phẩm lớn biến, thành một cánh rừng rậm tối tăm đưa tay, không thấy năm ngón. Những viên đạn xương khói này trải qua lý diệu đặc biệt nạp liệu, chẳng những có thể ngăn cách tầm mắt con người, có được mùi mang tính kích thích, thậm chí có thể nhiễu loạn tín hiệu linh võng, không dây truyền bá cùng thần niệm người tu tiên tìm tòi, làm mọi người đều ở trên trình độ nhất định, biến thành ruồi bọ không đầu cái gì cũng không nhìn thấy cùng không nghe thấy đương nhiên ngoại trừ cao thủ đích thực ở lúc tuyệt đại đa số người qua đường và thương khách đều lâm vào cực độ hỗn loạn bảo tiêu cùng thích khách vẫn chấn định tự nhiên thậm chí sát khí đột nhiên sắc bén hẳn lên liền biến thành đom đóm trong đêm đen lấp lánh lóa mắt như vậy đầu tiên là ba tên thích khách gà con nghe được thanh âm lý diệu hung hăng nổ tung ở bên tai bọn họ nhao nhao nhảy lên bọn họ bị an bài một nhiệm vụ gần như chịu chết như vậy tự nhiên không phải người quá mức có đầu óc gì cả. Hơn nữa lý diệu trong truyền âm nhập mật, ẩn chứa vài phần hương vị mê hoặc cùng thôi miên, giống như là mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ cùng phản kháng. Hai tên thích khách gà con trong đó, thế mà thật sự như điện giật bắt đầu hành động, lấy ra súng ngắm phá giáp hạng nặng bên người, chuẩn bị cách một cánh cổng phục giết kim ngọc ngôn. Một tên thích khách gà con cuối cùng có chút đầu óc, lại là ngay cả súng ngắm cũng không để ý tới, mang thân thể cuộn lại thành một cục nho nhỏ như mèo con, nhanh chóng hướng chỗ lối ra đường ống thông gió lui trở về, mưu toan cướp đường mà chạy. Ba con tôm này là mấu chốt dẫn một chỗ động toàn thân, bọn họ vừa động, vô luận là giết hay chạy, kẻ phòng ngự đã sớm tập trung bọn họ chặt chẽ đều không thể bất động. Ầm, ba đường ống thông gió đột ngột đứt gãy, mười mấy kẻ phòng ngự đã sớm nấp ở phía dưới đường ống bay lên trời, có người cắt đứt tầm mắt giữa hai tên thích khách gà con cùng kim ngọc ngôn, cũng có người trực tiếp mang roi chiến điện, từ hồ quang lượn lờ vung về phía thích khách gà con càng có người phong kín lối ra ba đường ống thông gió đừng nói linh hoạt giống mèo con cho dù chắp cánh cũng đừng hòng chạy thoát trong lúc nhất thời tiếng kinh hô tiếng kêu thảm tiếng gầm rú của phá giáp súng ngắm hạng nặng hầu như đồng thời vang lên lại tắt ngay trong giây lát tiếng gầm rú của súng ngắm phá giáp hạng nặng giống như là tín hiệu chói tai thình lình xảy ra kinh biến làm thích khách bốn đại gia tộc ngủ đông ở bên ngoài không có lựa chọn nào khác chỉ có thể gấp rút ra tay tuy hôm nay không phải thời cơ tốt nhất ám sát kim ngọc ngôn nhưng trải qua hỗn loạn như vậy, lực lượng bảo an bên người Kim Ngọc Môn khẳng định sẽ toàn diện thăng cấp, thậm chí mấy ngày tới sẽ luôn tránh, ở trong căn phòng bí mật an toàn nhất nội khu ngủ đông không ra, vậy hành động ám sát bọn họ mưu tính đã lâu liền thất bại toàn bộ. Bảy nhóm người Lý Diệu vừa mới tập trung, tất cả đều bắt đầu hành động. Thương khách nhìn như tai to mặt lớn, vừa rồi còn đang cao hứng bàn luận nháy mắt phóng ra sát khí nồng đậm đến cực điểm, thân hình to béo nháy mắt co rút lại, biến thành những con xài lang hung tàn như mũi tên rời cung, hướng trợ giao dịch lượng thương phẩm lớn lao tới, quanh thân tràn đầy hào quang sặc sỡ, đều trang bị chiến khải đột kích tiên tiến nhất. Bảo tiêu tinh nhuệ ngụy trang thành cảnh sát bình thường, cũng trong nháy mắt hoàn thành lắp đặt tinh khải, chỉ nhìn những tinh khải này tạo hình muôn màu, xa hoa cùng ánh lửa sát khí ngập trời liền biết, những người này tuyệt đối không phải tuần cảnh bình thường đơn giản như vậy. Hai đám nhân mã vừa vặn va chạm chính diện, ánh mắt giao nhau, lập tức phân biệt ra thân phận đối phương, không chút do dự cùng lúc ra tay viên đạn gào thét, huyền quang nóng rực cùng tiếng kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động va chạm chói tai trở thành ngôn ngữ duy nhất. Bọn họ không phải quân cờ duy nhất bắt đầu di động trong trò chơi ám sát này. Còn có càng nhiều thích khách cùng bảo tiêu hơn ùn ùn xé rách ngụy trang, hoặc là hướng Kim Ngọc Ngôn ra tay, hoặc là phấn đấu quên mình che ở trước mặt Kim Ngọc Ngôn, bảo hộ Kim Ngọc Ngôn rút lui. Lý Diệu thậm chí ở giữa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau quét được hơn 30 điểm bắn tỉa, ít nhất 350 tay súng bắn tỉa đang tập trung Kim Ngọc Ngôn hoặc là lẫn nhau. Nhưng những người này, tất cả đều không phải mục tiêu Lý Diệu thật sự muốn tìm kiếm. Thực lực và hỏa hậu của bọn họ còn thiếu chút, không đủ để trở thành nhân vật chính của trò chơi ám sát này. Hắc Kỳ Vương, Hồng Nương Tử, Quỷ Treo Cổ Cùng Tử Hải Quy Nhân. Bốn đại tử thần các ngươi, rốt cuộc trốn ở nơi nào, mau ra đây, mau đi ra cho ta. Lý Diệu nheo mắt, thông qua 30 con mũi linh năng, tập trung chặt chẽ mỗi một chỗ chi tiết chung quanh chợ bốc khói ngủ ngụt, một mảng hỗn loạn. Đúng lúc này, cách vách không xa linh năng dao động đột nhiên hỗn loạn hẳn lên, ngay sau đó, vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng đánh nhau ồn ào. Xem ra mấy vị thích khách lão huynh có cùng ý tưởng, với chúng ta đã sớm bị kẻ phòng ngự của vạn giới thương minh theo dõi. Nói cách khác, nơi này không an toàn nữa, chúng ta khẳng định cũng sẽ bị theo dõi, ít nhất phải bị kiểm tra một phen. Lý Diệu không quay đầu lại nói, Gia Lăng, thu thập một phen, chuẩn bị đi. Lệ Gia Lăng mang vụn vặt trên đất nhét hết vào nhẫn càn khôn, lần nữa đeo lên kính gió màu đen rộng thùng thình, khoác áo choàng nón che, gật gật đầu. Sau khi ra ngoài, phân công nhau hành động. Nhiệm vụ của ngươi chính là tận khả năng sưu tập nhiều tình báo, ta phải đi tìm Kim Ngọc Ngôn tán gẫu một chút. Lý Diệu mỉm cười, đi thôi. Hắn xòe năm ngón tay, hướng bức tường phía trước. Lòng bàn tay có những luồng sáng hiện lên, kéo theo trên tường cũng xuất hiện gợn sóng sặc sỡ. Tâm niệm khẽ động, linh năng phun ra nuốt vào, bức tường vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, xuất hiện một lỗ thủng thật lớn hơn nữa không đơn giản là một bức tường trước mặt trên tường phía sau cách chờ bọn họ cùng đường phố hết thảy xuất hiện lỗ thủng giống nhau như đúc bá bá lý diệu cùng lệ gia lăng hóa thành hai tia sáng ở trước khi kẻ phòng ngự phát hiện cùng ngăn trở lao vào đường phố tràn ngập khói đen trong đám đông hỗn loạn lệ gia lăng cuộn mình chỉ chớp mắt đã biến mất ở trong dòng người đông đúc lý diệu lại thật sự giống một con cá chạch hoặc là con lươn ngược dòng mà lên hướng trợ giao dịch lượng thương phẩm lớn chui qua cùng lúc đó mỗi một chi tiết của thế giới hỗn loạn quanh mình, bao gồm nhiệt độ, hướng gió, độ ẩm, mỗi một biểu cảm nhỏ trên mặt đám người thất kinh, động tác của thích khách cùng bảo tiêu đang chém giết, điểm bắn tỉa giữa nhà cao tầng, cùng với đám người nơi xa vây quanh bên cạnh Kim Ngọc Ngôn, tất cả đều hóa thành một chuỗi số liệu huyền ảo phức tạp, lấy một cái tư thái ôm hết tất cả hiện lên ở trong đầu hắn. Diệu ca, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Thanh âm lệ gia lăng, từ trong con chip thông tin kể sát ở sâu trong lỗ tai Lý Diệu truyền đến, nhưng... Nơi này thật sự quá hỗn loạn, căn bản không phân biệt được là ai thích khách, ai là bảo tiêu. Không sao, những kẻ đang bình bình băng băng đánh náo nhiệt kia, hết thảy đều là vai phụ, không quan trọng, trọng điểm chú ý người bên cạnh Kim Ngọc Ngôn. Lý Diệu nheo mắt, như quỷ mị, hướng phía Kim Ngọc Ngôn tiến lên, cách Kim Ngọc Ngôn còn có 300 mét, 200 mét, 100 mét, nếu ta không đoán sai, bốn đại gia tộc nhất định đã thu mua một trong bốn đại tử thần, mà tử thần này giờ phút này ngay bên cạnh Kim Ngọc Ngôn sắp thừa dịp hỗn loạn phát động một đòn chí mạng. vậy, lệ gia lăng hít một hơi thật sâu, kim ngọc ngôn chẳng phải là rất nguy hiểm? diệu ca, ngươi kích thích thích khách như vậy, quả thực là chơi với lửa. không sao, tất cả đều ở trong nắm giữ của ta, thích khách không có chút cơ hội nào. lý diệu mỉm cười, tàu kiêu long đã sớm ở dưới huyết sắc tâm ma khống chế tiến vào trạng thái tàng hình, ẩn nấp đến trong sương khói giữa không trung, ở cao nhìn xuống, khóa chặt tất cả mọi người bên cạnh kim ngọc ngôn bây giờ kim ngọc ngôn đã được ta bảo hộ bên người toàn phương vị ngay cả một cây kim thêu hoa cũng đừng nghĩ đâm đến trên người hắn lý diệu nói với lệ gia lăng đúng lúc này mắt thấy kim ngọc ngôn sắp ở dưới bảo tiêu vây quanh về đến trong xe chống đạn thật dài của mình dị biến đột nhiên xảy ra ba tên bảo tiêu ở bên người hắn còn có bốn thương gia giàu có cách đó không xa bỗng nhiên mắt lộ hung quang sát ý đột nhiên ngưng tụ đến cực hạn hướng kim ngọc ngôn ra tay mà ở trong một tòa cao ốc cách đó không xa cũng có một đạo sát ý sắc bén không thể chống đỡ, như nước lũ vỡ đê chút xuống. Kẻ bắn tỉa thật lợi hại. Con người Lý Diệu chợt có rút lại. Hắn vừa rồi đã mang vị trí, trong nhà cao tầng xung quanh có khả năng bắn tỉa quét mấy chục lần, thế mà lại chưa phát hiện nơi này còn giấu một kẻ bắn tỉa lợi hại như thế. Người này là kẻ bắn tỉa khủng bố nhất Lý Diệu Bình sinh gặp, tu vi vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới hóa thần, chỉ cảm giác được người này tồn tại, cũng khiến Lý Diệu sinh ra một cảm giác lông tóc dựng cả lên là ngươi sao, Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử thủ lĩnh huyết khô lâu, một trong bốn tổ chức sát thủ lớn, là cao thủ tu súng số một đế quốc, đặc biệt am hiểu phục giết khoảng cách xa. Trừ nàng, Lý Diệu thật sự không nghĩ ra được còn có người nào, có thể mang tới cho hắn loại cảm giác kinh sợ như rắn độc này. Ngay tại lúc bảy tên thích khách giấu ở bên người Kim Ngọc Ngôn, lộ ra bộ mặt giữ tợn, hướng Kim Ngọc Ngôn lao tới, tay súng bắn tỉa siêu cấp nghi là Hồng Nương Tử cũng phát ra một đòn chí mạng, viên đạn trượt ra khỏi nòng súng, biến mất ở trên không ngay lập tức cắn nuốt khoảng cách hơn một m thẳng đến lúc cách đầu kim ngọc ngôn chỉ có hai ba mươi m mới cực kỳ đột ngột từ trong hư không chui ra sức chú ý của mọi người đều đặt ở trên bảy tên thích khách ám sát khoảng cách gần kia chưa có ai chú ý tới viên đạn đột kích vô thanh vô tức này chỉ có lý diệu luôn tập trung chặt chẽ đường đạn tàu kiêu long hóa thành một tia máu thê lương không nghiêng không lệch đánh bay viên đạn ra ngoài sát qua bên người kim ngọc ngôn có kền kền lý diệu ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ động vào một sợi lông của Kim Ngọc Ngôn. Lý Diệu cười lạnh, giữa những hàng chữ, tràn ngập tự tin tuyệt cường, tự tin vượt lên trên hóa thần. Một giây sau, đầu Kim Ngọc Ngôn giống như là dưa hấu từ tầng 10 rơi xuống, toàn bộ nổ tung, ra. Một màn này, giống như là cả một thùng sơn đỏ tươi, đổ ở trên bức tranh màu đậm, hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ đầu Kim Ngọc Ngôn biến mất không thấy, máu tươi từ trong lồng ngực tuôn ra, bắn tung tóe cao đến ba bốn tầng lầu lại phun ở trên thân mọi người chung quanh thi thể không đầu vung vẩy tay chân sau khi run rẩy một trận huỵch một tiếng ngửa mặt ngã quỵ không khí nóng rực mà bạo loạn giống như nháy mắt đông lại mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà cứng ngắc suốt ba giây không dám tin bá chủ thương nghiệp ngoại vi đế quốc tổng chấp sự vạn giới thương minh kim ngọc ngôn cứ như vậy chết rồi đặc biệt lý diệu một đôi mắt hầu như sắp phun ra khỏi hốc mắt hóa thành hai quả chùy lưu tinh hướng thi thể kim ngọc ngôn hung hăng đập lên không thể nào, có lầm hay không? Diệu ca, thanh âm lệ ra lăng từ nơi cực xa truyền đến, ẩn chứa kinh ngạc khó có thể hình dung, kim ngọc ngôn hình như, ạc, hình như bị xuyên táo rồi. Không có khả năng, không có lý do, đều là ảo giác, không lừa được ta. Lý diệu quả thực muốn vò đầu bứt tai, nhảy cao ba thước, kim ngọc ngôn tuyệt đối không có khả năng chết như vậy. Ta đã tập trung chặt chẽ mỗi một tấc không gian chung quanh hắn, vô luận là viên đạn, mảnh đạn. Huyền quang hay là nọc độc nén siêu cao đều không có khả năng tránh thoát pháp nhãn của ta. Ta có thể dùng nhân phẩm và danh dự để đảm bảo, không đúng, ta thậm chí có thể lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo. Vừa rồi tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có bất cứ ngoại lực nào xâm nhập đến trên đầu kim ngọc ngôn. Vô luận trên viên đạn bắn tỉa kia ngưng tụ bao nhiêu pháp lực, cũng mặc kệ nó được dùng bao nhiêu thần thông, đều không có khả năng bị ta đánh bật ra xa như vậy, còn có thể dựa vào gợn sóng xé rách đầu kim ngọc ngôn, không có khả năng ta có thể rất thu mình khiêm tốn, rất có trách nhiệm nói, mẹ nó nó hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu được mắt của ta, lén lút xử lý Kim Ngọc Ngôn. Trong nháy mắt, đầu Lý Diệu vang lên ong ong, mỗi một tế bào não đều như là máy tính vận chuyển quá tải, phát nhiệt lượng thậm chí làm không khí chung quanh cũng vặn vẹo hẳn đi. Trong chợ tràn đầy hỗn loạn, Lý Diệu là người đầu tiên bình tĩnh lại. Kim Ngọc Ngôn chết quá kỳ quái, trò chơi còn chưa chấm dứt, hoặc là nói, vừa mới bắt đầu thôi. Bá bá, Thần niệm lý diệu như hồ quang vô hình, hướng phía viên đạn bắn tỉa phóng đi, vị trí bắn tỉa giữa hai tòa nhà cao tầng vòng qua. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kẻ bắn tỉa cấp số hóa thần kia ở cùng lúc bắn ra một viên đạn, liền không chút do dự mang tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hướng bên ngoài chợ rút lui, thậm chí không để ý xem xét chiến quả của mình. Một kẻ bắn tỉa ưu tú, vĩnh viễn coi trọng bảo tồn bản thân hơn tiêu diệt mục tiêu, thích khách nghi là hồng nương tử một trong bốn đại tử thần này hiển nhiên sẽ không ngu ngốc ở lại tại chỗ chờ người ta bắt. Có lẽ cô ta càng có tự tin, một phát súng này khẳng định có thể lấy mạng Kim Ngọc Ngôn. Khi thần niệm Lý Diệu lặng lẽ dây dưa cô, cô đã giống rắn độc chắp cánh lao ra hơn 1000 mét, sắp nương nhà cao tầng cùng đường ống rắc rối phức tạp yểm hộ, biến mất ở ngoài phạm vi tìm tòi của mọi người. Đúng lúc này, từ sâu trong hai con đường khác bên ngoài chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, bỗng nhiên bùng nổ hai lực lượng mạnh mẽ tương tự, hướng thích khách nghi là Hồng Nương Tử đuổi theo từ linh năng giao động bọn họ nháy mắt bùng nổ ra cùng tốc độ dịch chuyển ở trong không gian nhỏ hẹp đến xem vô cùng có khả năng cũng là người tu tiên loại hình chiến đấu cấp số hóa thần ba đại tử thần đã ra sân rồi tâm tư lý diệu xoay chuyển thật nhanh giả thiết tình báo không sai nếu an toàn của chợ lớn thất hải và kim ngọc ngôn thật sự là do bốn đại tử thần ngày xưa phụ trách mà vừa rồi một tử thần trong đó hồng nương tử phản bội hướng kim ngọc ngôn phát động đánh lén hai tên tử thần này chính là phản ứng lại phát hiện đồng bạn phản bội đi bắt hồng nương tử. Như vậy, vấn đề mấu chốt nhất đến rồi, một gã tử thần còn lại rốt cuộc ở nơi nào, muốn làm gì? Mặc kệ cục diện hỗn loạn cỡ nào, chỉ cần bắt được vấn đề mấu chốt nhất thì có thể bắt được cả mạch lạc rõ ràng. Bây giờ mấu chốt chính là ba siêu cấp sát thủ nghi là ba đại tử thần đã một đuổi một chạy rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có một siêu cấp sát thủ cấp số hóa thần, cuối cùng còn chưa bại lộ thân phận, vô cùng có khả năng ẩn nấp ở bên cạnh thi thể kim ngọc ngôn, như vậy Lý Diệu hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ thành ngàn vạn cây chùy băng vô hình, lần nữa hướng chung quanh thi thể Kim Ngọc Ngôn quét tới. Hắn bỗng nhiên phát hiện hai chuyện phi thường kỳ quái, hoặc là nói, hai người rất kỳ quái. Đầu tiên, là một nữ bảo tiêu cao to, dáng người trắng kiện, khuôn mặt dã man. Nữ bảo tiêu này từ ban đầu đã theo Kim Ngọc Ngôn, cùng nhau lên ngồi chiếc xe chống đạn loại dài xa hoa kia. Kim Ngọc Ngôn sau khi xuống xe, cô cũng một tấc không rời đi theo bên. Người chủ nhân, hẳn là cận vệ được kim ngọc ngôn tín nhiệm nhất nhưng với cận vệ mà nói nữ nhân bề ngoài giống tinh tinh đen này thật sự quá không xứng chức đầu tiên so sánh với bảo tiêu khác thực lực của cô không khỏi quá yếu một chút nhìn từ hình thái gợn sóng linh văn và từ trường sinh mệnh chấn động linh năng của cô hùng hậu có thừa lại thiếu huấn luyện chiến đấu cường độ cao thời gian dài linh năng của cô phát ra hùng hậu lâu dài tính duy trì rất mạnh lại thiếu sức bật trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn không thích hợp chiến đấu, ngược lại càng thích hợp kích hoạt tế bào não, làm công tác loại hình quản lý hoặc là sáng tạo. Cô có lẽ tu luyện bí pháp nào đó, thay đổi cùng che giấu hình thái gợn sóng linh năng thật sự của mình. Ngay cả Lý Diệu ngay từ đầu cũng bị cô giấu giếm, nhưng giờ phút này thiên hạ đại loạn, mọi người đều đề phòng cao độ, cô cũng theo bản năng bại lộ ra phương thức phóng thích linh năng thói quen của mình, tự nhiên bị Lý Diệu cao thủ vượt lên trên hóa thần này liếc một cái hiểu rõ. Tiếp theo, bảo tiêu là nghề rất đặc thù, cần mang tính mạng cố chủ coi trọng hơn tính mạng của mình thân là cận vệ của kim ngọc ngôn mặc dù thực lực không đủ nhưng độ trung thành tuyệt đối không thể hoài nghi sau khi kim ngọc ngôn bị xuyên táo bảo tiêu khác đều ủa lên cho dù biết rõ không có hy vọng vẫn đồng loạt bảo vệ thi thể kim ngọc ngôn duy chỉ có nữ bảo tiêu này lại liên tiếp lui về phía sau ánh mắt còn hướng bốn phía dao động như là đang chờ đợi người khác tới cứu cô trừ phi kim ngọc ngôn mắt bị mù nếu không sao có thể tìm một nữ nhân yếu ớt mà nhát gan như vậy làm cận vệ của mình. Người thứ hai là một gã đầu trọc mặc áo khoác lông màu trắng, trên ngón tay đeo nhẫn càn khôn đủ mọi màu sắc đứng ở cách đó không xa, nhìn qua giống như là nhà giàu mới nổi giàu nứt đố đổ, đổ vách, không ai bị nổi. Vừa rồi lúc gió êm sóng lặng, người này từng chuyện trò vui vẻ với Kim Ngọc Ngôn, hẳn là người quen của Kim Ngọc Ngôn, thương gia giàu có rất có sức ảnh hưởng của thế giới ngoại vi đế quốc. Nhưng giờ phút này, thương khách khác đều tranh nhau chạy ra bên ngoài sợ bị thích khách ám sát kim ngọc ngôn hại tới chỉ có gã nhà giàu mới nổi đầu chọc này nhìn như hướng ra phía ngoài chạy trốn trên thực tế lại đi một đường cong mượn dùng đám người hỗn loạn che giấu bất động thanh sắc tiếp cận nữ bảo tiêu giống như đại tinh tinh kia ba đại tử thần một trốn hai đuổi đã biến mất ở ngoài phạm vi cảm giác của lý diệu ít nhất đuổi theo ra xa mười mấy dặm rất nhiều bảo tiêu và hộ vệ không phải vây quanh ở bên cạnh thi thể không đầu của kim ngọc ngôn chính là ở bốn phía đuổi bắt và giết chết thích khách bốn đại gia tộc đã bại lộ, căn bản không dành bận tâm nữ bảo tiêu giống như đại tinh tinh này. Nữ bảo tiêu đã phát hiện ý đồ của tên nhà giàu mới nổi đầu chọc, lại chưa lùi bước, ngược lại như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, chủ động hướng tên nhà giàu mới nổi đầu chọc nghênh đón. Lý Diệu lại có thể cảm giác, được cơ bắp cẳng chân tên nhà giàu mới nổi đầu chọc chậm rãi căng thẳng, lỗ chân lông quanh thân đều hơi co rút lại, đây là điểm báo dã thú khởi sướng đánh bất ngờ. Bốp bốp, vô số tia lửa đồng thời bùng cháy ở đáy mắt lý diệu các loại manh mối hết thảy sâu chuỗi lại với nhau ra một kết luận kinh người trước khi tư duy phản ứng lại huyết sắc tâm ma khống chế tàu kiêu long đã hoàn toàn giải thoát tình trạng tàng hình hóa thành một đạo huyết quang thê lương hướng cái gáy tên nhà giàu mới nổi đầu chọc đánh tới ngay tại cùng lúc tàu kiêu long hóa thành huyết quang tên nhà giàu mới nổi đầu chọc đã xâm nhập trong vòng mấy mét của nữ bảo tiêu kia hắn hướng nữ bảo tiêu đưa tay còn bày ra nụ cười chấn định tự nhiên đầy mặt tựa như đang bảo nữ bảo tiêu yên tâm tất cả giao cho ta nhưng một giây sau hào quang sen lẫn ở đầu ngón tay hắn mỏng như cánh ve sắc bén không thể chống đỡ liền hướng cổ cùng ngực nữ bảo tiêu bắn nhanh đi như mấy chục thanh phi đao vô ảnh vô hình lại có thể chặt đứt tất cả nếu không ngoài ý muốn mấy chục cây phi đao sẽ dễ dàng cắt đứt yết hầu nữ bảo tiêu động mạch cổ cùng xương cổ hơn nữa mang lục phủ ngũ tạng của cô cắt nát hết còn có khả năng đâm vào hai mắt của cô mang đại não của cô hoàn toàn quấy thành một nồi đậu phụ. Nhưng công kích thình lình tới của huyết sắc tâm ma, thật sự rất ra ngoài tên nhà giàu mới nổi đầu chọc đoán trước, làm hắn thoáng xoay người né tránh, tốc độ không khỏi trễ nửa giây. Thừa dịp nửa giây lùi lại, Lý Diệu rốt cuộc không để ý tới che giấu, áo choàng bao phủ ở quanh thân rót đầy linh năng, hướng tên nhà giàu mới nổi đầu chọc phủ đầu chụp tới, bản thân thì phi thân lao về phía nữ bảo tiêu thất kinh kia. Leng keng leng keng 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 đầu ngón tay lý diệu cũng lóe ra mấy lưỡi dao trong suốt lấp lánh mỏng như cánh ve và chạm tốc độ cao với phi đao của tên nhà giàu mới nổi đầu chọc tốc độ của hai bên đều nhanh đến tột đỉnh mắt thường căn bản không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy áo choàng lý diệu ném ra nháy mắt xé nát thành ngàn vạn luồng thậm chí bị đốm lửa văng khắp nơi điểm hòa tìm được ngươi rồi lý diệu hoàn toàn cản ở trước mặt nữ bảo tiêu khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc ngắn ngủng một dây dao phong nói cho hắn tên nhà giàu mới nổi đầu chọc này cũng là cao thủ hóa thần trở lên lý diệu không cho rằng thương gia giàu có thế giới ngoại vi đế quốc có thể có được sức chiến đấu như vậy gã khẳng định là một người trong hắc kỳ vương hồng nương tử quỷ treo cổ hoặc là tử hải quy nhân hồng nương tử đã đào tẩu quỷ treo cổ lại là quỷ tu như vậy người này không phải hắc kỳ vương chính là tử hải quy nhân thân là một trong những thích khách hóa thần đỉnh cao nhất ngoại vi đế quốc ở dưới tình huống kim ngọc ngôn cũng bị người ta phục giết vì sao còn muốn dây dưa một nữ bảo tiêu không tha, thậm chí phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế, dồn nữ bảo tiêu không quan trọng gì vào chỗ chết. Đáp án chỉ có một, vừa rồi bị xuyên táo không phải Kim Ngọc Ngôn thật sự, chẳng qua là một thế thân, nữ bảo tiêu phía sau Lý Diệu nhìn như cao lớn thô kệch, xấu xí dã man, như tinh tinh cái này, mới là Kim Ngọc Ngôn thật sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã xé rách ngụy trang, vậy để ta thấy rõ mặt mũi thật sự của ngươi đi. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, một tay bảo vệ nữ bảo tiêu phía sau, một tay hướng tên nhà giàu mới nổi đầu chọc kia chụp tới, chẳng qua một chảo nhẹ nhàng bâng quơ, trong hư không nhất thời xuất hiện ba tầng đại thủ ấn trồng chất, tầng thứ nhất là linh năng kích động, tầng thứ hai là không khí cuồn cuộn, tầng thứ ba là màu máu kiều diễm ướt át, giống như ba cái tay to, đồng thời chụp vào cái đầu chọc sáng loáng kia. Tên nhà giàu mới nổi đầu chọc nằm mơ cũng không ngờ được, ngay tại lúc gã sắp thành công, sẽ ở chéo một bên toát ra lý diệu tuyệt thế cao thủ như vậy. Sắc mặt nháy mắt thay đổi ba lần, cảm giác được lực lượng chất chứa trong thủ ấn của Lý Diệu, gã căn bản không dám cứng đối cứng, thân hình lại co rụt lại, từ trong áo lông màu trắng chui ra ngoài, mang áo lông màu trắng coi là thế thân vung về phía thủ ấn của Lý Diệu, bản thể lại như là cái bóng lao nhanh về phía sau. Trong nháy mắt, làn da người này thế mà như là cục thạch mềm mại dày đặc, không ngừng biến hóa và tạo hình, từ trắng hán đầu chọc cao to biến thành hán tử bình thường thân hình vừa gầy vừa nhỏ, ngũ quan thường thường không có gì lạ như tấm gương khiến người ta không giữ lại chút ấn tượng nào. vô luận thủ ấn của Lý Diệu xé rách hay là huyết sắc tâm ma khống chế tàu kiêu long dây dưa đều chưa thể lưu lại người này. gã như là một làn khói bụi chợt tụ chợt tan, nháy mắt lao ra ngoài hơn trăm mét, được mấy chục bảo tiêu cùng hộ vệ vây quanh ở giữa. giờ phút này, cách Lý Diệu lúc ban đầu dẫn nổ đạn xương khói đã trôi qua suốt ba phút, cả tòa chợ lớn thất hải gõ vang chuông cảnh báo, không ngừng có kẻ phòng ngự súng vác vai, đạn lên nòng từ bốn phương tám hướng ập tới như thủy triều nam tử hiện ra nguyên hình như tấm gương này chăm chú nhìn lý diệu một cái thật sâu ánh mắt như dao cạo ba cạnh như là nháy mắt hiểu rõ thân phận lý diệu ngay sau đó hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên tai lạnh lùng nói bắt lấy nữ bảo tiêu bên cạnh tổng chấp sự còn có tên sát thủ đặc cấp hình dung đáng khinh kia bọn hắn là đồng lõa giết chết tổng chấp sự nam nhân như tấm gương này tựa như ở trong lực lượng phòng ngự của vạn giới thương minh địa vị rất cao gã ra lệnh một tiếng bá bá, vô số ánh mắt nhất thời bắn về phía Lý Diệu cùng nữ bảo tiêu, đồng thời phóng tới còn có vô số huyền quang khóa mục tiêu của nòng súng. Lý Diệu cân nhắc một phen sát thủ đặc cấp hình dung đáng khinh rốt cuộc là ai, trong mắt nhất thời phun trào ra ngọn lửa phẫn nộ. Có ý muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý nam nhân, như tấm gương này, nhưng nếu đối phương thật sự là vương bài thích khách cấp số hóa thần, lại được nhiều kẻ phòng ngự gắt gao bảo vệ xung quanh như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể nhẹ nhàng bâng cô xử lý. Hướng chi mục đích của hắn không phải xử lý ai, mà là bảo hộ Kim Ngọc ngôn Chu toàn, còn cần ổn định thế cục chợ lớn Thất Hải, mang toàn bộ vạn giới thương minh đều mượn sức đến bên người mình. Mặc dù hắn không để ý tất cả đại khai sát giới, giết cho chợ lớn Thất Hải máu thịt bay tứ tung, vạn giới thương minh sụp đổ, thậm chí xử lý nam nhân như tấm gương này, vậy đơn giản là làm áo cưới cho bốn đại gia tộc, căn bản không có chút tác dụng nào. Này, Lý Diệu không quay đầu lại, nói với nữ bảo tiêu như Đại Tinh Tinh phía sau. Vị đại đại tỷ này, ngươi thật ra không phải nữ nhân, mà là Kim Ngọc Ngôn nhỉ. Ngươi nhất định phải là Kim Ngọc Ngôn, bằng không anh danh một đời của ta liền xong đời hết. Nếu ngươi là Kim Ngọc Ngôn, mau ra lệnh thủ hạ ngừng bắn đi, ngươi vừa rồi cũng thấy rồi đó, trong ngón tay của nam từ đầu chọc kia, phun trào ra mấy chục chùm phi đao muốn giết ngươi, là ta không tiếc tất cả cứu mạng ngươi. Hắn là người xấu, ta là người tốt, mau mệnh lệnh thủ hạ của ngươi bắt lấy hắn. Nữ bảo tiêu giống đại tinh tinh hồi lâu không đáp lại, lý diệu quay đầu nhìn phát hiện vẻ mặt nàng hoảng hốt và buồn bã đến cực điểm như là đã xảy ra chuyện gì tan nát cõi lòng muốn chết thẳng đến lý diệu lần thứ hai gọi cô vẻ mặt của cô mới trở nên hung ác hẳn lên thấp giọng nói đi cái gì lý diệu không hiểu chút nào đối phương cũng chưa phủ nhận thân phận kim ngọc ngôn của bản thân nhưng nếu cô là kim ngọc ngôn tổng chấp sự vạn giới thương minh chẳng lẽ không thể ra lệnh toàn bộ bảo tiêu cùng hộ vệ sao không đợi lý diệu làm rõ đầu mối hỏa lực hung mãnh đã hóa thành mưa to xối xả, hướng hai người phủ đầu đánh tới. Mặc dù lấy tu vi cấp số hóa thần của Lý Diệu, cũng không có khả năng không để hỏa lực của mấy trăm bộ tinh khải cùng hơn một ngàn con rối chiến đấu bao trùm vào mắt. Huống chi hắn còn phải bảo vệ Kim Ngọc Ngôn, Kim Ngọc Ngôn là cường giả hóa thần loại hình quản lý, luận sức chiến đấu cũng chỉ nguyên anh kỳ xuất đầu, bị hơn một ngàn khẩu pháo tinh từ cùng lúc tấn công, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dầm dầm, một chuỗi quả cầu lửa ở bên ngoài khiên bảo vệ linh năng lý diệu gấp gáp ngưng tụ lên nổ tung giống như mang hắn và kim ngọc ngôn ném vào trong lò lửa mặt trời thiêu đốt bốn phương tám hướng đều là bức tường lửa nhiệt độ cao mấy ngàn độ không ngừng hướng trung ương đè ép nếu không phải linh năng của lý diệu hùng hậu tới cực điểm chỉ riêng lượt đồng loạt bắn này đã đủ để hòa tan mỗi một tế bào của hai người lúc quả cầu lửa thoáng ảm đạm đi lý diệu lại phóng ra thần niệm tìm tòi nam nhân như tấm gương kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lý diệu âm thầm mắng một tiếng thần niệm mở rộng như thủy triều kích hoạt toàn bộ nhẫn càn khôn hắn vứt ở thùng rác cùng góc đường bốn phía mang toàn bộ đạn xương khói đạn chấn động cùng đạn rít cào hết thảy phóng ra hung hăng phát nổ lại một lần nữa chợ lớn thất hải như trời sụp đất nứt chấn động hẳn lên cả mảng không gian đều bị sương mù dày đặc như mực nước che phủ ngay cả thần niệm tìm tòi và thông tin đều đoạn tuyệt hết vô luận kẻ phòng ngự hay là thích khách đến từ bốn đại gia tộc đều mất mục tiêu nhao nhào phát ra tiếng kinh hô, lại ở trong tiếng kinh hô theo thanh âm bắn nhau. Mũi chân Lý Diệu vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất, linh năng rót vào trên hai chân, hung hăng dẫm một phát, nhất thời mang sàn dẫm ra một lỗ thủng. Chợ lớn thất hải không phải là thành lập ở trên hành tinh kiên cố, mặc dù tiểu hành tinh chỗ trung tâm nhất, cũng ở hơn ngàn năm trước đã bị đào rỗng như tổ ong, dưới chân bọn họ trên thực tế là những tầng đường ống cùng sàn tàu. Lý Diệu kéo kim ngọc ngôn, một hơi xuyên qua bảy tầng sàn, xuyên qua mỗi một tầng, liền từ trong nhẫn càn khôn mang theo bên người phóng ra càng nhiều đạn xương khói, mang bảy tầng trên dưới, phạm vi mười dặm đều biến thành rừng rậm tối tăm chứng khí mù mịt, không có ánh mặt trời. Này, đại tỷ, hay là nên gọi người lão ca? Phía sau là mưa bom bão đạn, chung quanh là từng đợt hô giết, Lý Diệu ngại kim ngọc ngôn chạy không đủ nhanh, dứt khoát vác đối phương ở trên vai, tăng tốc độ đến cực hạn, nếu ngươi thật sự là kim ngọc ngôn, Trung quy nên biết mật đạo, mật thất ca thứ chứ. Chúng ta đi hướng nào? Bên này, Nữ bảo tiêu nhìn như đại tinh tinh trần chờ thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm tin tưởng Lý Diệu, hướng hắn chỉ dẫn phương hướng. Phành phành, thần niệm Lý Diệu kích động, linh năng như cơn bão siêu mạnh xâm nhập camera theo dõi trong vòng phạm vi 10 dặm, làm toàn bộ camera hết thảy vỡ nát, lại quét rõ phương hướng vị trí toàn bộ kẻ phòng ngự cùng kẻ truy tung, đặt ra một tuyến đường có thể hoàn mỹ né tránh tất cả mọi người, hướng phía trước lao nhanh đi. Ở phố nghèo ngõ hẹp rắc rối phức tạp như mê cung, Đấu đá giữa đường ống duy tu và khu cư trú bỏ hoang suốt 6 giờ, bọn họ mới cắt đuôi được tất cả mọi người, tới phòng an toàn theo như lời Kim Ngọc Ngôn. Đây là một kho hàng bỏ hoang, phù trận ổn định nhiệt độ xảy ra vấn đề, nhiệt độ cực thấp, nước đóng thành băng, lại không có ánh đèn chiếu sáng, u ám thâm thúy, như quan tài sắt thép thật lớn. Lý Diệu có một thân man lực, lại không thể thống thống khoái khoái đại khai sát giới, chỉ có thể ở dưới mưa bom bão đạn cướp đường mà chạy suốt 6 giờ, dù là tu vi hắn vượt lên trên hóa thần cũng không tránh khỏi có chút gì hơi, mang nữ bảo tiêu như tinh tinh đen kia ném sang một bên, tự mình đến trong góc há mồm thở dốc, thuận tiện mở ra thông tin với tiểu sư tử, gia lăng, bây giờ bên ngoài tình trạng thế nào? Cục diện phi thường hỗn loạn, nhưng đang từng bước bị khống chế. Lệ gia lăng nói, nghe nói bốn đại tuyển đế, hầu gia tộc thu mua trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Kim Ngọc Ngôn, tiền nhiệm vương bài thích khách, thủ lĩnh huyết khô lâu sát thủ đoàn. Hồng Nương Tử, đã phục giết Kim Ngọc Ngôn, bây giờ hồng nương tử cùng thủ hạ cô ta huyết khô lâu sát thủ còn có sát thủ khác bốn đại gia tộc phái tới đang chạy trốn khắp nơi chó cùng rứt dậu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng bọn họ hẳn là chạy không thoát như vậy à lý diệu gãi gãi cằm hắn phi thường rõ vô luận bốn đại gia tộc có thu mua hồng nương tử hay không một phát súng đó của cô ta cũng đã rơi vào khoảng không mặc dù thế thân của kim ngọc ngôn cũng không phải hồng nương tử giết chết như vậy bây giờ chợ lớn thất hải ai quản sự nếu kim ngọc ngôn bị phục giết trung quy có người đi ra thống lĩnh toàn cục chứ. Có hai người. Lệ Gia Lăng nói, một người là tề nguyên báo chấp sự cao cấp vạn giới thương minh, người này ở vạn giới thương minh luôn chủ quản lính đánh thuê, nghiệp vụ có liên quan giao dịch vũ khí chợ đen, cũng là người tổng phụ trách bảo an chợ lớn thất hải. Xảy ra việc lớn tổng chấp sự bị ám sát kinh thiên động địa như vậy, hắn đương nhiên phải thu thập tàn cục. Còn có một người, chính là lão bà của Kim Ngọc Ngôn, ạc à, hẳn là người vợ quá vũ anh cầm tâm, bản thân cô ta chính là chấp sự vạn giới thương minh nhân mạch và thế lực đều không nhỏ. Kim Ngọc Ngôn vừa chết, toàn bộ cổ phần tự nhiên đều thuộc về người vợ quá xử lý, cho nên cô ta đi ra liên thủ cùng tề nguyên báo duy trì cục diện, ai cũng không có dị nghị. Kim Ngọc Ngôn, vợ quá, Lý Diệu sửng sốt rất lâu, quay đầu nhìn nữ bảo tiêu đại tinh tinh hình dung tiểu tụy, mất hết can đảm kia một cái, luôn thấy đỉnh đầu đối phương mơ hồ có chút xanh ngát, ngừng lại một chút, lại khích lệ nói, được đấy, ngắn ngủn vài giờ, đã sưu tập được nhiều tình báo như vậy. Còn chứ, Lệ Gia Lăng thản nhiên nói, lại không che giấu được sự kiêu ngạo trong thanh âm, giải thích, vừa rồi có hai tên thích khách bốn đại gia tộc hoàng hốt không chọn đường chạy đến bên này, của ta, còn muốn xử lý ta, lại bị ta bắt lấy tra hỏi, mới hỏi ra một ít tình báo mấu chốt. Được, ngươi tiếp tục ở bên ngoài đợi đi, tình thế có biến hóa gì mới, lại liên lạc với ta. Còn có, bản thân cẩn thận, thích khách cấp số hóa thần như bốn đại tử thần, mặc dù cảnh giới không phải cao nhất, nhưng thuật giết người tuyệt đối sắc bén không phải ngươi có thể tùy tiện trêu chọc chẳng may thật sự gặp tuyệt đối đừng ham chiến nhanh chân bỏ chạy đại trượng phu co được giãn được rút lui mang tính chiến thuật qua ba năm mươi năm một trăm năm qua lại trở về báo thù không mất mặt lý diệu ngàn dặn vạn dò đối với lệ gia lăng lúc này mới chặt đứt thông tin lại quay đầu nhìn nữ bảo tiêu ù rũ kia hắn nhìn chằm chằm hai vật to như quả bóng rổ ở ngực đối phương cẩn thận xem xét một lúc vẫn không dám xác định có y phóng ra thần niệm hướng trong đũng quần đối phương quét một lần nữa, tựa như lại không quá ổn. Cẩn thận nhớ lại một chút, vừa rồi lúc cõng đối phương cướp đường chạy như điên, tựa như chưa bị cái gì tì vào, cho nên, nữ nhân cổ cổ quái quái này, rốt cuộc có phải kim ngọc ngôn hay không? Lý Diệu cùng cô gái tráng kiện bộ dạng có chút giống hát tinh tinh này, nhìn nhau chốc lát, cảm giác không khí có chút xấu hổ không tên, vẫn phải dựa vào ba tắc lưỡi không xương của hắn, để chủ động mở ra cục diện bế tắc, cái gì nhỉ? ngươi là lão kim sao, kim ngọc ngôn tổng chấp sự vạn giới thương minh. Ngươi trung quy không cần thiết nguyên bản chính là nữ chứ. Không không không, ta không có chút ý tứ nào kỳ thị nữ giới, ta rất tin tưởng nữ trung hào kiệt, vẫn có thể thành tựu một sự nghiệp kinh thiên động địa, chẳng qua ngươi cũng là người có lão bà. Ồ, tin tức mới nhất, lão bà ngươi cùng chấp sự cao cấp tể nguyên báo, trong tập đoàn các ngươi chủ quản vũ khí chợ đen. Bình đài lính đánh thuê còn có nghiệp vụ hộ vệ an toàn qua lại với nhau, thay thế ngươi nắm giữ trợ lớn thất hải hơn nữa bọn họ đã công khai tin người chết, xem ra là hoàn toàn vứt bỏ ngươi, muốn độc bá vạn giới thương minh rồi. Nữ nhân giống như tinh tinh đen trừng mắt nhìn Lý Diệu, hai con mắt của cô giống như bịt kín hai tầng kính mờ, khiến Lý Diệu hoàn toàn không đoán ra cô đang nghĩ cái gì. Nếu ta không đoán sai, tề nguyên báo chính là nam, nhân ngay từ đầu ngụy trang thành tên nhà giàu mới nổi đầu chọc, mặc áo lông màu trắng, về sau lại như là làn khói trong gương không thể nắm lấy kia, đúng không? Lý Diệu giang hai tay, triển lãm ra 12 vạn phần thành ý, nếu ngươi thật sự là Kim Ngọc Ngôn, mặc dù không phải người tu tiên loại hình chiến đấu, cũng nên có thể cảm giác được địch ý cùng sát khí của kẻ kia, ở thời khắc mấu chốt nhỉ. Nếu không phải ta kịp thời ra tay, ngươi đã sớm bị phi đao của hắn băm thành 7-80 mảnh. Còn có một việc, thế thân của ngươi cũng không phải bị phục giết từ xa, viên đạn bắn tỉa trí mạng kia bị ta kịp thời quấy nhiễu, sát qua bên người thế thân của ngươi. Hơn nữa ta cam đoan, ở lúc đại não thế thân của ngươi nổ tung, không có bất cứ ngoại lực nào tác dụng đến trên đầu hắn nói cách khác là lực lượng nào đó đến từ bên trong đại não làm hắn nổ đầu chuyện này rốt cuộc là thế nào tin tưởng ngươi có thể nói cho ta biết đáp án nữ nhân giống như tinh tinh đen vẫn hai mắt đăm đăm như là một pho tượng thép đen xấu xí giống như đắm chìm ở trong thế giới của mình ngay cả lý diệu cũng không rõ cô rốt cuộc có đang dụng tâm nghe hay không chẳng lẽ ngươi thật sự là nữ nhân từ trước tới nay đều là nữ giả nam trang lý diệu nhíu mày thật sâu nhẹ nhàng sờ cầm, đáy mắt phát ra hào quang cơ trí, không ngừng gật đầu nói, "Ta biết rồi, Kim Ngọc Ngôn thật sự vốn là một nữ nhân, chẳng qua lăn lộn ở ngoại vi Đế quốc trong mảng tinh hải hỗn loạn này, thân phận nữ nhân thật sự quá bất tiện, cho nên mới nữ giả nam trang ra ngoài hành tẩu giang hồ. Có lẽ ngay từ đầu chỉ là bất đắc dĩ tạm thích ứng, nhưng theo địa vị nước lên thì thuyền lên, hoặc là nguyên nhân gì khác, lại không có cách nào mang giới tính thật sự công khai với đời, thậm chí vì che giấu, còn không thể không tìm một lão bà giả." vũ anh cầm tâm nhưng bá chủ ở mặt ngoài tung hoành thương nghiệp tinh hải mặc kệ nắm giữ nhiều tiền tài cùng quyền lực nữa trung quy là một nữ nhân mặc dù dùng hết các loại công cụ và pháp bảo luôn không thể thỏa mãn lão bà giả vũ anh cầm tâm của mình chúng ta đều biết nữ nhân một khi ham muốn không được thỏa mãn thời gian dài đó là tương đối tương đối tương đối đáng sợ vũ anh cầm tâm không cam lòng làm quả phụ cả đời tự nhiên ngo ngoe rục dịch về phần tề nguyên báo ở trong đó lại sắm vai nhân vật thế nào chỉ là nhân tình lão bà giả của ngươi hay là có quan hệ tam giác càng thêm triền miên khúc mắc rắc rối phức tạp nói ví dụ đồng thời cũng là người tình của ngươi linh tinh nếu không ngươi vì sao tín nhiệm hắn như thế mang công tác an toàn quan trọng nhất của mình đều giao cho hắn đến phụ trách chẳng lẽ nói chân tướng thật ra là như thế ngươi cùng lão bà giả vũ anh cầm tâm của ngươi đồng thời yêu tề nguyên báo vì thế cháy lên ngọn lửa ghen tị mãnh liệt với ngươi dẫn tới một hồi trình diễn bi kịch Ai ra, cái này thật đúng là thảm kịch nhân luân kinh tâm động phách. Nữ nhân giống như tinh tinh đen, kính mơ trong mắt rốt cuộc vỡ vụn. Nếu đôi mắt của cô có thể phun máu, lúc này nhất định phun ra hơn vạn dòng máu tươi, mang lý rượu bắn thủng lỗ chỗ. Người nói đủ chưa? Nữ nhân giống như tinh tinh đen nhìn chằm chằm lý rượu, răng nghiến vang lên rắc rắc, nói từng chữ một, người rốt cuộc đang nói gơ nói vượn những gì vậy? Cái gì nhân tình, cái gì quan hệ tam giác, cái gì không thỏa mãn nhu cầu? Ta đương nhiên là nam nhân, nam nhân hàng thật giá thật, nữ giả nam trang là cái quỷ gì, đồng thời yêu tề nguyên báo là quỷ gì, phim ngôn tình hạng ba sao. a, à, ngươi rốt cuộc mở miệng rồi nha. Lý Diệu cười hê hê, dày dày cái mũi, lại từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, nói, ta cũng cảm thấy Kim Ngọc Ngôn thật sự khả năng là nữ nhân không lớn, bịa đặt thứ này căn bản không có chút lợi ích nào. Nhưng xem thân hình ngươi, rộng lớn mạnh mẽ như vậy, thật sự rất khó tin tưởng ngươi không phải nữ nhân đương nhiên tu vi đạt tới cấp số hóa thần có thể tự do điều tiết hóc môn trong cơ thể nếu người mạnh mẽ áp chế testosterone của mình điên cuồng tiết ra estrogen quả thực có khả năng làm thân thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng thế này cũng biến đổi quá khoa trương một chút đi ta ở trên thân thể này hoàn toàn nhìn không ra chút dấu vết nam nhân nào nói lời thừa người đương nhiên nhìn không ra chút dấu vết nam nhân thân thể này vốn chính là nữ nhân nữ nhân hàng thật giá thật trăm phần trăm Nữ nhân giống như tinh tinh đen âm trầm nói, "Nhưng Kim Ngọc Ngôn ta, từ khi sinh ra đã là nam nhân, nam nhân thật sự, đời này cho tới bây giờ chưa từng nam giả nữ trang, hoặc là làm giải phẫu cải tạo cái gì cả." Á! À, Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, đây là ý tứ gì? Kim Ngọc Ngôn là nam nhân, ngươi là Kim Ngọc Ngôn, nhưng thân thể của ngươi lại là nữ nhân, chẳng lẽ, Lý Diệu nghĩ đến một khả năng không thể tưởng tượng, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Không sai, đây không phải thân thể thật sự của ta nữ nhân giống như tinh tinh đen, Kim Ngọc Ngôn đầu tiên là cười khổ, sau đó lại thở dài thật dài, thân hình uể oải đi, lẩm bẩm, thần hồn của ta bị nhốt ở trong thân thể một nữ nhân, không chạy ra được. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, sừng sốt hồi lâu mới nói, cho nên nói, là đoạt xá sống lại à? Nếu là đoạt xá, thân thể này không ra làm sao cả, đây rõ ràng là thân thể một vũ phụ oai hùng, nhưng không phải võ giả đỉnh cấp nhất, mà hình thái đại não sinh trưởng cũng càng có khuynh hướng chiến đấu ngắn ngủi mà không phải ổn định tự hỏi thời gian dài đặc tính không hợp với thần hồn của ngươi chuyện này rốt cuộc là thế nào ngươi vì sao sẽ bị nhốt vào hay là lừa vào trong một thân thể như vậy không phải đoạt xá sống lại mà là một loại bí thuật tên là di hồn đại pháp nhưng cũng có chỗ tương tự với đoạt xá trọng sinh chỉ là kim ngọc ngôn nhìn chằm chằm lý diệu ánh mắt như là sài lang rơi vào cạm bẫy bị gắt cao kẹp lấy chân hung tàn tuyệt vọng đa nghi phẫn nộ và thù hận hỗn tạp cùng một chỗ gã dồn dập thở dốc nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải cứu ta, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Lý Diệu vốn không tính ở trước mặt Kim Ngọc Ngôn che giấu tung tích, lập tức hai tay vò loạn ở trên mặt, mang toàn bộ nước thuốc cùng làn da nhân tạo hết thảy lao đi, lại khẽ điều chỉnh hướng đi của cơ thịt phần mặt, hướng Kim Ngọc Ngôn mỉm cười, lão Kim, là ta, là ngươi, kền kền Lý Diệu. Kim Ngọc Ngôn lại phun ra một ngụm chọc khí, thoáng thả lỏng ba phần cảnh giác, lại tăng thêm bảy phần nghi hoặc ở trên hành trình tiến quân đế đô của phái cách tân lý diệu và kim ngọc ngôn đều là đại tướng dưới trướng lệ linh hải hoàng hậu đế quốc hai người tuy không phải quá thân quen nhưng cũng từng có vài lần gặp mặt do đó kim ngọc ngôn liếc một cái đã nhận ra lý diệu nhưng hắn hiển nhiên cũng biết tình hình gần đây của lý diệu cao mày lẩm bẩm ta không hiểu đế đô truyền đến tình báo nói ngươi đã phản bội phái cách tân đầu nhập vào bốn đại gia tộc còn khiến toàn bộ tổ chức sát thủ dưới cờ vạn giới thương minh chúng ta đều triển khai toàn diện đuổi giết đối với ngươi. Nhưng, nếu ngươi thật sự đầu phục bốn đại gia tộc, chờ mắt nhìn chân thân cùng thế thân của ta đều bị ám sát, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất, ngươi vì sao phải cứu ta, hai lần. Hay là nói, ngươi muốn khuyên bảo ta cũng đầu nhập vào bốn đại gia tộc sao? Ánh mắt Kim Ngọc Ngôn đột nhiên sắc bén hẳn lên. Mặc dù thần hồn không phải là an cư ở trong thân thể thật sự của mình, quanh thân gã vẫn phóng ra ngọn lửa chiến đấu như thực chất, nhắm mắt thở dài nói được làm vua thua làm giặc dám cược dám chịu thua ván bài ta khổ tâm tính kế trăm năm trung quy thất bại thảm hại nhưng muốn ta đầu hàng thì đừng hòng ta mệt rồi không muốn đổi phe tiêu phí một trăm năm thời gian lặp lại một lần nữa giết ta đi lão kim ngươi hiểu lầm rồi lý diệu vẫn cười tủm tỉm nói ta chưa bao giờ bị bốn đại gia tộc thu mua hoàn toàn ngược lại từ đầu tới cuối ta đều là phái cách tân kiên định nhất là người tu tiên thật sự người tu tiên chính nghĩa người tu tiên yêu nước chính bởi vì ta là thuần túy, chính nghĩa lại yêu nước như vậy, cho nên mới bị tiểu nhân gian định cùng kẻ mang dã tâm trà trộn vào, trong đội ngũ phái cách tân không tha, bị bọn họ nói xấu, xua đuổi cùng đuổi giết. Ta sở dĩ vạn dặm xa xôi đến chợ lớn thất hải tìm ngươi, chính là tin tưởng lão kim ngươi cũng là một người yêu nước cùng người tu tiên thuần túy, kiên định, chính nghĩa, là phái cách tân thật sự, cho nên mới đến liên thủ cùng ngươi, mang chiến kỳ cách tân đế quốc tiếp tục dơ cao cho đế quốc chân nhân loại mục nát xuống dốc này thay trời đổi đất hoàn toàn triệt để. Cái gì? Câu này lại khiến Kim Ngọc Ngôn lòng như cho tàn một lần nữa mở to mắt, đáy mắt phóng ra hào quang kinh người, giống như muốn đâm thủng xương tủy, tạng phủ cùng thần hồn lý diệu, gã thử nói, ngươi là phái cách tân thật sự, như vậy tiểu nhân gian định cùng nhà dã tâm là ai, lệ linh hải sao? Lệ Linh Hải muốn làm nhiếp chính đế quốc hoặc là thủ tịch nguyên lão viện, đây là chuyện mọi người đều biết, cũng là một bộ phận giao dịch của chúng ta, cũng không có gì to tát cả. Không sai, ở trong bản đồ tương lai của phái cách tân, vô luận lệ linh hải muốn làm đế quốc nhiếp chính vương hay là thủ tịch nguyên lão viện, thậm chí là nhân vật nào đó. Tương tự nữ hoàng đế quốc, đều không có gì ghê gớm cả, danh hiệu chỉ là danh hiệu, thế lực khác của phái cách tân tự nhiên có lòng tin có thể kiềm chế bà ta, đạt thành cán cân quyền lực nào đó, uy vọng của bà ta trung quy là không đủ, chờ bà ta chết, quyền thế của bà ta tự nhiên tan thành mây khói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Diệu thản nhiên nói, nhưng nếu không phải lệ linh hải, mà là... Vũ Anh Kỳ thì sao? Nếu sau khi phái cách tân cùng bốn đại gia tộc lưỡng bại câu thương, nhảy ra cướp hoa màu cách tân, đi lên ngay báo chí tôn lại là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, lại như thế nào? Tí tách, tí tách, tí tách. Trên đường ống làm lạnh tổn hại không ngừng có giọt nước nhỏ xuống, làm không khí yên tĩnh trong kho hàng đông lạnh tỏ ra càng thêm quỷ dị bí hiểm. Lý Diệu dùng suốt 10 phút, mang chân tướng cùng thế cục đại khái trước mắt điều hướng kim ngọc ngôn miêu tả một lần sau đó siết chặt nắm tay dùng ánh mắt hồn nhiên vô tả nhìn đối phương cũng lấy thanh âm chân thành nhất nói tin tưởng ta lão kim mỗi một chữ ta nói đều là thiên chân vạn sát bây giờ hai chúng ta là hy vọng cuối cùng của phái cách tân là hy vọng cuối cùng của đế quốc là hy vọng cuối cùng của tu tiên đại đạo thật sự vô luận ngươi uể oải cùng suy sụp bao nhiêu cũng đừng từ bỏ hy vọng dâng lên dũng khí của ngươi theo ta cùng nhau vì tu tiên đại đạo mà Phấn đấu đến cùng đi. Kim Ngọc Ngôn lại dùng ước chừng 5 phút đồng hồ mới tiêu hóa mọi thứ Lý Diệu nói. Hắn nhắm mắt lại trầm ngâm rất lâu, khi lần nữa mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy hào quang thâm thúy cùng cơ trí. Kim Ngọc Ngôn vươn ngón tay thứ nhất, để ta xác nhận một lần nữa, người là nói, lão tổ tông người tu tiên chúng ta, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã sống lại, hơn nữa nhập vào trong cơ thể hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, trên thực tế là hắn ở phía sau màn thao túng tất cả mục đích chính là vì từ trong tay bốn đại gia tộc đoạt lại ngai báo chí tôn lý diệu gật đầu thật mạnh không sai kim ngọc ngôn vươn ngón tay thứ hai sau đó bởi vì vừa mới sống lại hắn thế đơn lực cô sợ hãi bại lộ thân phận sẽ bị bốn đại gia tộc bóp chết ở trong tã lót cho nên mới mượn dùng lực lượng vạn giới thương minh thậm chí phái cách tân ngay cả ta cũng là quân cờ bị hắn lợi dụng lý diệu tiếp tục gật đầu chính xác năng lực lý giải của ngài rất mạnh kim ngọc ngôn vươn ngón tay thứ ba Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ chỉ là lợi dụng ta, vạn giới thương minh và phái cách tân. Tuy đôi bên đều có kẻ địch chung bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, nhưng hắn trên thực tế là phái hoàng quyền so với bốn đại gia tộc càng thêm bảo thủ cùng độc đoán. Nếu thật sự bị hắn cướp hoa trái cách tân, nhất định sẽ trở mặt vô tình, bất chấp thủ đoạn thắt cổ phái cách tân. Hơn nữa tiêu diệt tự do tinh tệ và vạn giới thương minh. Quá đúng rồi. Lý Diệu mặt mày vui vẻ, đạo tâm của Vũ Anh Kỳ và người ta là tuyệt không thể cùng tồn tại hắn căn bản không có khả năng là phái cách tân, mà là phái hoàng quyền so với bốn đại tuyển đế hầu càng bảo thủ hơn 100 lần, bởi vì bản thân hắn chính là hóa thân lớn nhất của hoàng quyền. Bao gồm trợ lớn thất hải náo động, rõ ràng cũng có bóng dáng của hắn hiện lên trong bóng đêm, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ để nói rõ vấn đề. Kim Ngọc Ngôn vươn ngón tay thứ bốn, cho nên, bây giờ ta chỉ có thể hợp tác với ngươi, bằng tài lực của ta, năng lực vận hành thao tác ở trên thị trường tư bản, nhân mạch cùng quan hệ ở thế giới ngoại vi đế quốc, lại thêm vũ lực vô địch của ngươi, mới có thể chống lại Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ và bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mang lý niệm cách tân đế quốc quán triệt đến khắp tinh hải. Ngài Lý giải quá chính xác rồi. Lý Diệu quả thực sắp rưng rưng nước mắt, hô to Lý Giải vạn tuế, liên tục vỗ đùi nói, hoàn toàn không sai, chính là như thế, bây giờ chỉ có chúng ta mới là chúa cứu thế của phái cách tân, chúng ta mới là phái cách tân thật sự, chúng ta mới là chúa tể đế quốc tương lai. Ngươi có tài lực ta có vũ lực vô địch, chúng ta quả thực là ông trời tác hợp, minh hữu tốt nhất. Ta coi trọng ngươi, thật sự lão kim, người bình thường nghe được tin tức kinh thiên động địa lại nghe rợn cả người như vậy, khẳng định phải ngây người cả buổi cũng chưa hồi phục tinh thần lại, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã kéo tơ bóc kén, trải vuốt ra mấu chốt, chỉ bằng phần chấn định cùng trí nhớ này, ta liền tuyệt đối xem trọng ngươi. Sau khi xong việc, ngươi đừng nói làm đại thần tài chính đế quốc, cho dù làm thủ tướng đế quốc cũng là dư giả. Kim Ngọc Ngôn nói, ô, lý diệu nói ô là có ý tứ gì kim ngọc ngôn thản nhiên nói ô chính là ý tứ ha ha lý diệu nói ha ha lại là có ý tứ gì kim ngọc ngôn lạnh lùng nói ha ha chính là ta không tin ý tứ của ngươi cũng tới nước này rồi ngươi thế mà còn chưa tin ta lý diệu chừng lớn hai mắt đáy mắt tràn đầy tủi thân và uất ức trên mặt tràn ngập chấn động hung hăng đấm một phát nói lão kim ngươi nghĩ cho rõ ràng cho dù ta thật muốn lừa ngươi cũng không đến mức bịa ra hắc tinh đại đế vũ anh kỳ sống lại lời nói dối khoa trương như vậy chứ. Ta nơi này thậm chí có video chiến đấu của ta cùng Vũ Anh Kỳ, đây là sự thật. Đúng, chuyện này là thật, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể bịa ra lời nói dối hoang đường như vậy. Kim Ngọc Ngôn nói, nhưng nói dối cao minh nhất, từ trước tới nay đều là ở trong chín phần nói thật xen lẫn một phần nói dối. Ngươi ở trên chuyện này không nói láo, không có nghĩa là mọi thứ ngươi nói đều là nói thật. Lý Diệu nói, được rồi, về ngươi có tài lực, ta có vũ lực vô địch câu này, là cần chiết khấu một chút nho nhỏ bây giờ ta quả thực chưa có thực lực nháy mắt giết chết hắc tinh đại đế vũ anh kỳ ngay cả cái này cũng bị ngươi nhìn thấu ánh mắt của ngươi thật sự là cay độc kim ngọc ngôn nói vũ lực cao thấp cũng không phải trọng điểm hoàng kim đại thứ kền kền lý diệu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu công phu thực ta là phi thường rõ tuy không xưng là vô địch tinh hải nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng chỉ là ta có một việc như thế nào cũng không nghĩ ra hy vọng ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc nếu ngươi có thể cho ta một đáp án hoàn mỹ, như vậy, muốn ta hợp tác với ngươi như thế nào cũng không có vấn đề gì, dù sao ta cũng là người sắp chết rồi, vô luận được ăn cả ngã về không như thế nào, cũng không thể thua càng thảm hại hơn. Nói tới đây, Kim Ngọc ngôn mắt lộ hung quang, đằng đằng sát khí, thật sự giống dân cờ bạc thua hết toàn bộ tài sản, muốn mang sinh mệnh thậm chí thần hồn cũng lấy ra để gỡ vốn. Lý Diệu nói chém đinh chặt sắt, Kim Tổng chấp sự cứ hỏi, Lý Mỗ không biết thì thôi, biết sẽ nói hết tốt, mọi người đã muốn thật lòng hợp tác, giờ cao chiến kỳ phái cách tân đến cùng, tự nhiên không nên có chút giấu giếm, ít nhất lai lịch của nhau chung quy phải rõ ràng. Kim Ngọc Ngôn nói, lịch sử làm giàu của ta, người bên ngoài đều biết hết, sao có thể bị vây ở trong một thân thể nữ tử, đợi lát nữa cũng sẽ cho người một câu trả lời, nhưng lý đạo hữu nền móng, sư thừa cùng lai lịch của ngươi, lại có thể nói rõ hay không? Ngươi là hóa thần, còn không phải hóa thần bình thường, ngay cả tề nguyên báo hóa thần thâm niên tinh thông thuật ám sát như vậy, chỉ qua một chiêu với ngươi cũng không dám cứng đối cứng nữa, mà là lựa chọn lập tức bỏ chạy. Có thể thấy được hắn đối với ngươi cũng kiên kỵ thật sâu. Sức chiến đấu của ngươi rốt cuộc mạnh tới trình độ nào? Một hóa thần thâm niên chiến lực siêu quần như vậy, hiển nhiên sẽ không u u cả cạc toát ra. Sau lưng của ngươi nhất định có một thế lực cường đại đang chống đỡ. Trăm năm qua, ta vì khoách trương lực lượng vạn giới thương minh, hầu như đạp hết mỗi một đại thiên thế giới thiên sơn vạn thủy ngoại vi đế quốc, các phương hào cường cùng gia tộc ẩn nấp đều có tai mắt tuyệt đối không có một nhân vật như ngươi tồn tại mà ta vì đối phó bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng cực kỳ chú trọng sưu tập tình báo tinh hải trung ương đặc biệt về cường giả trong quý tộc cũng tuyệt đối tuyệt đối không có ngươi tồn tại cho nên ta từ đầu tới cuối đều không nghĩ ra ngươi rốt cuộc là thần binh thiên giáng đột nhiên toát ra như thế nào đối mặt kim ngọc ngôn chất vấn lý diệu vẻ mặt thoải mái mà cười lên vấn đề này ta không phải đã sớm nói với các vị phái cách tân sao ta là hắc ám võ giả hoàng hậu điện hạ tỉ mỉ đào tạo chuyên môn giúp bà ta chấp hành nhiệm vụ bí ẩn nhất, nguy hiểm nhất, không thể gặp ánh sáng nhất, bên ngoài chưa từng nghe qua tên của ta, có gì kỳ quái. Kim Ngọc Ngôn gật đầu nói, không sai, quá khứ ngươi quả thật là giải thích như vậy, khi đó ta tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không quá để ý, nhưng giờ phút này nghĩ đến, lại là rất có vấn đề. Nếu ngươi thật sự là hắc ám chiến sĩ hoàng hậu điện hạ tỉ mỉ đào tạo, muốn tu luyện đến hóa thần, hẳn là đi theo bà ta ít nhất 50 năm trở lên nhỉ. Sao có thể phản bội bà ta? Thoát đi Đế Đô. Bởi vì đạo tâm của chúng ta khác nhau." Lý Diệu không chút do dự nói, "Tuy Hoàng hậu điện hạ đối với ta có ân tài bồi, nhưng ta vẫn chịu lý niệm phái cách tân giáo huấn rất sâu, trưởng thành là một người phái cách tân chân chính. Khi ta phát hiện Hoàng hậu điện hạ chẳng qua là lấy lý niệm cách tân đế quốc làm ngụy trang, lại là lợi dụng phái cách tân để thực hiện dã tâm của mình, thậm chí ở trong cơ thể bà ta còn ký sinh hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, vô cùng đáng sợ." Ta đương nhiên phải mỗi người đi một ngả, thậm chí đối chọi gay gắt với bọn họ. Lão Kim, chúng ta đều là người có đạo tâm, là người tu tiên thật sự, mà không phải những người tu tiên giả tham sống sợ chết, chỉ cầu lợi ích riêng của bản thân như bốn đại gia tộc, ngay cả ngươi cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, Cam nguyện tuẫn đạo, ta vì sao không thể? Đây là mấu chốt ta không nghĩ ra." Kim Ngọc ngôn nói, dựa theo cách nói của ngươi vừa rồi, ngươi đi theo Lệ Linh Hải ít nhất 50 năm trở lên, là tâm phúc đáng tin bà ta một tay bồi dưỡng bà ta nện xuống ở trên người ngươi con số thiên văn tài nguyên, ngươi cũng không phụ nhờ vả, trở thành hắc ám chiến sĩ cường hãn nhất dưới trướng bà ta, nàng lập vô số công lao hãn mã cho bà ta. Một mặt khác, tàn hồn hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ ký sinh đến trên người lệ linh hải, ít nhất cũng có thời gian năm 60 năm thậm chí dài hơn, là Vũ Anh kỳ khơi mở dạ tâm của lệ linh hải trước, sau đó lệ linh hải mới dệt nanh vuốt, mở rộng thế lực, bồi dưỡng hắc ám chiến sĩ như ngươi như vậy ngay từ đầu người bồi dưỡng ngươi liền không nên chỉ là lệ linh hải còn nên bao gồm vũ anh kỳ mặc dù bản thân vũ anh kỳ không tiện hiện thân cũng nên thông qua lệ linh hải mang tư tưởng hoàng quyền tối thượng rót vào trong đầu của ngươi sao có thể cho ngươi thật sự biến thành một người phái cách tân đừng nói ngươi có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn tự mình sinh ra lý niệm cách tân và khiên định không rời những lời ma quỷ ngươi từ lúc nhỏ yếu nhất đã nên tiếp nhận hai tầng giáo huấn của vũ anh kỳ và lệ linh hải mấy chục năm như một ngày chẳng lẽ đường đường hắc tinh đại đế vũ anh kỳ còn không điều chế ra một tay sai trung thành nhất nếu ngay cả tay sai như vậy cũng có thể tùy tùy tiện tiện sinh ra đạo tâm của mình thậm chí không chịu chủ nhân khống chế trốn thoát vậy ta thật sự rất hoài nghi hắc tinh đại đế vũ anh kỳ kia có phải hàng giả hay không đây là nghi hoặc lớn nhất của ta xin lý đạo hữu cho ta một đáp án rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai từ đâu mà đến lại từ chỗ nào đạt được thực lực mạnh mẽ như thế Ngươi thật sự muốn, lại là cái gì? Kim Ngọc ngôn mặt như xương lạnh nói xong, không khí hiện trường trong lúc nhất thời trở nên rất xấu hổ. Lý Diệu Phong quay hàm, như là cá nóc trồi lên mặt nước tự hỏi rất lâu, rốt cuộc đầu hàng, nói, tựa như là rất khó giải thích, hoặc là nói ta có thể nghĩ ra một vạn loại giải thích, nhưng mỗi một loại đều như là đang vũ nhục trí tuệ của ngươi, cho nên chúng ta có thể tạm thời xem nhẹ những chi tiết không quan trọng gì, chân thành nắm tay, nhất trí đối địch hay không. Ngươi nói xem, Kim Ngọc Ngôn nói, ta vừa mới bị lão bà cùng bộ hạ tín nhiệm nhất của mình bắn đứng, biến thành bộ dáng. Bất nam bất nữ, không ra người không ra quỷ này, nếu ngươi ngay cả thân phận và mục đích cũng không nói rõ, bảo ta làm sao hợp tác với ngươi, cũng có đạo lý. Lý Diệu thở dài, từ trong lòng lấy ra một ngọc giản chạm trổ rồng phượng, ẩn chứa ánh sao, dạng rỡ tỏa sáng, đưa tới trong tay Kim Ngọc Ngôn, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy là thực, về thân phận chân thật của ta, mời Kim Tổng chấp sự tự mình xem đi đây là kim ngọc ngôn nheo mắt vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng cổ quái hai tay đỡ lấy ngọc giản của lý diệu đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve càng sờ soạng càng kinh ngạc mồ hôi như hạt đậu tương từ cái chán không ngừng lăn xuống kim tổng chấp sự đã chấp trưởng vạn giới thương minh nhiều năm như vậy nghĩ hẳn cũng là hạng người kiến thức rộng rãi mắt sáng như đuốc hẳn là nhìn ra được lai lịch vật ấy lý diệu khum hai tay thở dài một tiếng khuôn mặt trở nên vô cùng cổ sơ và phiền muộn ảm đạm nói vật ấy, đã suốt một ngàn năm, chưa xuất hiện ở tinh hải trung ương rồi. Kim Ngọc Ngôn không dám tin nhìn quét Lý Diệu một cái, lại cẩn thận đánh giá Ngọc Giản ở lòng bàn tay. Hắn quả nhiên là bá chủ thương nghiệp vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, thế mà biết phương thức kích hoạt vật ấy. Hai tay kết ra một cái bảo ấn như hoa sen dần dần nở rộ, mang từ trường sinh mệnh ước thúc thành hình thái mở khóa đặc thù, thế mà làm nửa bộ phận trên của Ngọc Giản cũng hướng bốn phía nở rộ. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng ẩn chứa vô số ánh sao, giống như suối phun lập lòe tỏa sáng chút xuống, làm cả kho hàng đông lạnh đều đắm chìm ở trong tinh hải mênh mông, giữa vô số ánh sao không ngừng phát họa ra đường cong màu bạc trắng mỹ lệ, đường cong đan xen lẫn nhau, cuối cùng biến thành một đại ấn huyền ảo phức tạp, khí thế hoành tráng. Tuy là đại ấn hình ảnh ánh sáng hư ảo, lại như là cả một tinh cầu bao phủ xuống, đánh cho Kim Ngọc Ngôn thần hồn lay động, trợn mắt há hốc mồm. Đây là Tinh Hải Đại Ấn. Thế mà lại là Tinh Hải Đại Ấn từ thời đại đế quốc Tinh Hải đã truyền thừa xuống, con dấu ở lúc nước Cộng hòa Tinh Hải sụp đổ bị tàu đom đóm mang đi, trịnh trọng truyền xuống. Thanh âm Kim Ngọc Ngôn cũng đang run rẩy, trong con dấu ẩn chứa ngàn vạn luồng tin tức, hội tụ thành dòng lũ mãnh liệt minh mông, lao vào trong não vực của hắn, như một tiếng trống chiều chuông sớm, thanh âm nguy nga trang nghiêm vang lên trong đầu hắn, bổ nhiệm Lý Diệu là đặc sứ nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải. Thanh âm này một hơi báo ra mười mấy hai mươi chức quan cùng danh hiệu cao cao, tại thượng, uy phong bát diện, dù sao nghe ý từ đó hầu như để Lý Diệu mang toàn bộ chức vụ cao tầng của nước Cộng hòa Tinh Hải, đều quản lý hết, còn để hắn toàn quyền phụ trách quan hệ ngoại giao, mộ dịch thậm chí chiến tranh của nước Cộng hòa Tinh Hải đối với đế quốc chân nhân loại. Tóm lại, từ thư xác nhận Tinh Hải đại ấn, Lý Diệu chính là hóa thân của nước Cộng hòa Tinh Hải. Ngươi là người tu chân, là dư nghiệt tiền triều 1000 năm trước từ Tinh Hải trung ương đào tẩu. Kim Ngọc Ngôn như thế nào cũng không ngờ được Lý Diệu, còn có một tầng thân phận như vậy, thế này thật sự đã làm chấn động được gã gã mang ngọc giản lật qua lật lại xem hồi lâu thậm chí phóng ra thần hồn của mình đi thăm dò pháp lực tinh hải đại ấn lưu lại ở trong con dấu lại mang dấu ấn thần hồn bảo tồn trên phần văn kiện chính phủ này quét mấy chục lần vẫn không dám tin tưởng lão kim không cần cẩn thận như vậy chứ dư nghiệt tiền triều cũng không phải thân phận gì quá vẻ vang ta cần thiết bịa đặt vậy sao lý diệu cười khổ nói thật ra ta người này bình thường phi thường khiêm tốn thu mình không đến vạn bất đắc dĩ thực không muốn lấy loại vật này ra dọa người vừa rồi cũng nói mọi người xem nhẹ những chi tiết này, là ngươi bụng dạ hẹp hòi, thần kinh quá nhạy cảm không tin ta, ta bất đắc dĩ mới nói ra thân phận chân thật của bản thân, nhìn xem miếng ngọc giản khắc tinh hải đại ấn này, loại văn kiện này là có thể trước đó giả tạo sao? Còn có, lúc ta vừa mới tới đế quốc, vừa vận rớt xuống vũ anh giới, thuận tay đánh nổ cái gì thiên không chi thạnh, mạn châu xa hoa kia, không sai, người tu chân thần bí đại sát tứ. Phương kia trước mặt toàn bộ dân mạng cả đế quốc chính là ta, loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này ta thực không muốn nhắc tới thật sự nói ra lại như là ta đang tự biên tự diễn nhưng người nhất định không tin ta có cách nào thế mà là ngươi kim ngọc ngôn đứng bật dậy thanh âm cũng đang run rẩy là ngươi bằng vỏ sức một người đánh nổ thiên không chi thạnh mạn châu xa hoa hoàn toàn phá hủy giết chóc trực tiếp lý diệu thở dài một lần nữa bất đắc dĩ nói không sai chính là ta làm lần này con bài chưa lật của ta tất cả đều sáng tỏ rồi ồ oh, kim tổng chấp sự sắc mặt của ngươi vì sao khó coi như thế, tính nguyên tắc của ngươi sẽ không mạnh như vậy, vừa thấy người tu chân đã muốn không chết không thôi chứ. Cái đó thì không, ta cũng không so với người tu tiên khác càng oán hận người tu chân hơn là bao. Kim Ngọc Ngôn nheo mắt, sắc mặt ở trong đen xì mơ hồ có chút xanh mơn mởn, nói từng chữ một, chẳng qua, Vũ Anh Lan ở trong quá trình xây dựng thiên không chi thạnh, mạn châu Sa hoa, trước sau tổng cộng hướng vạn giới thương minh chúng ta mượn khoản tiền vượt qua 3 tỷ, là một trong mấy khoản cho vay lớn nhất của vạn giới thương minh, Chúng ta đưa ra bên ngoài. Lý Diệu, Kim Ngọc Ngôn, còn có liên quan giết chóc trực tiếp của Vũ Anh Lan, cá nhân ta cũng phi thường xem trọng, cho rằng đây là một hạng mục chất lượng tốt, có thể trường kỳ hút vàng còn có thể tuyên dương lý niệm của chúng ta, cho nên từ bình đài cá nhân ta tập đoàn đầu tư Kim Ngọc mãn đường, trước sau lại đầu nhập vào đầu tư phiêu lưu hơn 300 triệu, đây đều là tiền trong hầu bao của chính ta, không có quan hệ với vạn giới thương minh. Lý Diệu, Kim Ngọc Ngôn còn có bao gồm một ít chuyên gia nghiên cứu phát triển vũ khí phi thường thiên tài phi thường có tiềm chất của vạn giới thương minh chúng ta chúng ta tốn lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng điên cuồng chúng ta đều đặt tới thiên không chi thạnh mạn châu xa hoa theo đoàn đội của vũ anh lan cùng nhau tiến hành hạng mục nghiên cứu phát triển pháp bảo mũi nhọn vốn muốn nghiên cứu phát triển ra lượng lớn pháp bảo mũi nhọn trong tương lai trên con đường quật khởi của vạn giới thương minh giúp chúng ta một tay kết quả các chuyên gia nghiên cứu phát triển vũ khí này tất cả đều chết oan chết uổng làm vạn giới thương minh, chúng ta ở lĩnh vực nghiên cứu phát triển vũ khí nguyên khí đại thương, mười mấy hai mươi năm, cũng không biết có thể bồi dưỡng ra đoàn đội chuyên gia mới hay không. Lý Diệu, cái gì nhỉ, Lão Kim, nếu ta bây giờ nói mình là đang nói láo, thiên không chi thạnh, mạn châu xa hoa sự kiện đó căn bản không phải ta làm, vừa rồi chỉ là tự biên tự diễn, thể hiện một phen thực lực của ta, ạc, à, hình như là không có sức thuyết phục gì. Kim Ngọc Ngôn chậm rãi gật đầu, quả thực không có sức thuyết phục gì. Lý Diệu, nghĩ hướng chỗ tốt, cho dù ta chưa hủy diệt thiên không chi thạnh, mạn châu xa hoa, đầu tư còn có đoàn đội chuyên gia của ngươi vẫn còn đó, bây giờ còn không phải tiện nghi lão bà ngươi cùng nhân tình của cô ta. So với tiện nghi lão bà độc nhất lòng dạ đàn bà của ngươi cùng nhân tình cô ta, chẳng bằng tiện nghi ta người tu chân này, tuy ta tu chân, nhưng ta chưa từng cắm sừng ngươi nha, ngươi xem, ngươi nghĩ như vậy, trong lòng có phải thoải mái hơn hay không? Kim Ngọc Ngôn, ta hướng cửu thiên thập địa vô tận thần ma thề chỉ cần ngươi nói thêm nửa câu nữa, ta liền cái gì tiền đồ, sự nghiệp, lý niệm cùng đạo tâm đều không để ý, liều mạng với ngươi tên cẩu tặc vô sỉ này. Đừng đừng đừng, đừng xúc động, lão kim, chuyện gì cũng từ từ, không phải là tiền sao. Lý Diệu vội vàng đầu hàng, nước Cộng hòa Tinh Hải chúng ta cái khác không có, chính là tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bình tĩnh, ngươi tuyệt đối bình tĩnh, tất cả đều có thể bàn bạc, tổn thất của ngươi ta bồi thường gấp bội cho ngươi được không? Nói chuyện, chúng ta bình tĩnh rồi nói chuyện, tiền tài là thuốc an thần tốt nhất, làm Kim Ngọc Ngôn lập tức từ trạng thái mặt đỏ tai hồng, nổi trận lôi đình, khôi phục bình tĩnh như đóng băng. Gã nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, mới nói, một người tu chân, còn là đặc sứ của đám dư nghiệt nước Cộng hòa Tinh Hải kia, ở thời điểm bấp bênh, biến ảo khó dò như vậy, lén lút lẻn về đế quốc làm gì? Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn về nhà mà thôi. Lý Diệu dơ cao hai tay, khuôn mặt lại thánh khiết mà chân thành như trẻ con, thanh âm cũng thuần hậu và ôn hòa, xen lẫn tăng thương, mệt mỏi cùng quyến luyến vô hạn đối với quê hương. Từ một ngàn năm trước thoát khỏi tinh hải trung ương tới nay, tàu đom đóm đã ở. Trong tinh hải mênh mông vô ngần lại hắc ám băng lạnh trôi giặt quá lâu quá lâu rồi. Tàu vũ trụ chúng ta lâu năm thiếu tu sửa, tài nguyên chúng ta cực độ thiếu thốn. Nhân dân chúng ta đã sớm chán ghét đảo vong cùng thăm dò vĩnh viễn không có điểm cuối. Con đường phía trước xa vời, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Đạo tâm kiên định nữa cũng ở trong thất vọng năm này qua năm khác, ngày này qua ngày. Khác mài mòn hết, bây giờ chúng ta chỉ muốn về nhà chỉ muốn ở quê hương ngày xưa tìm được một nơi cư trú nho nhỏ dù sao chúng ta đã vì nước cộng hòa tinh hải tấm bảng này chiến đấu suốt một năm vô luận tổ tiên chúng ta đối với quốc gia sớm nên diệt vong này trung thành bao nhiêu chúng ta đám con cháu này đều sẽ cố hết sức phản kháng ngàn năm mới đầu hàng cái này cũng không mất mặt phải không chẳng qua chúng ta không biết bây giờ thái độ của đế quốc chân nhân loại đối với chúng ta ặc à, những kẻ lưu vong tiền triều này rốt cuộc như thế nào là một lòng muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, không có chút đường sống thỏa hiệp, hay là nói, ở dưới điều kiện nhất định có thể nói chuyện, có thể làm ra giao dịch nào đó, cho phép chúng ta trở lại tinh hải trung ương. Cho nên, ta làm đặc sứ nước Cộng hòa Tinh Hải, liền lẻ loi một mình lẻn về đế quốc để điều tra tình thế đế quốc cùng lập trường của nhà cầm quyền trước mắt. Đương nhiên, nếu có thể tìm được cao tầng có phân lượng của nhà cầm quyền tiếp xúc trước một phen thì không còn gì tốt hơn. Thì ra là thế các ngươi dãy dụa suốt ngàn năm rốt cuộc phát hiện không còn đường lui vẫn muốn quay đầu đầu hàng sao kim ngọc ngôn cười lạnh vài tiếng xem ra cái gọi là đạo tâm của người tu chân các ngươi cũng chỉ là tấm biển đường hoàng ngụy trang mê hoặc lòng người mà thôi biên thủy tinh hải hắc ám và tàn khốc không phải thứ mà ngài có thể tưởng tượng lý diệu bất động thanh sắc nói trong vòng ngàn năm sau khi rời khỏi đế quốc trên tàu đom đóm đã xảy ra quá nhiều chuyện một lời khó nói hết làm đạo tâm chúng ta cũng có chuyển biến trình độ rất lớn thậm chí có thể đứng ở góc độ người tu tiên để đối đãi vấn đề. Trách không được, người cấu kết lệ linh hải tuyến này, người nhất định là cảm thấy, so với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lệ linh hải phái cách tân này càng có khả năng bao dung người tu chân hơn. Nếu phái cách tân có thể nắm giữ cục diện chính trị đế quốc, các ngươi liền có hy vọng về nhà, thậm chí có khả năng trong cục diện chính trị đế quốc trong tương lai chiếm một ghế. Trong đôi mắt kim ngọc ngôn, lôi điện ấp ủ mà không phát ra, nhưng lệ linh hải lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi còn coi ngươi là tâm phúc ngay cả chúng ta những đại tướng phái cách tân này cũng giấu giếm chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio lệ linh hải chưa từng thật sự tin tưởng ta chính như bà ta chưa bao giờ thật sự tin tưởng ngươi cái này chẳng qua là một vụ giao dịch ta đã đưa ra một điều kiện khiến bà ta không thể từ chối lý diệu khoanh hai tay thanh âm tràn ngập sức dụ hoặc liếm liếm môi nói tiền tinh tệ lập lòe tỏa sáng tài nguyên con số thiên văn Vô số thiên tài địa bảo chính phủ lưu vong của nước Cộng hòa Tinh Hải, chúng ta cái khác không có, chỉ mấy thứ này là có, tiền tiền tiền, từng đống tiền lớn. Lệ Linh Hải chán ghét người tu chân như thế nào nữa, nhưng cũng không chán ghét tiền của người tu chân. Lật đổ bốn đại gia tộc thống trị cần tiền, xây dựng lại trật tự đế quốc cần tiền, ở trong trật tự mới của đế quốc mới, cùng các ngươi đám minh hữu này lục đục với nhau, tranh đoạt quyền lực cao nhất vẫn cần tiền, bà ta lại có lý do gì không hợp tác với ta? Có đạo lý. Kim Ngọc Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói, đổi là ta, nếu có người lấy tinh thạch đủ để chất đầy một tinh cầu đến làm giao dịch, ta cũng sẽ hợp tác với hắn, vô luận hắn là người tu chân hay là vực ngoại thiên ma, hoặc là sinh mệnh ngoài hành tinh cổ quái khác. Nếu hắn cầm tới tinh thạch làm giao dịch đủ để chất đầy cả một đại thiên thế giới, con mẹ nó, muốn ta một giây sau tín ngưỡng tu chân đại đạo cũng được. Vấn đề duy nhất là, ngươi không phải mới vừa nói, tàu đom đóm các ngươi lâu năm thiếu tu sửa, tài nguyên thiếu thốn, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa cho nên mới muốn trở về đầu hàng sao thử hỏi các ngươi một đám tồn tại cùng đường như ăn mày như vậy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy có thể thuyết phục đường đường hoàng hậu đế quốc cái chán lý diệu đổ mồ hôi này 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 kim ngọc ngôn nheo mắt hà lý diệu liên tục nuốt nước bọt ngươi đừng vội nha càng đừng dùng loại ánh mắt nghi ngờ này nhìn chằm chằm ta cho ta áp lực lớn như vậy được không nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi chuyện này rất phức tạp thật sự tương đối phức tạp cần chậm rãi, chậm rãi, rất thong thả mới có thể giải thích rõ. Không sai, tàu đom đóm chúng ta quả thực lâu năm thiếu tu sửa, tài nguyên thiếu thốn, đã nghèo túng đến mức sống không nổi nữa. Nhưng đồng thời chúng ta lại rất có tiền, có thể nói là phú giáp thiên hạ, phú khả địch quốc, cái này, cái này không mâu thuẫn. Ai ra, chẳng lẽ Kim Tổng chấp sự ngài người thông minh như vậy, có đầu óc làm ăn như vậy, ngay cả đạo lý rõ ràng như vậy cũng không hiểu sao. Kim Ngọc Ngôn lắc đầu, không hiểu, xin tiếp tục thong thả giải thích chúng ta, chúng ta không có tiền mặt, thiếu các hạng tài nguyên sửa chữa tàu vũ trụ cần cùng thức ăn lấp đầy bụng toàn. Bộ dân chúng, nhưng không ý nghĩa, chúng ta không có thứ khác. Lý Diệu vỗ đuổi nói, tọa độ, chúng ta có tọa độ. Đáy mắt Kim Ngọc Ngôn chợt loài ánh sao, tọa độ cái gì? Tọa độ của đại thiên thế giới. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, vô số tế bào não bùng nổ, hội tụ thành một dòng sông mãnh liệt mênh mông, dòng sông miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói, ngài hẳn là biết, ở lúc văn minh cổ tu cường thịnh nhất, văn minh nhân loại tổng cộng chiếm cứ 3.000 đại thiên thế giới, nhưng theo cổ tu nội chiến, yêu tộc quật khởi, đế quốc tinh hải thành lập và sụp đổ, chiến hòa càng ngày càng kịch liệt, sức phá hoại của pháp bảo cũng càng ngày càng mạnh, vô số đại thiên thế giới đều bị hủy bởi chiến hòa, thậm chí ngay cả tọa độ của bọn họ cũng hủy diệt trong dòng sông lịch sử. Cho tới bây giờ, đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh, cộng lại cũng chỉ nắm giữ khoảng 1.000 đại thiên thế giới tương đối gần tinh hải trung ương, đại thiên thế giới khác tất cả đều biến thành phần mộ tĩnh mịch, phân tán ở chỗ chưa biết tên ngoại vi tinh hải tuy đã sớm tĩnh mịch nhưng các thế giới này dù sao từng có được tầng khí quyển và văn minh phát triển cao độ thậm chí có cơ sở công nghiệp phi thường hoàn thiện cùng các loại di tích ẩn chứa bí bảo chỉ cần tìm được bọn nó rất có khả năng xây dựng lại tầng khí quyển cùng vòng sinh thái làm bọn nó khôi phục phồn vinh ngày xưa ít nhất so với tìm một tinh cầu tài nguyên không thích hợp nhân loại sinh tồn mạnh mẽ xây dựng điểm định cư thì thuận tiện cùng rẻ hơn xa xa đúng hay không từ đế quốc tinh hải bắt đầu mọi người ở tinh hải trung ương đã luôn hướng ra phía ngoài khai thác ý đồ khôi phục vinh quang ba ngàn thế giới ngày xưa nước cộng hòa tinh hải thời kỳ toàn thịnh đương nhiên cũng không ngoại lệ chúng ta từng phái ra vô số hạm đội thăm dò nắm giữ lượng lớn số liệu thiên văn cùng bản đồ tuyến đường hoàn toàn mới mấy thứ này về sau tất cả đều bị tàu đom đóm chúng ta mang đi dẫn tới sự nghiệp khai thác đối ngoại của đế quốc chân nhân loại không thể không bắt đầu từ con số không các người hao phí suốt ngàn năm vô số tài nguyên cũng chỉ là mang biên cương đế quốc hướng ra phía ngoài đẩy mạnh một chút. Thẳng đến một hai trăm năm gần đây, bởi vì phí tổn đối ngoại khai thác thật sự quá cao, phái gia tinh hài bước nhảy tìm tòi từng tinh cầu một hiệu suất lại quá thấp. Trên thực tế, đế quốc đã hoàn toàn bỏ cuộc khai thác đối ngoại. Nhưng, nhưng cái này chỉ là bởi các ngươi không có tọa độ chính xác, muốn ở trong 10 tỷ tinh cầu tìm kiếm một tinh cầu có thể ở lại đương nhiên rất khó khăn. Nhưng, chỉ cần có tọa độ tương đối chính xác, chỉ cần có thể khôi phục sinh cơ của một đại thiên thế giới, người ngẫm xem, cái đó ý nghĩa bao nhiêu lợi nhuận, cất giấu bao nhiêu cơ hội làm ăn, có thể mang đến bao nhiêu tiền tài như nước lũ tràn đê. Hai mắt kim ngọc ngôn một lần nữa nhìn thẳng, đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng như tinh tệ, thanh âm tràn ngập cảm giác tinh tệ va chạm. Các ngươi nắm giữ bao nhiêu tọa độ đại thiên thế giới chưa biết? Không nhiều không ít, cũng chỉ trên dưới 100 cái đi. Lý Diệu nói, tọa độ những đại thiên thế giới này đã sớm tổn trữ ở trong kho số liệu viện nghiên cứu đối ngoại thăm dò của nước Cộng hòa Tinh Hải. Ở lúc chúng ta rút lui được đồng loạt mang đi, ý tưởng chúng ta lúc ban đầu là chạy trốn tới ngoại vi Tinh Hải, tìm kiếm mấy chỗ đại thiên thế giới ổn định định cư, dùng 1.000 năm thời gian xây dựng lại quốc gia của chúng ta, lại nghĩ cách phản công Tinh Hải Trung ương. Chỉ tiếc, máy móc của chúng ta, lúc đi tìm những đại thiên thế giới này, mới phát hiện bọn nó đã sớm bị hủy bởi chiến hòa, văn minh hết thảy tiêu vong, hoặc là loại thế giới tương tự nhiệt thổ tràn ngập dì sắt cùng sa mạc đó tài nguyên chúng ta mang theo thật sự quá ít không có cách nào cải tạo và xây dựng lại thế giới bỏ đi như vậy một mặt khác chúng ta lại sợ hãi sau khi định cư lại bị truy binh đế quốc tìm được vậy thì xong hết rồi chúng ta hoảng hốt không chịu nổi một ngày tìm kiếm một rồi lại một đại thiên thế giới ghi lại tin tức chi tiết của bọn nó đánh dấu bản đồ tuyến đường hoàn toàn mới nhưng cuối cùng đều từ bỏ ở nơi đó định cư tiếp tục hướng sâu trong tinh hải chạy trốn thẳng đến cuối cùng, tài nguyên khô kiệt, muốn quay đầu, đã không còn kịp. Cho nên, Kim Tổng chấp sự, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ, chúng ta giống như là đã phát hiện vô số bảo tàng, lại đói đến choáng váng, thiếu sức mở ra cánh cửa bảo tàng, còn không nghĩ cách, sẽ đói chết tươi ở bên ngoài những bảo tàng chảy xuôi sữa cùng mật đường này. Kim Ngọc Ngôn rốt cuộc hiểu, cho nên nói, các ngươi biết hơn trăm đại thiên thế giới bỏ hoang ở nơi nào, lại thiếu khoản tài nguyên đầu tiên khai phá bọn họ, cũng chính là tài chính khởi động, không sai tài chính khởi động từ này dùng thật khéo nói thế nào nữa ta chỉ là một tên vũ phu ngài lại là thiên tài thương nghiệp lý diệu kích động tới mức liên tục vỗ đùi thanh âm càng thêm dụ hoặc phải biết rằng những đại thiên thế giới này đều từng cực kỳ màu mỡ cùng phát triển không ít thế giới ở thời đại cổ tu là động thiên phúc địa có tiếng vô số tiền bối đại năng tu vi không thể tưởng tượng ở nơi đó tu luyện còn có một số thế giới là căn cứ sản xuất cùng nghiên cứu phát triển quan trọng của ba vạn năm vương triều yêu tộc dưới lòng đất tùy ý có thể tìm được phòng thí nghiệm cùng xưởng công binh thậm chí ngay cả di tích thời đại hồng hoang cũng tùy ý có thể thấy được chỉ tiếc chúng ta thiếu tài chính khởi động khai phá bọn nó quy mô lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn di tích phủ bụi vạn năm trừ chảy nước miếng ào ào cái gì cũng không làm được nghĩ đi nghĩ lại nếu không muốn ngồi chờ chết ôm chén vàng đói chết chúng ta chỉ có thể trở lại tinh hải trung ương tìm người hợp tác lệ linh hải cứ như vậy tiến vào tầm nhìn của ta ngay từ đầu cho rằng bà ta là thủ lĩnh phái cách tân ta mới mở lòng với bà ta, không ngờ sau lưng bà ta thế mà còn ngủ đông hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, tên đại ma đầu này. Cho dù chúng ta mang toàn bộ đại thiên thế giới tàu đom đóm, dùng một ngàn năm thời gian phát hiện hết thảy hiến cho Vũ Anh Kỳ, gã cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Đã như vậy, ta chỉ có chạy, chạy trốn tới thế giới ngoại vi mới phát hiện, so sánh với Vũ Anh Kỳ còn có lệ linh hải. Ngài, bá chủ thương nghiệp số một đế quốc chân nhân loại, tổng chấp sự vạn giới thương minh bản thân chính là, lấy mậu dịch tinh hải cùng khai thác tiểu hành tinh lập nghiệp, tựa như là đồng bạn hợp tác càng thêm thích hợp. Đến đi, lão Kim, đừng do dự nữa, buông thành kiến lẫn nhau, mặc kệ mọi người ra ngoài tu chân hay là tu tiên, đơn giản đều là vì phát tài thôi. Người ngẫm xem, một đại thiên thế giới mới phát hiện, có thể khai thác hơn trăm con đường mậu dịch, mà lợi nhuận xây dựng lại một đại thiên thế giới, bao gồm làm ăn bất động sản, khai phá mỏ cùng linh điền, di dân giữa các hành tinh các loại phí đầu người, chật chật ta là tính không nổi bằng không ngươi giúp ta tính một chút kim ngọc ngôn hít thở rõ ràng dồn dập hẳn lên mặc dù gã liều mạng muốn ức chế nhịp tim của mình nhưng gã bây giờ khống chế dù sao không phải thân thể ban đầu của mình vẫn là ở trong lơ đãng hiển lộ dấu vết để lại đây là thật sao gã hỏi một câu thừa thãi ta biết nếu không có bằng chứng nói như vậy thật sự rất khó lấy được lòng tin của người ta lý diệu giang hai tay bình tĩnh nói nhưng mời ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ một phen ngay cả lệ linh hải và vũ anh kỳ cũng tin ngươi dựa vào cái gì không tin kim ngọc ngôn hơi ngẩn ra lâm vào trầm ngâm ngươi cho rằng bằng trí tuệ của lệ linh hải cùng vũ anh kỳ bọn họ chẳng lẽ sẽ bị ta dễ dàng lừa được sao bọn họ sẽ không tiến hành điều tra đối với lời của ta sao lý diệu nói ta và lệ linh hải đã hợp tác hơn nửa năm cũng phi thường vui vẻ thẳng đến cuối cùng ta trong lúc vô tình phát hiện vũ anh kỳ tồn tại hai bên mới trở mặt bởi vậy có thể thấy được vấn đề xảy ra ở bọn họ bên kia, mà không phải ta nơi này. Nếu ta nói dối, đã sớm bị bọn họ xử lý. Kim Ngọc Ngôn hít thật sâu, thật sâu một hơi. Ta vẫn là cảm thấy ngươi đang nói dối, nhưng ít ra, tỷ lệ ngươi nói dối đã từ 10% hạ thấp tới 1%. Trực giác nói cho ta biết, con đường mậu dịch tinh hải ngươi nói, tựa như thật sự tồn tại, hợp tác với ngươi, thật sự có khả năng làm ta phát tài lớn, phú khả địch quốc. Kim Ngọc Ngôn ôm chán nói, đây thật sự là một loại cảm giác rất kỳ quái nhưng mặc kệ ngươi nói rốt cuộc là thật hay là giả, cục diện trước mắt, ta chỉ có điều giữ lại tin tưởng ngươi, tựa như cũng không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu cười tươi, không sai, người ta đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở rộng tâm linh, chân thành hợp tác rồi. Vậy ngươi trước hết giúp ta đoạt lại chợ lớn thất hải, còn có quyền khống chế vạn giới thương minh. Kim Ngọc Ngôn nhìn thân thể hơi tỏ ra vụng về của mình, thở dài nói, lấy bộ dáng ta bây giờ, là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp đấu với đám người kia không có vấn đề lý diệu miệng đầy đáp ứng vừa rồi cũng đã nói tài lực của ngươi cộng thêm vũ lực của ta quả thực thiên hạ vô địch còn có tuy ngươi vừa rồi biểu hiện vụng về như thế còn bịa ra những lời ma quỷ trăm ngàn chỗ hở này để mê hoặc ta nhưng ta tình nguyện tin tưởng đây đều là ngụy trang của ngươi ngươi là cố ý giả bộ ra bộ dáng đã vô xỉ lại năng lực kém này để thả lỏng sự cảnh giác của ta kim ngọc ngôn nhìn lý diệu đúng không lý diệu Đương nhiên, ta hoàn toàn là ngụy trang gia, không ngờ vẫn bị ngươi nhìn thấu. Ngươi rõ ràng là tuyệt thế cường giả cấp số hóa thần, lại có thể mang uy nghiêm, khí phách và khí tức trí cường của mình đều che giấu không tiết ra chút nào, không có chút tư thế thượng vị giả, ngược lại có thể mô phỏng ra khí chất vô sỉ giống như đúc, sống động như thế, bởi vậy có thể thấy được, sức tính toán của ngươi thật sự rất mạnh. Kim Ngọc ngôn tiếp, tục nói, sức tính toán của ngươi đã mạnh như vậy, khẳng định cũng đã sớm tính toán, bằng vào sức hai người ngươi ta, căn bản không đủ để đồng thời là địch với hắc tinh đại đế vũ anh kỳ còn có bốn đại tuyển đế hầu như vậy ta lớn mật đoán ngươi ở bên ngoài hẳn là còn có cường viện thậm chí có trọn vẹn kế hoạch khắc địch chế thắng có phải hay không đương nhiên là có cường viện đương nhiên là có kế hoạch đương nhiên đã sớm mang tất cả đều tính toán ở trong chẳng qua chỉ dựa vào kế hoạch là không tiêu diệt được kẻ địch ta còn cần ngươi giúp cần vạn giới thương minh ở trong thời đại đế quốc mới phục hưng phát huy tác dụng trọng đại lý diệu nói nhưng chúng ta đầu tiên cần làm rõ ở trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi là như thế nào bị tể nguyên báo và lão bà ngươi lừa đến trong khối thân thể này còn có bây giờ thế cục vạn giới thương minh rốt cuộc như thế nào những chấp sự nào có khả năng bị tể nguyên báo và lão bà ngươi thu mua ngả về phía hắc tinh đại đế vũ anh kỳ mà những chấp sự nào tài sản tính mạng đều buộc chặt cùng một chỗ với vạn giới thương minh tuyệt đối không có khả năng đầu hàng những việc này thân là tổng chấp sự trong lòng ngươi đại khái cũng nên có tính toán chứ Kim Ngọc Ngôn sửng sốt thật lâu, hơi tỏ ra chán ghét vuốt ve khuôn mặt thô giáp của mình, giọng khàn khàn nói, vạn giới thương minh, từ tổ chức buôn bán nho nhỏ ở thế giới ngoại vi đế quốc hai ba trăm năm trước, phát triển tới hôm nay tập đoàn thương mậu lớn nhất toàn bộ đế quốc, trên con đường quật khởi đương nhiên không thể thiếu gió tanh mưa máu, thậm chí vô số lần dùng võ lực để khai thác cùng bảo hộ con đường làm ăn, xử lý những người tổn hại ích lợi thương nghiệp của chúng ta. Trong đó, sát thủ và thích khách phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Bây giờ bốn tổ chức sát thủ lớn cường đại nhất đế quốc, Hắc Kỳ, Huyết Khô Lâu, Vô Thường Hòa Tử Hải Minh Đăng, đều có ngàn vạn mối liên hệ với vạn giới thương minh, mơ hồ tính là tổ chức ngoại vi của chúng ta, bao gồm thủ lĩnh bốn tổ chức sát thủ lớn, siêu cấp thích khách được xưng bốn đại tử thần, cũng là phía đối tác của chúng ta, hợp tác với nhau vượt qua 100 năm, khống chế cổ phần rất nhiều cơ cấu chi nhánh dưới cờ vạn giới thương minh, có thể nói biết rõ gốc rễ, đều phi thường tín nhiệm lẫn nhau. Mà ở trong bốn đại tử thần, ta tín nhiệm nhất chính là thủ lĩnh tổ chức vô thường, ngoại hiệu quỷ treo cổ tề nguyên báo. Đợi chút, Lý Diệu giật mình nói, tề nguyên báo chấp sự cao cấp vạn giới thương minh, chính là quỷ treo cổ trong bốn đại tử thần. Nhưng ta nghe nói vô thường là sát thủ đoàn thuần một sắc quỷ tu tạo thành, quỷ treo cổ là một trong các quỷ tu mạnh nhất đế quốc. Chẳng lẽ gã đầu chọc áo khoác ở bên ngoài chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn ý đồ dùng phi đao ám sát ngươi, không phải tề nguyên báo? Không, hắn chính là tề nguyên báo một trong các quỷ tu mạnh nhất đế quốc. Kim Ngọc Ngôn giải thích, đây là chỗ khủng bố của hắn, quỷ tu tầm thường cho dù lợi hại nữa, cũng chỉ có thể chui vào trong cơ thể giả bằng máy móc, thao túng ngân thép xương sắt để hành động. Nhưng Tề Nguyên Báo lại tu luyện một môn bí thuật quỷ dị tên là thi khôi thuật, hắn mang thi thể vừa mới chết đi không lâu, còn tươi mới đặt ở trong thuốc đặc thù ngâm cùng rèn luyện. Sau khi luyện chế 9981 ngày, thi thể không nát không cứng, sống động như thật, thậm chí có được nhiệt độ và khí tức, hoàn toàn như là người sống mà tàn hồn của hắn là có thể giấu kín ở trong những thi thể này mang thi thể thật sự coi là cơ thể giả bằng máy móc của hắn từ đó hắn có thể dễ dàng biến thành bất luận kẻ nào xuất quỷ nhập thần thiên biến vạn hóa khó lòng phòng bị trừ ta cùng lão bà của ta có cực ít người biết bí mật của hắn mọi người ở lúc đề phòng hắn ám sát đều chỉ để ý những thân thể máy móc cứng ngắc kia thường thường bị hắn thừa sơ hở mà vào thao túng thân thể máu thịt mất mạng nhỏ thi khôi thuật, nói như vậy, gã đầu chọc áo lông vừa rồi giao thủ với ta, căn bản không phải người sống, mà là một cái xác trải qua luyện chế đặc thù. Lý Diệu có chút ra đầu phát tê, tinh hải to lớn, các loại bằng môn tả đạo ùn ùn, không ngờ còn có bí thuật quỷ dị như thế. Nếu tề nguyên báo, có thể dễ dàng tự do chuyển đổi cùng chạy trốn ở giữa vô số thi thể, vậy sức chiến đấu thật sự của hắn, quả thực không thể đơn giản lấy cảnh giới để phân chia. Không sai, đó chỉ là một thi khôi tề nguyên báo quen dùng. Về phần hắn giúp cuộc bí mật điều chế bao nhiêu thi khôi tương tự, ta không biết." Kim Ngọc ngôn thở dài nói, "Hắn là một trong năm đại chấp sự cao cấp, địa vị ở trong vạn giới thương minh cũng không thấp hơn ta bao nhiêu, ta không có khả năng toàn phương vị theo dõi nhất cử nhất động của hắn." Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi, nói, "Cái gọi là thi khôi thuật, nghe qua đề cập đến thần hồn và thân thể kết hợp, bí pháp một lĩnh vực này, cùng ngươi vừa rồi nói di hồn đại pháp có rất nhiều chỗ tương tự, nói như vậy cũng là tề nguyên báo đề nghị ngươi mang thần hồn chuyển rời đến trong khối thân thể nữ tử khổng võ hữu lực này. Không sai. Kim Ngọc Ngôn suy sụp nói, một tháng rưỡi trước, tề nguyên báo tìm tới ta nói, có chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ cho thấy, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đang mưu tính một lần ám sát kinh thiên nhằm vào ta, mà vương bài của bọn họ chính là người thân cận nhất bên cạnh ta, bọn họ đã thu mua một trong bốn đại tử thần, có khả năng ở bất cứ lúc nào từ sau lưng ta đâm đến một đao chí mạng. Tề nguyên báo là chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh, phụ trách công tác võ trang cùng hộ vệ trợ đen bình thường an toàn của ta cũng đều là hắn phụ trách đối với tình báo của hắn ta tự nhiên không thể bỏ mặc hơn nữa ta cũng thông qua con đường khác lặp đi lặp lại kiểm tra những tình báo này không có bất cứ tật xấu gì đủ loại chứng cớ đều cho thấy bốn đại tuyển đế hầu gia tộc quả thực muốn ám sát ta hơn nữa vô cùng có khả năng thu mua một trong bốn đại tử thần bên người ta vấn đề ở chỗ bốn đại tử thần đều là người cũ hợp tác với ta gần trăm năm ở trong hệ thống vạn giới thương minh có được mối quan hệ cùng tài nguyên cực kỳ rộng khắp, còn điều chế và nuôi dưỡng một đám đông đồ tử đồ tôn tinh thông ám sát, có thể nói quyền cao chức trọng, rắc rối khó gỡ. Chưa có chứng cứ rõ ràng, ta không có khả năng phát ra lên án đối với bọn họ, như vậy chẳng những sẽ làm lạnh lòng các phe đối tác, còn có thể kích động lên bọn họ bất mãn, vô duyên vô cớ trêu chọc một đám đông thích khách cùng sát thủ, vậy không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng mặc kệ, trước sau đều là tai họa ngầm. Từ xưa đến nay, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp nếu một gã tử thần nào đó thật sự bị bốn đại gia tộc thu mua hạ quyết tâm muốn ám sát ta vô luận ba tử thần còn lại mở to hai mắt như thế nào cũng chưa chắc giữ được mạng của ta ta không phải người tu tiên loại hình chiến đấu tư vị bị một thích khách đỉnh cao nhất đế quốc nhìn chằm chằm tự nhiên cực khổ sở đoạn thời gian đó thật sự là thần hồn nát thần tính cỏ lá đều là binh thích khách còn chưa trồi lên mặt nước thần kinh của ta cũng sắp sụp đổ rồi tề nguyên báo thấy ta phiền muộn cùng sợ hãi như thế liền hướng ta đề nghị muốn sử dụng thế thân hay không, làm cái dẫn xà xuất động, lôi thích khách ra. Lý Diệu nghe đến đó, gật đầu nói, đại nhân vật như ngài, chuẩn bị 80 thế thân, cũng là chuyện bình thường. Không sai, ta là có 7 thế thân đợi lệnh bất cứ lúc nào, tất cả đều trải qua giải phẫu và huyền quang điều chế, cam đoan bộ dạng giống ta như đúc, ngay cả tư thái đi đường. Giọng điệu nói chuyện cùng các loại động tác nhỏ mang tính thói quen đều trải qua huấn luyện, có đôi khi ngay cả bản thân ta cũng không phân biệt được. Kim Ngọc Ngôn nói, nhưng thế thân như vậy nhiều nhất lừa thích khách bình thường nếu là hắc kỳ vương hồng nương tử quỷ treo cổ và tử hải quy nhân siêu cấp thích khách cấp số này bọn họ đều hợp tác với ta hơn trăm năm sao có khả năng dễ dàng giấu giếm được ánh mắt bọn họ không có bất cứ thế thân giả tạo nào có thể gạt được bọn họ trừ phi là mang thân thể của chính ta điều chế thành thế thân cực kỳ đặc thù làm như vậy phiêu lưu tự nhiên rất lớn nhưng nếu không thể mau chóng mang tử thần làm phản lôi ra ta cũng ở dưới cực độ nguy hiểm cân nhắc mãi ta vẫn tiếp nhận tể nguyên báo đề nghị cùng một nữ bảo tiêu trung thành và tận tâm thực thi di hồn đại pháp thần hồn của ta tiến vào thể xác cô ấy mà thần hồn cô ấy thì tiến vào thể xác của ta trở thành thế thân hoàn mỹ nhất đợi chút lý diệu nhíu mày nói ngài cũng quá dễ tin tưởng người khác đi chẳng lẽ ngài không cảm thấy di hồn đại pháp này tràn ngập hương vị âm mưu hồn phách ly thể là người tu luyện tối kỵ lúc này có gì không hay xảy ra rất dễ dàng lật thuyền trong mương ngài tín nhiệm tể nguyên báo như vậy cho dù ta không tin tể nguyên báo, ít nhất cũng tin tưởng lão bà của ta Vũ Anh cầm tâm. Kim Ngọc Ngôn vẻ mặt ảm đạm nói, đề nghị là tể nguyên báo đưa ra, nhưng di hồn đại pháp lại là ở dưới lão bà của ta chủ trì thực thi. Lão bà của ta và tể nguyên báo có cùng nguồn gốc, cũng là một minh tu sư xuất sắc hàng đầu, tinh thông các loại bí pháp tu luyện lĩnh vực thần hồn, mỗi một chi tiết đều từ nàng tự mình theo dõi, ta còn có cái gì tốt hoài nghi. Ta nên nói cái gì đây? Lý Diệu nhìn quét Kim Ngọc Ngôn một cái, Muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu vẫn nói, không phải ta nói ngài. Tuy ngài ở trên thương trường là bá chủ mọi việc đều thuận lợi, nhưng trên sinh hoạt có phải hay không có chút. Tim quá to rồi. Tôn Phu Nhân và Tể Nguyên Báo có cùng nguồn gốc, là sư huynh muội đồng môn, lại bỗng nhiên tung ra kế hoạch tràn ngập khí thức âm mưu như vậy. Vì sao ngài không có chút phòng bị, chưa từng suy xét khả năng bọn họ thông dâm với nhau, liên thủ mưu hại ngài. Chẳng lẽ trong cuộc sống hàng ngày, ngài thực sự chưa cảm thấy có gì? khác thường, chưa phát hiện bọn họ thường xuyên qua lại với nhau, sột sột soạt soạt, lén la lén lút sao. Trong đầu của ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ tàu đom đóm thật sự bị bóng tối ăn mòn ngàn năm, người tu chân ưu tú nhất trên thuyền, cũng trở nên dơ bẩn ố uế như thế rồi sao? Kim Ngọc Ngôn giận tím mặt, ai nói bọn họ là sư huynh muội đồng môn, còn cái gì thông dâm với nhau? Sức tưởng tượng của ngươi thật ra rất phong phú đó. Bọn họ đương nhiên thường xuyên qua lại với nhau, thậm chí quang minh chính đại lui tới ở trong nhà của ta, nhưng cái này không phải rất bình thường sao? Ý tứ cái gọi là có cùng nguồn gốc, tề nguyên báo và lão bà của ta vũ anh cầm tâm, căn bản là chị em ruột, còn là sinh đôi cách vài giây trước sau sinh ra, tề nguyên báo là cậu em vợ của ta, ta không tin bọn họ, còn có thể tin tưởng ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một câu làm lý diệu nghẹn thật lâu, lúng túng nói, thì ra tề nguyên báo và tôn phu nhân là chị em ruột, cái này thật đúng là không ai có thể nghĩ tới vô luận tề nguyên báo chấp sự cao cấp vạn giới thương minh hay là vũ anh cầm tâm lão bà của kim ngọc ngôn đều không phải vô danh tiểu tốt lý diệu tự nhiên cũng từng sưu tập tư liệu hai người này nhưng vô luận tư liệu phương diện nào cũng chưa từng nhắc tới hai người này có một chút quan hệ nào cả lý diệu bởi vậy sinh ra một ít liên tưởng tương đối xấu xa cũng là thường tình con người đây là bí mật hai người bọn họ che giấu sâu nhất người ngoài tự nhiên không biết kim ngọc ngôn hử lạnh một tiếng nói cha vợ của ta tên là vũ anh viễn sơn 150 năm trước, từng là giới chủ linh sơn giới, một chỗ đại thiên thế giới tương đối rồi rào ngoại vi đế quốc, hơn nữa giao du rộng lớn, tài lực hùng hậu, mơ hồ trở thành nhân vật lãnh tụ Vũ Anh Hệ. Vũ Anh Hệ. Lý Diệu hơi động tâm, lập tức nghĩ đến ở trên thương trường đế quốc chân nhân loại, quả thực có Vũ Anh Hệ cách nói này. 500 năm trước, hoàng quyền rơi rụng, bốn đại gia tộc quật khởi, hoàng tộc và tôn thất ban đầu ùn ùn điêu linh, phân tán, một bộ phận tôn thất ở lại đế đô biến thành bại gia tử ăn no chờ chết đần độn khốn thủ chi ngự lâm quân rách mướp, không có sĩ khí và huấn luyện đáng nói kia, một bộ phận tôn thất khác thì mang theo rất nhiều gia sản hành lý, phân tán đến khắp tinh hải tìm kiếm đường ra. Bốn đại gia tộc ở trên chính trị đối với những tôn thất này, quản lý khống chế nghiêm thêm, nhiều nhất để bọn họ trở thành giới chủ của thế giới ngoại vi đế quốc, quyết không cho phép bọn họ vấn đỉnh quyền lực tinh hải trung ương nữa. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vũ Anh nhất tộc dù sao từng thống trị tinh hải trung ương suốt 500 năm, vô luận tài lực hay là Quyền thế đều không phải trong khoảnh khắc có thể tan thành mây khói. Huống chi bốn đại gia tộc còn muốn mượn thần chủ Vũ Anh nhất tộc để thống trị đế quốc, tự nhiên càng không thể bức bách quá đáng. Chẳng may kích động lên Vũ Anh nhất tộc dội ngược lại mạnh mẽ, hai bên huyên náo tới mức người chết ta sống, ngọc đá cùng vỡ. Vậy thì tiện nghi người ngoài rồi. Cho nên bốn đại gia tộc và các con em tôn thất kiêm mơ hồ đạt được ước định bất thành văn. Vũ Anh nhất tộc đừng hiển lộ dã tâm đối với quyền lực cao nhất nữa, nhưng tuyệt đại bộ phận tôn thất đi thế giới ngoại vi đế quốc làm phụ ông gia cẩm y ngọc thực, cùng xa cực dục vẫn là không có vấn đề, thậm chí được bốn đại gia tộc âm thầm ủng hộ. Đại Trượng Phu Sinh ở trong thiên địa, không phải đoạt quyền, chính là cầu tài, Vũ Anh nhất tộc đoạn tuyệt hy vọng trên quyền thế, lại không muốn ăn no chờ chết như lợn la trải qua cả đời, thì chỉ có thể mang toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên truy đuổi tiền tài. Bọn họ mang theo tiền, vốn hùng hậu 500 năm trước cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, từ tinh hải trung ương mang ra, tự nhiên không phải môn hộ nhỏ bản địa thế giới ngoại vi đế quốc có thể đánh đồng, lại có bốn đại gia tộc âm thầm ủng hộ, mối quan hệ, tầm mắt, bút tích, kỹ thuật đều là đám nhà quê thế giới ngoại vi chưa từng nghe nói, rất nhanh đánh cho đám nhà quê hoa rơi nước chảy, nắm giữ không ít ngành sản xuất trung tâm thế giới ngoại vi, phát tài lớn vì nó. Mấy trăm năm sau đó, các tư bản có được bối cảnh tôn thất, đại lão phía sau màn thường thường họ kép Vũ Anh này, liền được xưng là Vũ Anh hệ. Cha vợ của ta vốn là nhân vật lãnh tụ của Vũ Anh hệ, cũng là hạng người hùng tài đại lược, dã tâm bừng bừng, thời kỳ cường thịnh nhất, thậm chí muốn mang toàn bộ vốn liếng của Vũ Anh Hệ đều tập trung lại, làm một phen sự nghiệp lớn thật sự vô tiền khoáng hậu. Kim Ngọc Ngôn thở dài, nói, chỉ tiếc, hắn thỏa thuê mãn nguyện, quá mức nổi bật, lại đã quên lý do bốn đại gia tộc lúc ban đầu ủng hộ Vũ Anh Hệ, người ta chẳng lẽ là thật lòng muốn nâng bọn họ phát tài sao? Đơn giản là dùng chút tiền trinh bịt mồm bọn họ, mài mòn dã tâm cùng ý chí của bọn họ mà thôi. Con em tôn thất ngoan ngoãn, ở lại ngoại vi thế giới, an phận thủ thường, kiếm chút tiền, trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, ao rượu rừng thịt, cùng xa cực dục, vậy bốn đại gia tộc cũng mặc kệ bọn họ, nhưng cha vợ ta thế mà muốn mang toàn bộ vốn liếng đều tập trung lại, còn muốn làm cái gì sự nghiệp lớn, hừ, đây là tự tìm đường chết. Kế tiếp, chính là tiết mục rất thường thấy vương tử gặp nạn, ngủ đông giữa thảo mãng, mài kiếm 10 năm, một buổi báo thù, cha vợ ta Vũ Anh Viễn Sơn không minh bạch chết bởi ám sát, một nhà già trẻ đều táng thân trong ngọn lửa hừng hực. Ngay cả vị trí giới chủ cũng bị thủ hạ cướp, thiên thu đại mộng của lão tự nhiên cũng tan thành mây khói. Chẳng qua, lúc ấy thích khách giết cả nhà cha vợ ta, lại để cho hai đứa bé nhỏ nhất chạy, đó là lão bà của ta cùng cậu em vợ ta. Ồ, cậu em vợ ta không tính là hoàn toàn chạy trốn, vẫn trúng một trường cực kỳ ác độc của đối phương, một trường này ẩn chứa lực lượng ăn mòn và hù hóa, dây dưa hắn mấy chục năm, cuối cùng làm thân thể hắn mục nát, đi đời nhà ma nhưng hắn về sau có thể tu luyện thành hình thái siêu cấp quỷ tu cực kỳ quỷ dị cũng không phải không có quan hệ với mấy chục năm dày vò này tóm lại lão bà của ta cùng cậu em vợ ta sau khi chạy thoát lại xảy ra một chuỗi biến cố cùng kỳ ngộ vì phòng kẻ địch tiếp tục đuổi giết hai người quyết định mai danh ẩn tích phân công nhau thực thi kế hoạch báo thù lão bà của ta lợi dụng ưu thế minh tu sư của nàng giỏi về nghiền ngẫm lòng người dấn thân vào thương giới từ một góc độ khác trở thành ngôi sao mới dần dần, dần dâng lên của vũ anh hệ cũng nói bóng nói gió chân tướng biến cố linh sơn giới ngày xưa, mà cậu em vợ ta thì dùng tên giả tể nguyên báo, ngoại hiệu quỷ treo cổ, trở thành thích khách hung danh lớn lao, cũng xây dựng thế lực vô thường của mình, tìm thời cơ báo thù. Sau đó nữa, ta và lão bà của ta liền ở trên thương trường quen biết. Lý Diệu nghe đến đó, liên tục gật đầu, hiểu rồi, các ngươi thế này cũng tính là tiền tiền giao dịch, hôn nhân chính trị. Kim Ngọc Ngôn đỏ mặt già, nói, hôn nhân của chúng ta loại người này, đương nhiên không có khả năng đơn thuần là vì tình yêu cái gì nàng nhìn chúng ta lúc ấy ở vạn giới thương minh bộc lộ tài năng đã trở thành khách quý thương giới rất có quyền thế muốn mượn dùng lực lượng của ta để báo thù cho nên bí quá hóa liều hướng ta nói thẳng chân tướng ta sau khi cân nhắc mãi cũng nhìn chúng mối quan hệ cùng danh vọng của cha vợ ta vũ anh viễn sơn đã chết kia ở vũ anh hệ muốn mang lực lượng này nắm chặt ở lòng bàn tay cho nên làm ra một cái lựa chọn song thắng sau đó Hôn nhân của ta và Vũ Anh Cầm Tâm thật ra xem như tương đối vui vẻ, mà hai vợ chồng chúng ta lại thêm Tề Nguyên Báo hợp tác cũng là tương đối thuận lợi, ở dưới ta cùng Vũ Anh Cầm Tâm âm thầm ủng hộ, tổ chức vô thường của Tề Nguyên Báo mang hung thủ trực tiếp ngày xưa diệt môn giết sạch, xem như trước thu hồi một khoản lợi tức nho nhỏ, sau đó liền thuận nước đẩy thuyền, ở trong Vũ Anh hệ tuyên bố con gái Vũ Anh Viễn Sơn trở về. Mà ta cũng mượn dùng lực lượng Vũ Anh, hệ còn có tổ chức vô thường của Tề Nguyên Báo, ở trong vạn giới thương minh một bước lên mây liên tục đánh bại hơn trăm đối thủ cạnh tranh cuối cùng trở thành tổng chấp sự vạn giới thương minh lãnh tụ thương nghiệp ngoại vi đế quốc đương nhiên vì tránh cho quá nổi bật lần nữa đưa tới bốn đại gia tộc đả kích sấm xét tề nguyên báo từ đầu tới giờ chưa khôi phục dòng họ vũ anh của hắn cũng không có ai biết hắn là em trai ruột của vũ anh cầm tâm nếu không đôi chị em này cộng thêm ta quyền thế liền quá đáng sợ rồi có lẽ đã sớm đi lên danh sách thanh trừ của bốn đại gia tộc bị bọn họ gạt bỏ bây giờ ngươi hẳn là hiểu rồi chứ ta cùng Vũ Anh cầm tâm cũng tính là vợ chồng hoạn nạn, quen biết nhau trước khi thật sự phát tích, về sau lại kết lợi ích đồng minh kiên cố nhất, thành tựu lẫn nhau, khăng khít không thể tách rời. Phải biết rằng, năm đó hung phạm diệt cả nhà nàng chính là bốn đại gia tộc, ở trước khi bốn đại gia tộc bị tiêu diệt, ta sao có khả năng dự đoán được, nàng sẽ phản bội ta. Tâm tư lý diệu xoay chuyển thật nhanh, thôi diễn thật lâu, chỉ có thể gật đầu nói, không sai, dưới tình huống bình thường, ở trước khi bốn đại gia tộc bị tiêu diệt, cô ta quả thực không có bất cứ lý do nào phản bội ngươi, đổi ta là ngươi, mọi người làm vợ chồng hơn 100 năm, khẳng định cũng sẽ không hề giữ lại tin tưởng cô ta. Chẳng qua, người tính không bằng trời tính, người ngàn tính vạn tính cũng không có khả năng tính đến, hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ thế mà sẽ sống lại. Vũ Anh cầm tâm và tề nguyên báo đều là tôn thất, cũng chính là huyết mạch ruột thịt của Vũ Anh kỳ, văn chương phương diện này có thể làm thật sự quá nhiều. Nếu Vũ Anh Kỳ lấy hoàng tộc quật khởi để tỏ rõ đại nghĩa, lại dùng một cái danh hiệu kiểu như thân vương quận vương để dụ hoặc chật chật đổi là ta chỉ sợ cũng sẽ động lòng ai nói không phải chứ kim ngọc ngôn cười càng thêm cay đắng đây cũng là nguyên nhân ngươi vừa nói hắc tinh đại đế vũ anh kỳ sống lại ta đã tin không nghi ngờ trừ cái đó ra căn bản không có bất cứ lý do gì có thể khiến vũ anh cầm tâm và tề nguyên báo phản bội ta nói đi thì phải nói lại tề nguyên báo sở dĩ trước sau không khôi phục dòng họ vũ anh cũng không đối ngoại công khai quan hệ chị em của hắn và Vũ Anh Cầm Tâm, chỉ sợ cũng có một bộ phận là người bày mưu đặt kế nhỉ. Lý Diệu tự cười mà không cười nhìn Kim Ngọc Ngôn, ta nghĩ, nếu Tề Nguyên báo công khai thân phận chân thật, mọi người đều biết hắn là cậu em vợ của ngươi, vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cục diện ngươi là tổng chấp sự vạn giới thương minh, mà cậu em vợ ngươi là một trong năm đại chấp sự cao cấp của vạn giới thương minh, chấp sự khác còn có cổ đông, đều sẽ sinh ra sự cảnh giác đối với cả nhà các ngươi. Kim Ngọc Ngôn vội ho một tiếng nói, không sai, ta chưa chắc không có ý thông qua tề nguyên báo. Âm thầm khống chế càng nhiều cổ quyền hơn của vạn giới thương minh, cũng áp chế ba tổ chức sát thủ lớn còn lại. Người cũng biết, bốn đại tử thần ai cũng là hạng người thân mang tuyệt kỹ lại kiệt ngạo bất tuân, dưới chứng còn nuôi dưỡng nhiều thích khách xuất quỷ nhập thần. Giết người như ma như vậy, ta lại không phải người tu tiên loại hình chiến đấu. Nếu không có một hai con bài chưa lật, làm sao chế hành bọn họ? Cho nên, người liền mang cậu em vợ của mình coi là con bài chưa lật lớn nhất lý diệu nói không ngờ con bài chưa lật này cuối cùng lại rơi vào trong tay hắc tinh đại đế vũ anh kỳ mà người giết tới mức lông gà máu vịt suýt nữa mất mạng cho dù may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ còn không biết có thể khôi phục thân phận thật sự để người khác thừa nhận ngươi là kim ngọc ngôn hay không kim ngọc ngôn thật sự là hóa thần tính tình tốt nhất lý diệu từng gặp bốn chữ hòa khí phát tài như là dung nhập trong máu xương tủy cùng thần hồn hắn mặc dù lý diệu châm chọc như thế nào nữa hắn cũng thờ ơ chỉ là thở dài nói bây giờ ảo não đã muộn chân tướng cả sự kiện chúng ta đều đại khái làm rõ rồi nhưng vừa rồi ám sát tràn đầy hỗn loạn còn có lượng lớn chi tiết ta chưa nghĩ thông suốt không bằng lần lượt suy tính cho xuôi ta cũng đang có ý này cả sự kiện còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ chỉ cần phá giải những điểm đáng ngờ này vô cùng có khả năng giúp chúng ta chuyển bại thành thắng lý diệu kích hoạt máy tính bên người phóng ra mấy chục màn ánh sáng dẫn tới kim ngọc ngôn nhẹ nhàng tán thưởng một trận Máy tính tùy thân của Lý Diệu nhìn như thường thường không có gì lạ, là kiểu dáng bình thường tùy ý có thể thấy được, lại trải qua tiểu minh, văn văn còn có quyền vương cải tạo thăng cấp, tính năng của nó không thua gì máy tính cố định cỡ lớn, mấy chục màn ánh sáng độ rõ, tương phản, số màu còn có thời gian hưởng ứng đều đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, ngay cả Kim Ngọc Ngôn thương gia giàu có kiến thức rộng rãi như vậy cũng chưa từng gặp, không khỏi đánh giá đối với thực lực của Lý Diệu lại tăng lên một cấp số tâm tư lý diệu xoay chuyển thật nhanh vô số thần niệm tử trong não vực trào ra ở trong mấy chục màn ánh sáng phát họa ra bản đồ kết cấu rắc rối phức tạp bán trong suốt của chợ lớn thất hải mấy chục tấm bản đồ kết cấu bán trong suốt ghép lại với nhau chính là bản đồ trực tiếp phụ cận chợ do dịch lượng thương phẩm lớn vừa rồi sau đó lý diệu lại mang những cường giả mình vừa rồi cảm giác được điều đánh dấu đến trên bản đồ trực tiếp tương đương với là nguyên cảnh tái hiện xe chống đạn xa hoa thật dài vừa rồi ngươi ngồi lúc chậm rãi lái đến phụ cận trợ do dịch lượng thương phẩm lớn tổng cộng có nhiều nhân vật đáng ngờ như vậy, đều là bảo tiêu hoặc là sát thủ có hạng trở lên. Lý Diệu chỉ vào từng điểm nhỏ màu đỏ lập lòe tỏa sáng trên bản đồ trực tiếp nói, "Đến, mời Kim tổng chấp sự phân biệt một phen, trong đó người nào là bảo tiêu và hộ vệ, người nào là sát thủ tới từ bên ngoài." Kim Ngọc ngôn nheo mắt quan sát một lúc, bắt đầu nhanh chóng chỉ điểm, biết tin tức trong bốn đại tử thần có thể xuất hiện phản đồ, ta và Tề Nguyên Báo cũng chưa lộ ra ở cùng lúc dùng di hồn đại pháp điều chế ra một thế thân thật sự, cũng bày ra một bộ tư thế bên ngoài lòng lẻo bên trong chặt chẽ, hy vọng phản đồ chủ động bại lộ. Quả nhiên, từ ba ngày trước bắt đầu, trước sau có mười mấy nhóm nhân vật đáng ngờ lèn vào chợ lớn thất hải, đều bị chúng ta lần lượt phát hiện, nhưng để tránh rút dây động rừng, chúng ta cố ý phóng túng bọn họ lèn vào và thẩm thấu, chỉ là mang bọn họ theo dõi chặt chẽ. Ngươi xem, kẻ này, kẻ này, còn có tay súng ẩn nấp ở chỗ này, những kẻ này đều là thích khách bốn đại gia tộc phái tới, có lẽ bọn họ là đã tiếp nhận huấn luyện ám sát nghiêm khắc phương diện bốn đại gia tộc, nhưng nói đến công phu tiềm hình biệt tích, bóng tối ám sát, ai có thể tránh được pháp nhãn của Hắc Kỳ Vương, Hồng Nương Tử, Quỷ Treo Cổ còn có Tử Hải Quy Nhân. Cuối cùng, chúng ta bày ra một hạng hành động lưới trời, hy vọng trước khi quyết chiến với hạm đội bốn đại gia tộc, có thể mang rủi bọ lẻn vào chợ lớn thất hải, tất cả đều một lưới bắt hết. Lý Diệu nhanh chóng phân tích vị trí thích khách bốn đại gia tộc, Nói, như vậy những kẻ còn lại đều là người của ngươi, thì ra ngươi đã sớm mang tất cả thích khách đều tập trung chặt chẽ, trách không được dám nghênh ngang đi ra gặp người, bốn đại tử thần lại ở nơi nào, mời chỉ ra. Nơi này, nơi này cùng nơi này, Kim Ngọc ngôn chỉ vào điểm đỏ nói, ta sở dĩ cách mỗi một ngày liền tới chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn công khai lộ diện, cũng là một bộ phận của kế hoạch, dụ dỗ thích khách bốn đại gia tộc động thủ mà thôi. Thật ra thích khách của bốn đại gia tộc ta lại không sợ hãi gì cả, mấu chốt là tên tử thần bị thu mua kia, giống như là một cái gai trong lòng ta, không mang nói nhổ ra, là như thế nào cũng không ngủ yên. Vì thế, đối với bố trí bốn đại tử thần, cũng là để bọn họ cản tay nhau, giám thị nhau, nếu một người trong đó hướng ta ra tay, người khác nhất định có thể lập tức phát hiện, bao gồm cậu em vợ tế nguyên báo của ta cũng không ngoại lệ. Một điểm này thậm chí là hắn chủ động đưa ra, hắn rất thành khẩn nói với ta, hắn cũng phải bại lộ ở dưới ánh mắt ba tử thần còn lại như thế mới có thể trình độ lớn nhất rửa sạch hiểm nghi của hắn. Đây là đương nhiên. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng nói, cho dù Vũ Anh kỳ thật muốn mượn cối say giết lừa, cũng không nên là bây giờ, mà là ở sau khi trận chiến thất hải thắng lợi, đánh lùi hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, cho nên Tề Nguyên Báo bây giờ đương nhiên có thể nói như vậy. Ở sau khi ta nhắc lên chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn rối loạn, tay súng đặc cấp xuống tay với ngươi hẳn là Hồng Nương Tử nhỉ? Ừm, chính là kẻ này. Không sai, chính là à. Kim Ngọc Ngôn có chút ảm đạm nói, sớm ở mấy chục năm trước, sau khi quyết định đấu đến cùng với bốn đại gia tộc, vạn giới thương minh, chúng ta liền ý thức được đối kháng chiến trường chính diện tuyệt đối không có phần thắng, hơn nữa cũng không cần thiết ở chiến trường chính diện cứng đối cứng chém giết, cho nên, chúng ta đặc biệt chú trọng nghiên cứu cùng thực tiễn khái niệm tác chiến đặc chủng, tác chiến ám sát, tác chiến phá hoại vân vân siêu hạn chiến, bao gồm tinh anh bốn tổ chức sát thủ lớn ngày xưa, cũng dần dần hướng phương hướng tác chiến đặc chủng phát triển, biến thành những mũi bộ đội đặc chủng thủ lĩnh huyết khô lâu sát thủ đoàn hồng nương tử, ngày xưa là thương tu đế quốc số 1, về sau trở thành tổng huấn luyện viên thuật bắn súng của vạn giới thương minh, cũng dẫn dắt một mũi tiểu đội thương tu đặc chiến tinh nhuệ, ẩn núp ở dưới nhà cao tầng, ở cao hướng xuống phụ trách an toàn của ta, không ngờ cuối cùng là à phản bội ta, phản bội vạn giới thương minh. Cho nên, cả sự kiện tựa như là như vậy, Lý Diệu nói, ta cố ý dẫn nổ lượng lớn đạn xương khói cùng đạn chấn động dấu, ở phụ cận trợ giao dịch lượng thương phẩm lớn làm thích khách bốn đại gia tộc bại lộ hết thảy hồng nương tử cũng không thể chờ đợi tiếp chỉ có thể thừa dịp cơ hội coi như không tệ này hướng ngươi triển khai ám sát cô ta vừa động thủ đã bị hắc kỳ vương quỷ treo cổ còn có tử hải quy nhân ba gã tử thần này cảm giác được trong đó hắc kỳ vương cùng tử hải quy nhân lập tức làm ra phản ứng ý thức được cô ta là phản đồ tiến lên đuổi bắt cô ta mà cô ta cũng nháy mắt bỏ trốn mất dạng kết quả ba tử thần này chạy khỏi tầm mắt chúng ta chỉ còn lại có một tử thần cuối cùng quỷ treo cổ cũng chính là cậu em vợ tề nguyên báo của ngươi còn ở lại hiện trường ở lại cạnh ngươi mọi người đều biết hắn phụ trách sát bên bảo vệ ngươi an toàn không đuổi theo cũng rất bình thường không sai kim ngọc ngôn gật đầu chính là như thế nhưng hồng nương tử bắn ra viên đạn kia lại bị ta quấy nhiễu không nên đánh nổ đầu của ngươi vô luận bản thể hay là thế thân đều không nên đánh nổ lý diệu nói như vậy đầu thế thân vì sao sẽ tự dưng nổ tung liền chỉ có một câu giải thích đại não cô ta à, hoặc là nói đại não ngươi đã sớm bị cấy vào một số trang bị cỡ nhỏ nào đó, chỉ cần người thao túng tâm niệm khẽ động, lúc nào cũng có thể nổ tung. đúng vậy, Kim Ngọc Ngôn mặt âm trầm nói, nếu điều ngươi nói đều là thật, như vậy đối với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ mà nói, khẳng định hy vọng ta lúc nào cũng có thể chết, ở thời điểm thỏa đáng nhất, ngay cả một giây cũng đừng kéo dài. muốn làm được một điểm này, biện pháp thuận tiện nhất chính là cấy vào trong đầu ta bom tinh thạch mini điều khiển nào đó nhưng ta nói như thế nào cũng là một cường giả hóa thần mặc dù không phải loại hình chiến đấu nhưng khống chế cùng cảm giác đối với thân thể của mình đều đạt đến mức tận cùng vô luận hướng trong đầu ta cấy vào một quả bom tinh thạch mini hay là thời gian dài trộn lẫn trong thức ăn của ta một ít nọc độc mạng tính các cách làm như thế đều cực dễ dàng bị ta phát hiện vậy thì khéo quá hóa vụng nhưng nếu khống chế thân thể ta không phải thần hồn của ta mà là thần hồn một võ giả khác thực lực yếu kém lại thêm phản ứng bài xích của thần hồn và thân thể hoàn toàn mới dưới tình huống như vậy dở một số thủ đoạn liền tương đối dễ dàng hơn nhiều vì bảo đảm di hồn đại pháp an toàn cùng với trạng thái thân thể máu thịt của ta tên cận vệ kia của ta mỗi ngày đều phải tiếp nhận tể nguyên báo cùng vũ anh cầm tâm điều chế ở trong quá trình điều chế thần không biết quỷ không hay dở một chút thủ đoạn là chuyện dễ dàng quyết chiến sắp tới ta mỗi ngày đều có vô số công việc cần xử lý tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng theo dõi chặt chẽ đôi chị em này kết quả đã tạo thành sai lầm lớn rồi. Kim Ngọc Ngôn hung hăng đấm một phát, trong một bầu hòa khí rốt cuộc để lộ ra vài phần hung ác nham hiểm cùng độc địa. Lý Diệu lặng lặng nghe, cẩn thận suy tư, trầm mặc một lát, thận trọng nói, Kim Tổng chấp sự phỏng đoán mặc dù không phải toàn bộ chân tướng, hẳn là cũng không kém xa, ta chỉ là không nghĩ ra một điểm. Mặc dù đối phương thật sự ở trong đầu chân thân ngài cấy vào bom tinh thạch mini, vì sao lại lựa chọn dẫn nổ giờ phút này? Ngài dù sao làm tổng chấp sự vạn giới thương minh mấy chục năm, mối quan hệ uy vọng còn có cường độ nắm giữ đối với thương minh chỉ sợ đều không phải tể nguyên báo cùng vũ anh cầm tâm có thể bằng được nhỉ ngài vừa chết vô luận hung thủ bắt được hay không cũng mặc kệ bọn họ ổn định cục diện như thế nào lòng tin của hào cường các phương đối với vạn giới thương minh khẳng định sẽ có dao động bịt kín một tầng mây mù cho quyết chiến sắp xảy ra hắc tinh đại đế vũ anh kỳ không giống người thiếu kiên nhẫn như thế hắn sao có thể phát ra loại chỉ lệnh tự hủy trường thành này phải ở trên điểm mấu chốt này lấy mạng ngài chứ vấn đề này làm kim ngọc ngôn hơi ngẩn ra lâm vào suy tư lâu dài càng suy tư mắt hắn càng sáng đến cuối cùng khóe mắt thế mà giãn ra hai nếp nhăn trên mặt khi cười chúng ta có cơ hội rồi kim ngọc ngôn mỉm cười nói nói như thế nào lý diệu vội vàng hỏi đạo lý rất đơn giản nếu là hắc tinh đại đế vũ anh kỳ tự mình hạ lệnh hắn khẳng định không hy vọng ta chết lúc này cái này không phù hợp lợi ích của hắn chính như người nói qua sông đoạn cầu mượn cối say giết lừa để ta ở trong trận chiến thất hải vắt cạn toàn bộ lực lượng rồi mới chết, mới là mục đích của hắn. Kim Ngọc Ngôn nói, nhưng, Vũ Anh kỳ kẻ quyết sách này, cùng tề nguyên báo, Vũ Anh cầm tâm hai kẻ chấp hành này, lợi ích của bọn họ hoàn toàn nhất trí sao? Vũ Anh kỳ không hy vọng ta chết lúc này, vậy tề nguyên báo cùng Vũ Anh cầm tâm lại như thế nào đâu? Phương diện này tồn tại biến số thật lớn. Lý Diệu trầm ngâm một lát, biến số gì? Chính là ta thay đổi đạo tâm của mình, hoàn toàn thần phục cho hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cam tâm tình nguyện là một con chó dưới chân hắn kim ngọc ngôn cười lạnh nói tề nguyên báo và vũ anh cầm tâm sở dĩ phản bội ta đơn giản là ham quyền khống chế vạn giới thương minh hoặc là nói vũ anh kỳ sở dĩ đưa ra giá cao thu mua bọn họ đơn giản là nhìn chúng bọn họ có thể thay thế ta nắm giữ vạn giới thương minh mà thôi nhưng nếu ta ở sau khi biết chân tướng vũ anh kỳ ký sinh ở trong cơ thể lệ linh hải vẫn nguyện ý hợp tác thậm chí quỳ xuống để liếm bàn chân hắc tinh đại đế thì sao Đúng, dưới tuyệt đại đa số tình huống, đây là điều không có khả năng, ta sẽ không tin tưởng Vũ Anh Kỳ, Vũ Anh Kỳ cũng rất khó 100% tin tưởng ta. Nhưng cái này ít nhất là một biến số, dù sao mặc kệ ai nắm giữ đế quốc, đều cần tài chính đại thần nha. Nếu ta nguyện ý 100% thần phục Hắc Tinh đại đế, vậy không có chuyện gì của Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh Cầm Tâm, thậm chí ta sau khi biết chân tướng, còn có khả năng thẹn quá hóa giận, triển khai điên cuồng trả thù đối với bọn họ. Đối với hai người bọn họ mà nói, chỉ có ta chết mới có thể hoàn toàn tiêu trừ biến số này, mới có thể cam đoan quyền khống chế của bọn họ đối với vạn giới thương minh, cùng hứa hẹn của Vũ Anh Kỳ, cái gì thân vương, quận vương vân vân những thứ lộn xộn, mặc dù ta chết có khả năng dẫn phát lòng quân bất ổn, cơ hội tốt như vậy cũng rất đáng giá liều một phen. Nói cách khác, đây không phải mệnh lệnh trực tiếp của Vũ Anh Kỳ, mà là tề nguyên báo và Vũ Anh Cầm tâm tự chủ trương, tự tiện làm việc. Lý Diệu bỗng đứng dậy, hai mắt lóe sáng, Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ rất có thể còn không biết trợ lớn thất hải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta còn có cơ hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, Tề Nguyên Báo và Vũ Anh cầm tâm hẳn là đã sớm nổi lên sát tâm đối với ta, nhưng xuống tay ở lúc gió êm sóng lặng, chẳng những sẽ dẫn tới chấp sự cùng cổ đông khác của vạn giới thương minh hoài nghi, còn có thể rước lấy lửa giận của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, phiêu lưu thật sự quá lớn. Kim Ngọc Ngôn bình tĩnh nói lúc nhắc tới vợ của mình, tựa như đang nói về một người xa lạ không quen biết, nhưng hồng nương tử phục giết, đã cho. Bọn họ một cơ hội trời ban, có thể mang cái chết của ta đỗ lỗi đến trên đầu bốn đại gia tộc, thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận mọi thứ ta để lại, cho nên, tề nguyên báo mới bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không. Nếu không phải ngươi nhân tố bất ngờ này toát ra, hắn rất có khả năng đã thành công, chỉ cần hắn thật có thể ổn định cục diện, dẫn dắt vạn giới thương minh chiến thắng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, Ta nghĩ, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sau chuyện cũng sẽ không nói thêm cái gì, lại càng sẽ không để ý ta rốt cuộc chết như thế nào. Dù sao, tục ngữ của người tu tiên, người thắng là không chịu trừng phạt. Nhưng, một đòn chí mạng của tề nguyên báo chưa thành công, người còn sống. Lý Diệu gập ngón tay, nhẹ nhàng gõ đùi, nói, nói như thế, tề nguyên báo lần này ra tay cũng phi thường gấp gáp, hắn vô cùng có khả năng chưa chuẩn bị tốt tất cả. Hơn nữa căn bản không dám mang chuyện đã xảy ra ở chợ lớn thất hải báo cáo, cho Vũ Anh Kỳ biết, nếu không, Vũ Anh Kỳ phát hiện hắn được việc không đủ, hỏng việc có thừa như vậy, làm bá nghiệp của mình chịu phiêu lưu không cần thiết, không làm thịt hắn không được. Kim Tổng chấp sự, người nhắm chừng tề nguyên báo, cùng Vũ Anh cầm tâm một bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Bọn họ hẳn là sẽ tổ chức đại hội chấp sự cùng cổ đông lâm thời, tranh thủ toàn bộ chấp sự và cổ đông ủng hộ, lâm thời tiếp quản quyền lực cao nhất của thương minh, cùng với quyền hạn thống lĩnh điều khiển các chi hạm đội hộ tống, và tiểu đội đặc chiến dưới cờ thương minh. Kim Ngọc ngôn nói, Vạn Giới Thương Minh có 5 đại chấp sự cao cấp, hơn 40 chấp sự các cấp, còn có hơn 100 cổ đông cực có phân lượng, mà sau lưng các chấp sự cùng cổ đông này, là vô số quân phiệt và giới chủ của thế giới ngoại vi đế quốc, thậm chí bao gồm lượng lớn trung tầng bất đắc chí thất bại của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Tề Nguyên Báo và Vũ Anh Cầm Tâm muốn được việc, nhất định phải tranh thủ những người này ủng hộ, xét thấy hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, trong vòng 3 năm ngày sẽ phát động đả kích mang tính hủy diệt đối với trận lớn thất hải, lượng lớn quân phiệt cùng giới chủ thế giới ngoại vi, còn có tầng dưới chót cùng trung tầng bên trong bốn đại gia tộc, cũng đang lòng như lửa đốt suy tư về rốt cuộc nên chọn hàng ngũ như thế nào, là thuận theo ý chí tuyển đế hầu hủy diệt vạn giới thương minh, đồng thời cũng thiêu hủy túi tiền và hy vọng xoay người của mình, hay là dứt khoát hạ quyết tâm, bứt lên chiến kỳ, liều mạng với đại lão gia tộc cưỡi ở trên cổ mình ỉa đái. Chuyện này không có khả năng kéo dài mãi, nếu trận lớn thất hải hỗn loạn vượt qua 24 giờ, như vậy trong bốn đại hạm đội liên hợp nhất định có không ít người sẽ trở mặt, hoàn toàn gạt bỏ lợi ích cùng giao tình hơn 100 năm. Cho nên, Tề Nguyên Báo và Vũ Anh Cầm Tâm nhất định phải ở, trong vòng một ngày đạt được toàn bộ quyền hạn, trở thành thủ lĩnh mới của vạn giới thương minh. Như vậy, Lý Diệu Trầm Ngâm nói, ngài cảm thấy, khả năng bọn họ thuyết phục các chấp sự và cổ đông lớn không? Hoặc là nói, bọn họ dám mạo hiểm đối đầu thiên hạ, làm ra loại chuyện bí quá hóa liều này, hiển nhiên cũng có chỗ dựa, ngài cảm thấy trong vạn giới thương minh có bao nhiêu người, sẽ là minh hữu thậm chí đồng lõa tiềm tàng của bọn họ. Nếu không suy xét nhân tố chúng ta, khả năng tề nguyên báo thành công lên làm tổng chấp sự lâm thời của vạn giới thương minh, cực cao. Kim Ngọc Ngôn nói, đầu tiên, Vũ Anh hệ những tư bản kia, cùng đại lão giấu ở sau lưng, khẳng định đều ủng hộ hắn và Vũ Anh cầm tâm, thậm chí trước đó còn từng có bí mật kết minh, hết thảy bị hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ thu mua, tiếp theo, bên ngoài cũng không biết chân tướng, còn tưởng ta là bị bốn đại gia tộc ám sát, như vậy thuộc hạ trung thành và tận tâm đối với ta, còn có các tài nguyên ta nắm giữ, tất cả cũng đều rơi vào trong tay Vũ Anh cầm tâm, bị cô ta dùng để ủng hộ tề nguyên báo. Thứ ba, đại chiến sắp tới, rắn mất đầu, là hành vi tự tìm đường chết, mắt thấy hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc sắp ùa vào tinh vực thất hải, chỉ cần tề nguyên báo biểu hiện đủ cường thế, không có ai sẽ ở lúc này tranh với hắn. Mặc dù không thích hắn tên chấp sự cao cấp này, khẳng định cũng lấy đại cục làm trọng. Nói cách khác, Lý Diệu nói, chúng ta phải ở trong 24 giờ, thừa dịp tề nguyên báo và Vũ Anh cầm tâm, tổ chức đại hội chấp sự cùng cổ đông lâm thời, giáp mặt vạch trần âm mưu của bọn họ, mới có cơ hội ngăn cản bọn họ. Đáng tiếc, không có ai sẽ tin tưởng lời chúng ta nói. Kim Ngọc Ngôn nhìn thân hình tráng kiện vụng về của mình, lại cười khổ lên, trong thanh âm khàn khàn ẩn chứa bi ai và bất đắc dĩ, thân thể ta bây giờ, từ trong đến ngoài đều là một nữ nhân triệt để thậm chí ngay cả thần hồn cũng chịu di hồn đại pháp ảnh hưởng, đã xảy ra biến dị rất nhỏ, dấu ấn thần hồn ngưng tụ ra hoàn toàn khác với quá khứ, ta ngay cả tù bảo hiểm, hối phiếu ký tên, nhẫn cản khôn phong ấn mình khóa trong quá khứ cũng không, mở được, dựa vào cái gì làm người khác tin tưởng, ta là kim ngọc ngôn thật sự. Về phần kền kền lý diệu ngươi, thì càng không có khả năng ra ngoài ánh sáng, ngươi là đại phản đồ mọi người phái cách tân đều biết, toàn bộ tổ chức sát thủ và đội lính đánh thuê dưới cờ vạn giới thương minh đều thu được treo giải thưởng cách xù đối với ngươi vô số người mài đao soàn soạt muốn lấy mạng chó của ngươi ngươi vừa lộ ra thân phận chân thật của mình trong nháy mắt bị mưa bom bão đạn bao phủ ngẫm xem từ đế đô truyền đến tin tức là ngươi đã bị bốn đại gia tộc thu mua phản bội phái cách tân bây giờ ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở chợ lớn thất hải ngay sau đó ngay cả hồng nương tử cũng phản bội vạn giới thương minh còn ám sát ta cả sự kiện phải giải thích như thế nào đổi ngươi là người ngoài cuộc hoàn toàn không biết gì cả ngươi sẽ tin tưởng nữ nhân bộ dạng giống như đại tinh tinh bên người kền kền lý diệu, là kim ngọc ngôn, còn kéo ra chuyện ma quỷ cái gì di hồn đại pháp linh tinh sao? Lý diệu gãi gãi tóc, hình như là rất khó giải thích. Cái gọi là giải thích, cũng chính là ý tứ nói ra chân tướng, nhưng vấn đề càng thêm đòi mạng đến rồi, ngươi căn bản không có khả năng nói ra chân tướng. Kim Ngọc Ngôn tiếp tục nói, muốn vạch trần âm mưu của tề nguyên báo và Vũ anh cầm tâm, ngươi liền không thể không thẳng thắn thành khẩn thân phận cùng lai lịch thật sự của mình vậy nhất định phải để mọi người biết ngươi là một người tu chân đến từ tàu đom đóm đào vong ngàn năm rất đáng tiếc không phải là toàn bộ người tu tiên đều giống ta lấy tiền tài tư bản và lợi nhuận làm đạo tâm chỉ cần có một nghìn phần trăm lợi nhuận bảo ta uống máu ăn thề cùng người tu chân cũng được tuyệt đại bộ phận người tu tiên chán ghét oán hận cùng cảnh giác đối với người tu chân đều xâm nhập xương tủy thân phận chân thật của ngươi thậm chí so với phản đồ bị bốn đại gia tộc thu mua càng không thể ra ngoài ánh sáng hơn nữa huống chi ngươi còn phá hủy thiên không chi thạnh mạn châu sa hoa làm vô số người vạn giới thương minh đều tổn thất lượng lớn đầu tư còn tổn hại không ít nhân viên nghiên cứu rất có tiền đồ đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi năm đại chấp sự cao cấp mấy chục chấp sự bình thường và hàng trăm cổ đông to nhỏ phần lớn có đầu tư ở thiên không chi thạnh mạn châu sa hoa rất nhiều người còn lén dốc hầu bao tài trợ giết chóc trực tiếp nhưng bị ngươi quậy hết thảy lỗ đến mức con mắt xuất huyết cho dù bọn họ không để ý ngươi là người tu chân nhưng cũng đừng nghĩ bọn họ đối với ngươi có chút hào cảm nào thử hỏi ngươi lại nên thuyết phục bọn họ như thế nào đây lý diệu nhanh chóng vò đầu a à, còn có một điểm tề nguyên báo biết ta chưa chết cũng biết ngươi tồn tại lấy sự âm hiểm giả dối của hắn hẳn là không khó đoán ra thân phận của ngươi kim ngọc ngôn một lần nữa tăng lên độ khó ta không biết hắc tinh đại đế vũ anh kỳ có mang thân phận chân thật của ngươi lén lộ ra một chút cho tề nguyên báo hay không nhưng ta đoán hẳn là có bởi vì tinh hải tuy lớn nơi ngươi người tu chân này có thể đi không nhiều ngươi cũng có thể nghĩ đến tới tìm ta hợp tác hắc tinh đại đế vũ anh kỳ chưa chắc không nghĩ tới như vậy trước tiên lộ ra thân phận của ngươi cho tề nguyên báo để hắn sớm phòng bị không phải là không có khả năng ta phi thường hiểu biết tính cách cùng tác phong của tề nguyên báo luận sức chiến đấu cứng đối cứng hắn đương nhiên không phải đối thủ của ngươi nhưng hắn chưa bao giờ sẽ cứng đối cứng với kẻ địch thậm chí sẽ không để kẻ địch nhìn thấu mặt mũi thật sự của hắn nếu ta là hắn, lúc này nhất định điều khiển lượng lớn tiểu đội đặc chiến trung thành, với ta đi ra bao vây tiểu trừ hai ta, hơn nữa nghiêm lệnh giết không cần hỏi, không được trao đổi nửa lời với chúng ta. Chẳng may gặp tiểu đội đặc chiến như vậy, ngươi giết hay không? Không giết, chính là bị động chịu đòn, bị biển người chiến thuật tiêu hao chết tươi, nếu đại khai sát giới, liền càng thêm giải thích không rõ, khẳng định tiếng xấu bị bốn đại gia tộc thu mua của mình. Nói đi nói lại, tất cả vấn đề đều vòng trở về muốn vạch trần âm mưu của tề nguyên báo cùng vũ anh cầm tâm cần trước hết chứng minh ngài là kim ngọc ngôn thật sự lý diệu cao mày suy nghĩ thật lâu nói chẳng lẽ không có bất cứ vật hoặc là biện pháp nào có thể chứng minh thân phận ngài có chính là nguyên bộ ghi chép và số liệu văn kiện giải phẫu thực thi di hồn đại pháp kim ngọc ngôn nói nhưng số liệu tương quan tất cả đều phong tỏa ở nội khu của chợ lớn thất hải chỗ văn phòng trung tâm của ta nơi đó cũng là nơi phòng ngự nghiêm ngặt nhất cả chợ lớn thất hải đâu chỉ hát nước không lọt, quả thực ngay cả một làn khói cũng đừng nghĩ chuồn vào. Lời này ta sao nghe rất quen tai. Lý Diệu ngoái lỗ tai nói, chính là nói, bây giờ mấu chốt chúng ta xoay chuyển cản khôn, chính là số liệu tương quan ngài thực thi di hồn đại pháp, mà toàn bộ số liệu đều bị cất chứa ở một nơi. Có mấy chục tầng bảo hộ nghiêm, mật các loại pháp bảo phòng ngự quét tiên tiến nhất, còn có vô số thích khách, sát thủ cùng bộ đội đặc trùng thủ vệ. Không sai, nơi đó, trừ số liệu tương quan ta tiếp nhận di hồn đại pháp, còn tồn trữ lượng lớn cơ mật buôn bán cấp bậc cao nhất vạn giới thương minh, đương nhiên chịu thủ hộ nghiêm mật nhất. Kim Ngọc Ngôn nói, trên lý luận là tuyệt đối không có khả năng bị thẩm thấu cùng xâm nhập, nụ cười của ngươi vì sao quỷ dị bí hiểm như vậy. Không có gì, ta chỉ là rất kỳ quái. Lý Diệu dây dây quay hàm, những số liệu này đã là sơ hở lớn nhất của tể nguyên báo cùng Vũ Anh cầm tâm, bọn họ không thể sớm tiêu hủy hết sao. Không thể. Kim Ngọc Ngôn nói, muốn tiêu hủy những số liệu trung tâm này, bọn họ nhất định phải đạt được quyền hạn cao nhất của tổng chấp sự, mà muốn đạt được quyền hạn cao nhất thì phải tổ chức đại hội chấp sự cùng cổ đông lâm thời trước, lấy được 2 phần 3 trở lên số người tham dự hội nghị nhất trí thông qua mới được. Cho nên, ít nhất trong vòng 24 giờ, những số liệu này không có khả năng bị bọn họ tiêu hủy. Kim Ngọc Ngôn vừa nói, vừa dùng thần niệm, ở trên màn hình phát họa ra toàn bộ bản đồ trực tiếp nội khu chợ lớn thất hải, đặc biệt bản đồ phòng ngự chung quanh văn phòng hắn, các loại thi thố phòng ngự còn có tình trạng thủ vệ. Hóa thành thác nước, số liệu lao vun vút. Lý Diệu vừa nghiên cứu vừa hút không khí, nhè răng trợn mắt nói: Phòng ngự chung quanh văn phòng này của ngài không khỏi cũng quá nghiêm mật đi. Còn có đường ống thông gió và cống thoát nước vì sao đều làm hẹp như vậy? Còn dễ ngang dễ dọc, lại có nhiều huyền quang đao sắc bay tới bay lui như vậy. Dựa theo kết cấu này, không có ba ngày ba đêm, ai có thể đột nhập vào? Nhưng chúng ta tuyệt đối không có ba ngày ba đêm. Kim Ngọc ngôn trầm giọng nói: Một khi đại hội chấp sự cùng cổ đông kết thúc. Tề Nguyên Báo thật sự đạt được toàn bộ đại lão nhất trí tán thành, sẽ không dễ dàng thay đổi, hắn trở thành người thắng rồi, không có ai sẽ để ý hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì leo lên, không có ai sẽ để ý ta rốt cuộc là chết như thế nào, thậm chí không có ai sẽ để ý ta rốt cuộc có chết hay không, ta hoàn toàn trở thành quá khứ, Tề Nguyên Báo mới là tương lai, phải không? Lý Diệu nheo mắt, tiếp tục nghiên cứu khe hở đường ống rắc rối phức tạp, so với mê cung càng rối rắm hơn gấp trăm lần, thuận miệng nói, cái này cũng quá tàn khốc rồi nhỉ, chúng ta là người tu tiên người tu tiên từ trước tới nay đều là tàn khốc như vậy kim ngọc ngôn nói ngươi phải làm rõ người khác sở dĩ chọn ta làm tổng chấp sự vạn giới thương minh cũng không phải bởi vì ta được lòng người cũng không phải bởi vì ta trung hậu thành thật lại càng không phải vì ta quang minh lỗi lạc mà là vì ta có thể mang đến cho bọn họ nhiều lợi ích hơn hơn nữa có năng lực chiến thắng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc như thế mà thôi như vậy chỉ cần tề nguyên báo triển lãm ra đủ thực lực chứng minh hắn cũng có thể mang đến càng nhiều lợi ích hơn cho toàn bộ cổ đông và đại lão sau lưng cổ đông, cũng có thể chiến thắng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, vậy là đủ, không có ai sẽ để ý thủ đoạn của hắn dơ bẩn hay không, hắn rốt cuộc đã thi triển bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Nói đến cùng, vạn giới thương minh những người này, đối với chuyện chủ trì chính nghĩa, phân biệt đúng sai các thứ căn bản không có hứng thú, trong mắt bọn họ chỉ có ích lợi, ích lợi, ích lợi. Con mắt Lý Diệu dần dần dừng lại, sửng sốt rất lâu, nói, nói cách khác, mặc dù trong lòng đại bộ phận chấp sự và cổ đông đều biết rõ thật ra ngươi mới là kim ngọc ngôn thật sự nhưng nếu bọn họ cảm thấy ngươi không thể mang đến đủ nhiều lợi ích bọn họ sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi quay sang ủng hộ tề nguyên báo kim ngọc ngôn mặt âm trầm nói đây là đương nhiên bọn họ đều là người làm ăn chỉ cần lợi nhuận đủ dày làm ăn với ai không phải làm mắt lý diệu càng lúc càng lóe sáng đổi cái góc độ để nhìn nếu người nào đó có thể mang cho bọn họ đủ nhiều lợi ích cũng triển lãm ra lực lượng đủ cường đại mang đến hy vọng chiến thắng bốn đại gia tộc, vậy cho dù không phải Kim Ngọc Ngôn cũng không phải Tề Nguyên Báo, các chấp sự cùng cổ đông kia vẫn sẽ không chút do dự ủng hộ hắn, quay sang làm ăn với hắn. Kim Ngọc Ngôn hơi ngẩn ra, nghĩ nghĩ, nói, trên lý luận đương nhiên như thế, nhưng ta và Tề Nguyên Báo đã hợp tác cùng các chấp sự còn có cổ đông kia hơn trăm năm, mới làm bọn họ tin tưởng thực lực của chúng ta, người nào đó u u cạc cà cạc cà toát ra của ngươi, sao có thể lập tức làm người ta tin tưởng? trừ phi ngươi thẳng thắn thành khẩn thân phận của mình lấy thân phận đại diện toàn quyền chính phủ lưu vong nước cộng hòa tinh hải làm ăn với những người này vậy đương nhiên như ngươi vừa rồi nói lợi nhuận là con số thiên văn không thể đánh giá mọi người đều có khả năng động lòng nhưng ta vừa rồi cũng đã nói không phải là toàn bộ người tu tiên đều lý trí giống ta tuyệt đại bộ phận người tu tiên cùng người tu chân vẫn là thủy hòa bất dung huống chi ngươi còn hủy diệt thiên không chi thạnh mạn châu xa hoa tạo thành tổn thất rất lớn huống chi chỉ dựa vào vẻn vẹn một tàu đom đóm căn bản không đủ để hóa giải uy hiếp của hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc cho nên mặc kệ ngươi giả thần giả quỷ như thế nào nữa vẫn không đủ để lấy được lòng tin từ người ta ta thật sự không hiểu ý tứ cái gọi là người nào đó của ngươi ngươi rốt cuộc nghĩ đến cái gì không có gì chỉ là muốn cược một phen lý diệu liếm liếm bờ môi đông lại nụ cười đã giả dối lại lãnh khóc đầu tiên phòng ngự xung quanh văn phòng này của ngài thật sự quá nghiêm mật quả thực như ngài nói, ba ngày ba đêm cũng đừng nghĩ bí mật lèn vào, mà nếu công khai xông vào, nhất định sẽ quậy long trời lở đất, sát thương lượng lớn thuộc hạ trung thành và tận tâm đối với ngài, làm hiểu lầm càng lúc càng lớn. Tiếp theo, trải qua tề nguyên báo quậy như vậy, chỉ số lòng tin trợ lớn thất hải nhất định giảm tới đáy vực, mặc dù chúng ta có thể nghĩ cách đoạt lại quyền khống chế vạn giới thương minh, ở trong trận chiến thất hải sắp xảy ra, sĩ khí uệ oải cũng rất khó nâng cao phấn chấn, khai chiến như vậy, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ta cảm thấy rất cần thiết cược một phen, dùng biện pháp đơn giản thô bạo nhất đoạt lại quyền khống chế vạn giới thương minh, hơn nữa để toàn bộ quân phiệt, giới chủ cùng địa đầu xà ngoại vi đế quốc, thậm chí đại bộ phận người tu tiên tầng, dưới chất cùng trung tầng bên trong bốn đại gia tộc, đều tin tưởng thực lực chúng ta sắp bành trướng trên diện rộng, tuyệt đối có khả năng xử lý bốn đại gia tộc cùng ngụy phái cách tân chiếm cứ, ở đế đô, làm bọn họ đều mang tài sản tính mạng đặt ở trên người chúng ta, quyết tâm theo chúng ta làm coi chúng ta thành cơ sở vững vàng cùng với thủ lĩnh mới của phái cách tân sao có khả năng kim ngọc ngôn không thể tưởng tượng nhìn lý diệu toàn bộ chấp sự cùng cổ đông vạn giới thương minh đều là lão hồ ly giả dối đa nghi sao có khả năng dễ dàng tin tưởng lời ma quỷ của ngươi thậm chí khiến chúng ta áp đảo sự nổi bật của lệ linh hải trở thành thủ lĩnh phái cách tân rất đơn giản bởi vì ta muốn nói với bọn họ không phải chuyện ma quỷ mà là lời nói thật vẻ mặt lý diệu thản nhiên ta luôn tin tưởng Lời nói thật là có lực lượng nhất, thứ giả dối luôn là giả dối. Một lời nói dối cần dùng 100 lời nói dối để che giấu, trung quy sẽ lộ ra dấu vết. Cho nên, ta từ đầu tới cuối đều chỉ nói thật, bây giờ chỉ cần một cơ hội, một cơ hội, để ta có thể trước mặt toàn bộ chấp sự còn có cổ đông mở miệng nói chuyện. Muốn đạt được cơ hội này, chúng ta phải như vậy. Lý Diệu dùng suốt 10 phút miêu tả chi tiết cơ hội của hắn. Ánh mắt Kim Ngọc Ngôn nhìn hắn, tựa như nhìn một hỗn hợp thể, của tên điên cuồng nhiệt nhất cùng kẻ lừa gạt gian trá nhất ngươi thực có tiềm chất trở thành một thương nhân phi thường ưu tú, kẻ vô sỉ không biết xấu hổ, âm hiểm giả dối giống ngươi, ngay cả chính mình cũng có thể mặt không đổi sắc lừa gạt, còn am hiểu kéo ra hổ làm lá cờ, tay không bắt sói như vậy, ta đã rất lâu chưa từng thấy. Kim Ngọc Ngôn cảm thán, nếu ngươi 100 năm trước đã đến đế quốc, có lẽ hôm nay, tổng chấp sự vạn giới thương minh chính là ngươi mà không phải ta. Đa tạ khích lệ, vì hoàn thành kế hoạch, chúng ta còn cần liên lạc một số người, trước đó mai phục. Lý Diệu mặt không đổi sắc tiếp nhận ca ngợi, Kim Tổng chấp sự, ngài ở vạn giới thương minh làm ăn một hai trăm năm, ít nhiều cũng kết được một ít chi kỷ bạn tốt, mặc dù ở dưới tình huống không thể tưởng tượng nhất, cũng nguyện ý nửa tin nửa ngờ cho ngươi một cơ hội chứ. Ta không cần bọn họ bây giờ đã tin tưởng ngươi là ngươi, hơn nữa toàn lực ủng hộ ngươi, chỉ cần bọn họ cho ta một cơ hội mở miệng nói chuyện, cho ta 5 phút đồng hồ là được. Có là có. Kim Ngọc Ngôn thở dài nói, nhưng Vũ Anh cầm tâm, vi thường rõ ràng quan hệ của ta với những chi kỷ bạn tốt này, khẳng định mang linh võng, kênh thông tin còn có hết thảy phụ cận những người này theo dõi nghiêm mật, vô luận chúng ta lấy phương thức nào liên hệ với những người này, đều sẽ bị nghe trộm. Không sao. Lý Diệu mỉm cười, không chút hoang mang nói, ta mang theo một máy chuyển tiếp thông tin công suất lớn, thông qua nó có thể mang tín hiệu phóng ra bên ngoài tinh vực thất hải, lại thông qua một trạm thông tin khoảng cách siêu xa mini ta đã sớm đặt ở nơi đó, có thể tiếp nối đến trong linh võng bốn chiều ở nơi cách tinh vực thất hải không xa ta còn có một chút nhân mã hơn nữa có được một máy tính trung tâm siêu cấp phi thường tiên tiến chúng ta muốn truyền tin tức trước trải qua trung tâm máy tính siêu cấp này mã hóa và ngụy trang xử lý lại quay lại đến chợ lớn thất hải yên tâm tuyệt đối không ai có thể nghe trộm hoặc là quấy nhiễu nói xong lý diệu quỳ một gối xuống đất từ trong nhẫn càn khôn lấy ra lượng lớn cấu kiện pháp bảo bắt đầu nhanh chóng lắp ráp vừa lắp ráp vừa kích hoạt kênh thông tin bí mật với lệ gia lăng gia lăng bây giờ bên ngoài tệ thế nào không có việc gì ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mặt khác còn có một nhiệm vụ nho nhỏ muốn giao cho ngươi chợ lớn thất hải nội khu trên tiểu hành tinh thủng lỗ chỗ cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh kiến trúc nguy nga mà hoa lệ giống như kim tự tháp kim bích huy hoàng tề nguyên báo chắp hai tay sau lưng đứng thẳng ở trên ban công ngắm cảnh tầng cao nhất của cao ốc bốn phía đều là thủy tinh đặc trùng trong suốt như nước ngay cả chút dấu vết kết cấu bằng thép cũng không nhìn thấy như là trống rỗng được khảm ở giữa trời đất. Dõi mắt trông về phía xa, cả tiểu hành tinh như là hang kiến cùng tổ ong lập lòe tỏa sáng, sớm bị lực lượng của nhân loại và tiền tài cải tạo hoàn toàn thay đổi, che kín nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau và đường ống giao thông rắc rối phức tạp, càng có vô số người như là con kiến cùng ong thợ vất vả cần cù lui tới, vì sinh tồn đau khổ dãy ruộng. Tề Nguyên Báo mang toàn bộ cửa sổ mở hết ra, mặc cho gió gào thét cắt từng nhát đao qua mặt hắn, mặc dù trong gió này mang theo mùi dì sắt cùng hơi tiền đồng đậm, hắn cũng vui vẻ chịu đựng hắn thích hương vị này thích toàn bộ hương vị thích bất cứ thứ nào có thể khiến hắn cảm giác được mình thân là người sống mà tồn tại nhớ lại nửa ngày trước ám sát mạo hiểm kích thích huyết mạch sôi sục trái tim hắn vẫn điên cuồng nhảy lên thậm chí ngay cả thần kinh hai tay cũng khống chế không được run nhảy nhẹ loại cảm giác này làm hắn biết mình vẫn là một người sống sờ sờ mà không chỉ là một luồng u hồn u hồn bị báo thu cùng quyền dục dây dưa sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng Hắn không cần quay đầu cũng biết, là chị gái sinh đôi Vũ Anh Cầm Tâm của mình. Trong hơn trăm năm quá khứ, hắn từng phi thường ghen tị chị gái mình, có thể lấy một tư thái nhân loại sống sờ sờ để sống sót, mà không phải giống hắn, không thể không dùng thi khôi thuật, ẩn nấp ở trong một rồi lại một khối thể xác của người khác, giấu đến về sau, quả thực không phân biệt được mình rốt cuộc là cái gì. Nhưng bây giờ, hắn đã quen thậm chí hưởng thụ loại hình thái này, mang mình coi là hình thái nào đó vượt lên trên nhân loại. Hắn không phải người thậm chí cũng không phải người tu tiên, mà là thứ nào đó hoàn toàn khác, càng thêm ưu việt. Có lẽ, chính là cuồng vọng như vậy, mới khiến hắn làm trái chỉ lệnh của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, đẩy sớm thời gian ra tay, ở một thời cơ không thỏa đáng xử lý Kim Ngọc Ngôn. Chỉ tiếc trong quá trình xảy ra một ít sai sót, nhưng hắn tuyệt đối có năng lực giải quyết sai sót nho nhỏ này, tên là Kền Kền Lý Diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế cục bên ngoài như thế nào? Tề Nguyên Báo quay đầu đối mặt Vũ Anh Cầm Tâm, các chấp sự cùng cổ đông kia đến hết chưa? Còn có Hồng Nương Tử cùng người kia bắt được chưa? Chuyện quá khẩn cấp, toàn bộ chấp sự cùng cổ đông thân ở chợ lớn Thất Hải tất cả đều tụ tập đến nơi đây, mà những cổ đông không ở tinh vực Thất Hải cũng đều thông qua người phát ngôn tham gia đại hội lần này. Vợ quá Vũ Anh Cầm Tâm của Kim Ngọc Ngôn dung mạo hoàn mỹ như đá cẩm thạch điều khắc kỹ càng, hoàn mỹ đến mức cho người ta một loại cảm giác không chân thực ngay cả sầu bi nhàn nhạt bao phủ ở trên khuôn mặt, cũng như là mặt nạ tỉ mỉ thiết kế ra. Chưa ai có thể nhìn thấu nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ngay cả em trai ruột tề nguyên báo của cô cũng không làm được. Vũ Anh cầm tâm ngừng lại một chút, tiếp tục nói, hồng nương tử cùng sát thủ huyết khô lâu, dưới trứng cô ta đã bị áp xúc ở góc nhỏ hẹp của khu 27. Chúng ta phong bế toàn bộ đường ống đi thông bên ngoài của khu 27, lại điều khiển lực lượng cả ba chiến đoàn tinh khải đi bao vây còn có hai bộ cự thần binh ở trong tinh không khóa mục tiêu cùng chấn áp, mặc dù hồng nương tử là cường giả cấp số hóa thần, cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi lưới. Nhưng mà, người kia lại còn chưa có tung tích, giống như là vô duyên vô cơ biến mất ở trong không khí. A báo, cảm giác của ta phi thường không tốt, người ta đều phi thường rõ ràng, hồng nương tử sống hay chết. Là chạy hay trốn, không quan trọng, người kia mới là mấu chốt, không phải ta nói ngươi, ngươi lần này ra tay, thật sự quá gấp rút một chút. Như thế nào, tỷ tỷ, ngươi là đang trách ta lỗ mãng làm việc sao? Lông mày cùng khóe mắt tể nguyên báo cùng nhau hướng lên trên, tự cười mà không cười nhìn Vũ Anh cầm tâm. Hay là nói, ngươi ở thời khắc mấu chốt lại sinh ra lòng dạ đàn bà, thậm chí là thực sự có cảm tình đối với Kim Ngọc Ngôn. Vũ Anh cầm tâm im lặng không nói gì, lặng lẽ thở dài một hơi, nói, ta chỉ là cảm thấy, không cần thiết phiêu lưu như vậy, chờ sau khi trận chiến thất hải kết thúc, lại giải quyết hắn cũng không muộn. Không cần thiết phiêu lưu như vậy, Tề Nguyên Báo mở to mắt, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng cười lạnh so với lệ quỷ càng dữ tợn hơn, việc tới nước này, ngươi còn chưa nhìn rõ tình. Thế, còn không hiểu thân phận của mình sao? Bắt đầu từ 150 năm trước, phụ thân chúng ta Vũ Anh Viễn Sơn chính là một con chó bốn đại gia tộc nuôi dưỡng, là một quân cờ không tự làm chủ được, lúc người ta dùng đến lão, có thể nâng lão lên trời, nâng thành cái gì lãnh tụ thương nghiệp Vũ Anh hệ, chờ giá trị lợi dụng của lão bị vắt cạn, mà lại hiển lộ ra dã tâm nhỏ tí tẹo, Người ta cũng có thể không chút do dự trở mặt không nhận, diệt cả nhà lão. Đây là kết cục của việc làm một con chó, làm một quân cờ. Trong hơn trăm năm sau đó, hai chị em chúng ta ở sâu trong tinh hải tối tăm tanh máu đau khổ dẫy dụa, dốc hết khả năng tìm kiếm một tia sinh cơ, giao tranh đến bây giờ, nhìn như có được. Địa vị cùng quyền thế nho nhỏ, nhưng chúng ta vẫn chưa thật sự nắm giữ vận mệnh của mình, mấy thứ này chẳng qua là ánh nến trong gió, tháp cao trên cát, nháy mắt sẽ hủy diệt. Ngươi hẳn là phi thường rõ, Kim Ngọc Ngôn sở dĩ kết hợp với ngươi, đơn giản là nhìn chúng mối quan hệ che giấu sau lưng ngươi, muốn mượn ngươi lợi dụng thậm chí hợp nhất tài lực của Vũ Anh Hệ, mà hắn sở dĩ tận hết sức lực ủng hộ ta, cũng không phải không hy vọng ta giúp hắn áp chế ba đại sát thủ đoàn còn lại, cũng giúp hắn ngầm chiếm toàn bộ vạn giới thương minh mà thôi. Nói cách khác, chúng ta vẫn là quân cờ, vẫn là chó săn, là tay sai lúc nào cũng có thể bị được chim quên ná, đặng cá quên nơm, suốt 100 năm, điểm này không có chút thay đổi mặc dù bây giờ hắc tinh đại đế sống lại hứa hẹn chúng ta quan to lộc hậu cùng với tước vị thừa kế lại như thế nào ngươi cho rằng vị lão tổ tông này của chúng ta thật sự sẽ mang chúng ta đám con cháu đời sau này để vào mắt sao hừ đừng ngốc trong mắt hắn chúng ta vẫn là quân cờ vẫn là chó săn muốn thật sự nắm giữ vận mệnh của mình nhất định phải có được giá trị không thể thay thế có được thực lực tuyệt cường của mình thật sự như ngươi nói đợi tới sau trận chiến thất hải biến số thật sự quá nhiều trời biết kim ngọc ngôn sẽ bỗng nhiên bị ma quỷ ám ảnh đầu hàng hắc tinh đại đế hay không nếu thực sự như thế còn có chuyện gì của hai chị em chúng ta mặc dù kim ngọc ngôn thà chết không hàng ai biết hắc tinh đại đế sẽ lại phái ra người nào ở đế đô thay thế hai chúng ta đến hợp nhất vạn giới thương minh hay không đừng quên ở đế đô vẫn có vô số hoàng tộc và tôn thất lưu lại bọn họ thuộc về hệ thống ngự lâm quân luôn luôn thủy hòa bất dung với chúng ta những tư bản vũ anh hệ phân tán ở thế giới ngoại vi đế quốc đi tuyến đường thương nghiệp Vũ Anh cầm tâm lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nói, cái này, không có khả năng nhỉ, bệ hạ sao phải làm như vậy? Đừng quên hắn là ai, hắn chính là hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ đó. Làm bạn với vua như chơi với hổ, thiên uy khó giò, người có biết hắn rốt cuộc có tính toán gì không? Tề Nguyên Báo cười lạnh nói, dù sao, người ta ở vạn giới thương minh cũng đã lăn lộn hơn trăm năm, có lẽ trong mắt hắn, người ta đều dính quá nhiều hơi thở tự do, không tiện khống chế thì sao? đổi ta là lão nhân gia hắn, nói không chừng đã dùng chút kế sách nho nhỏ, châm ngòi hai chúng ta và kim ngọc ngôn đấu ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, lại từ đế đô tìm vài tên tâm phúc đi ra tiếp quản vạn giới thương minh hỗn độn, đây là kết cục người muốn. Vũ Anh cầm tâm sừng sốt thật lâu, sắc mặt dần dần trắng bệch. Trăm năm qua dãy ruộng, đã dạy ta một đạo lý đơn giản nhất, cơ hội tới phải nắm chặt, lúc nên mạo hiểm thì phải không chút do dự mạo hiểm, tiên hạ thủ vi cường. Tề Nguyên Báo nói, chỉ cần hai chị em chúng ta có thể lấy khí thế lôi đỉnh vạn quân, khống chế quyền lực cao nhất vạn giới thương minh, lại đánh thắng trận chiến thất hải thật đẹp, làm thực lực vạn giới thương minh trượt bành trướng, trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng của thế giới ngoại vi đế quốc. Như vậy, ngay cả vị bệ hạ xa ở đế đô kia của chúng ta, cũng không có bất cứ lý do gì có thể vươn tay đến nơi đây. Đến lúc đó, chúng ta liền ở giữa đế đô cùng bốn đại gia tộc mọi việc đều thuận lợi, từ quân cờ cùng chó săn, chính thức biến thành kỳ thủ nắm giữ quân cờ. Vũ Anh cầm tâm nheo mắt, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Xem ra, tỷ tỷ đã nghĩ ra rồi. Tề Nguyên Báo mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Vũ Anh cầm tâm, vẽ vòng ở lòng bàn tay chị gái. Thấp giọng nói, không phải là một nam nhân thối sao, chờ chúng ta thật sự nắm giữ vạn giới thương minh. Người muốn bao nhiêu nam nhân cũng được, cần gì phải để ý một tên Kim Ngọc Ngôn. Một trăm năm qua, hắn không thiếu ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyện, lúc ngươi không chịu nổi tịch mịch, cũng không nhàn rỗi nha lúc này cần gì phải giả bộ tam trinh cửu liệt cái gì nhớ kỹ chờ chúng ta đại công cáo thành kim ngọc ngôn loại nam nhân thối này ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng em trai ruột sinh đôi lại chỉ có một tinh hải tuy lớn nhưng người ta chỉ còn lại có một người thân là nhau đúng không ngươi nói đúng vũ anh cầm tâm rốt cuộc hạ quyết tâm đến nói nhưng ngươi vẫn phải nghĩ cách tìm được kim ngọc ngôn còn có kẻ cứu đi hắn nghi là kền kền lý diệu chiến tích quá khứ của kẻ này ngươi cũng thấy rồi tuyệt đối không phải hạng người dễ chọc vào vô cùng có khả năng tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với kế hoạch của chúng ta yên tâm kền kền lý diệu tuy lợi hại nhưng ta cần gì phải cứng đối cứng với hắn chứ đáy mắt tề nguyên báo lóe ra hào quang yêu dị thản nhiên nói trên thực tế ta đã đoán được hắn giờ ở nơi nào chợ lớn thất hải sâu trong đường ống rậm rạp rắc rối phức tạp như mê cung giữa nội khu cùng ngoại khu một bóng người đen xì, toàn thân đều bao bọc một bộ quần áo tiềm hành đặc thù, mấp máy ở trong đường ống. Bộ đồ này cực có đặc điểm, giống như là một cục thạch trong suốt lấp lánh, giúp người mặc thần không biết quỷ không hay chen vào các loại khe hở, lại tùy thời có thể biến hóa ra hình thái khác nhau, mặt ngoài ngưng kết ra một tầng cùng loại tầng chất sừng của giáp xác, ngăn cách tất cả nhiệt độ, hơi thở, nhịp tim và khí tức tràn ra. Bỗng nhiên, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Ở sâu trong đường ống phóng tới mấy chục tia huyền quang quét màu xanh lục, không nghiêng không lệch đâm thẳng vào cục thạch màu đen này một màn thần kỳ trình diễn ngay trước khoảnh khắc huyền quang phóng tới cục thạch nháy mắt từ màu đen biến thành không màu gần như trong suốt liên quan hình người bao bọc ở bên trong cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi huyền quang xuyên thấu cục thạch trải qua tính toán phức tạp trong nháy mắt lại từ phía sau cục thạch bắn ra không có chút quấy nhiễu và độ lệch càng chưa quét được kẻ lẻn vào ngủ đông trong cục thạch huyền quang màu xanh lục giao nhau quét thật lâu chưa phát hiện khác thường dần dần ảm đạm đi cục thạch từ trong suốt biến thành màu đen, kẻ lẻn vào ngủ đông ở bên trong hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cựa quậy mấp máy về phía trước, vô cùng thuần thục chui các loại đường ống. Mười mấy tầng cơ quan và phòng tuyến sau đó, cũng chưa thể ngăn được bước chân của kẻ lẻn vào, hắn dọc đường hữu kinh vô hiểm lẻn vào nội khu của chợ lớn thất hải, nghỉ ngơi một chút, liền tiếp tục hướng văn phòng kim ngọc ngôn của chui qua. Trong văn phòng của tề nguyên báo, hơn trăm màn hình không gian ba chiều, mang mỗi một chỗ góc nội khu chợ lớn thất hải đều phát họa rõ ràng nhất là tuyến đường vừa rồi kẻ lẻn vào trải qua, bao gồm đường ống thông gió kẻ lẻn vào giờ phút này đang ra sức mấp máy, cũng bị theo dõi chặt chẽ. Giấu ở trên vách trong đường ống thông gió, máy truyền cảm sâu sắc nhất, mang mỗi một tia rung động mỏng manh nhất của đường ống thông gió đều ghi lại, các số liệu rung động tổng hợp lại, kẻ lẻn vào cao minh hơn nữa, cũng không chỗ nào mà ẩn nấp hệ thống phòng ngự này là tề nguyên báo, chủ quản an toàn này tự mình thiết kế. Hắn làm siêu cấp thích khách hơn 100 năm, tự nhiên rõ ràng nhất nên đối phó những kẻ lẻn vào dấu đầu lộ đuôi, tiềm hình biệt tích đó như thế nào. Đạp 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 đạp. Thông qua mấy chục màn hình không gian ba chiều khác có thể nhìn thấy, vô số khải sư súng vác vai, đạn lên nòng, đằng đằng sát khí, trang bị đến tận răng, đang nhanh chóng bao vây đường ống đối phương lẻn vào. Chỉ cần kẻ lẻn vào có thể bị bắt ba ba trong dọ, liền khẳng định tội danh bụng dạ khó lường, ý đồ gây rối của hắn, nhảy vào ngân hà cũng không rửa sạch được ha ha kền kền lý diệu chỉ có vậy mà thôi quả thực là con heo chui đầu vô lưới mười ngón tay của tề nguyên báo giao nhau thật sự giống một kỳ thủ nắm chắc thắng lợi nói đến cùng chẳng qua là một tên vũ phu oai hùng đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi nhẹ nhàng dễ dàng có thể bị ta đùa chết tề nguyên báo đột ngột đứng dậy lại phủ thêm áo khoác trắng như tuyết nhìn cũng không thèm nhìn kẻ xâm nhập đã bị gắt gao vây khốn trong màn hình theo dõi lấy một lần xảy bước đi ra khỏi văn phòng của bản thân Cửa phòng làm việc, mặt sàn hơi nhô lên, tách ra một chiếc đĩa bay hình tròn, bên cạnh lóe sáng dài màu hình cung, chậm rãi xoay tròn. Tề Nguyên báo chân đạp đĩa bay, ở trong cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh nhanh chóng di động, rất nhanh tới đường ống lên xuống chuyên cung cấp cho chấp sự cao cấp lên xuống. Nhập số liệu vân tay, giọng nói và con ngươi, thu hoạch quyền hạn khống chế đường ống lên xuống, Tề Nguyên báo từ tầng 97 xuống đến tầng 33. Nơi này là phòng họp chính quy mô lớn nhất phương tiện cũng tiên tiến nhất cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh bình thường sẽ không dễ dàng mở ra giờ phút này nơi này cũng là nơi quyết chiến hắn nắm giữ vận mệnh của mình tề nguyên báo hít sâu một hơi mở ra cửa đường ống lên xuống khống chế đĩa bay bay ra ngoài phòng họp to lớn chiếm cứ mười mấy tầng trên dưới là một mảng không gian siêu khổng lồ khí thế hoành tráng như cung điện u ám thâm thúy như huyệt động đủ có thể chứa hơn vạn người cùng lúc tổ chức hội nghị mà hệ thống hình chiếu trực tiếp từ xa tiên tiến nhất lại có thể làm chấp sự hoặc là cổ đông thân ở cách 10 vạn 8 ngàn năm ánh sáng, một đại thiên thế giới khác, mang bóng người trải qua mã hóa ngụy trang của bọn họ nháy mắt phóng đến nơi đây, làm người phát ngôn lợi ích của vạn giới thương minh, ở hơn trăm đại thiên thế giới đều tụ tập dưới một mái nhà. Giờ phút này, trong phòng hội nghị đã tụ tập hơn 1 ngàn chấp sự và cổ đông, vì mau chóng ổn định cảm xúc của chợ, còn mời hơn 1 ngàn đồng bạn làm ăn có quan hệ hợp tác chiều sâu, với vạn giới thương minh dự thính mà số người thông qua phương thức hình chiếu trực tiếp từ xa tham gia hội nghị, càng gấp hơn 3 lần số người thực tế trình diện. Tề Nguyên Báo nheo mắt, ánh mắt lãnh khốc mà âm trầm quét đi bốn phía. Quả nhiên, trừ chấp sự cùng cổ đông của bản thân vạn giới thương minh, quân phiệt, giới chủ cùng địa đầu xả có phân lượng của thế giới ngoại vi đế quốc, hết thảy phái ra người phát ngôn lợi ích của bọn họ đến xem xét hư thật, thậm chí không ít trung tầng của bốn đại gia tộc đều giấu đầu lộ đuôi xen lẫn ở trong một mảng hình chiếu trực tiếp chân thân những người này giờ phút này vô cùng có khả năng đang khống chế tinh hải chiến hạm hướng tinh vực thất hải tiến quân nhưng hình chiếu của họ hoặc là người phát ngôn ích lợi lại vẫn sốt ruột không dằn được muốn biết nên bảo vệ lợi ích của bọn họ như thế nào nếu có thể làm bọn họ nhìn thấy lực lượng của tề nguyên báo kiên định tín nhiệm vạn giới thương minh tất thắng của bọn họ vậy bọn họ vô cùng có khả năng phản chiến ở trong trận chiến thất hải sắp xảy ra đây là mục tiêu của tề nguyên báo khi tề nguyên báo tới phòng họp lớn phòng họp đã là tiếng người ồn ào, khắc khẩu không ngớt, náo nhiệt như chợ. Mọi người đều thông qua tề nguyên báo và Vũ Anh cầm tâm biết tin Kim Ngọc Ngôn chết, quyết chiến sắp tới, tin tức như vậy tự nhiên không thua gì trời sụp đất nứt. Không ít trung tầng bốn đại gia tộc âm thầm có lợi ích cấu kết với vạn giới thương minh, tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo nóng, vò đầu bứt tai không biết như thế nào cho phải. Bọn họ đã muốn phủi sạch quan hệ với vạn giới thương minh, lại đau lòng rất nhiều tài nguyên mình đầu tư vào vạn giới thương minh càng lo lắng vạn giới thương minh sẽ chó cùng rứt rậu, ở lúc bị diệt mang tất cả bọn họ đều chọc ra, kéo bọn họ chôn cùng. Mà các quân phiệt, giới chủ cùng địa đầu xà đã sớm mang tài sản tính mạng điều đập, vào vạn giới thương minh, quyết tâm đi theo phái cách tân làm, ngược lại không nhiều băn khoăn cùng do dự như vậy, chỉ kêu ngao ngao, hy vọng cao tầng vạn giới thương minh nhanh chóng lấy ra chương trình, thu thập tàn cục sau khi Kim Ngọc ngôn chết. Tề nguyên báo cố ý để những người này đợi thêm 5 phút đồng hồ, hắn vừa hiện thân, ánh mắt nóng rực của mọi người nhất thời rơi xuống trên người hắn, làm hắn mơ hồ trở thành trung tâm mới của vạn giới thương minh. Tề Nguyên Báo thản nhiên đối mặt mọi người chăm chú nhìn, bộ dáng định liệu trước, chấn định tự nhiên, lại là cực kỳ bí ẩn hướng Vũ Anh Cầm Tâm ném tầm mắt tới, được Vũ Anh Cầm Tâm trả lời khẳng định, nhân mã Vũ Anh hệ ở vạn giới thương minh cực có phân lượng đều sẽ ủng hộ hắn. Vậy là đủ. Tề Nguyên Báo mỉm cười, khống chế đĩa bay, chậm rãi bay đến trung ương phòng họp lớn, hai tay hướng phía dưới nhẹ nhàng ấn một phát, cất cao giọng nói, an tâm một chút trời nóng vội, các vị, trời còn chưa sập xuống, chỉ có chúng ta đồng lòng hợp sức, đoàn kết nhất trí, trời không sập xuống được. Trung quanh đám người lặng im 10 giây, tiếng huyên náo thanh lại liên tiếp, toàn bộ đầu tư giả cùng ích lợi tương quan phương trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, có vô số vấn đề muốn hỏi. An tĩnh, các vị, xin mọi người thoáng kiên nhẫn một chút nghe ta nói, chỉ cần hãy nghe ta nói 3 phút đồng hồ là đủ rồi. Tề Nguyên Báo ở trong thanh âm chất chứa vài luồng linh năng, chấn động cả phòng họp lớn vang lên ào ào, mang tiếng huyên náo cùng nghi ngờ của mọi người tạm thời áp chế xuống, không chút hoang mang nói, ta cũng không muốn giấu mọi người, nửa ngày trước, ở bên ngoài chợ giao dịch thương phẩm bán buôn đã xảy ra một bi kịch, kim tổng chấp sự của vạn giới thương minh, chúng ta bị thích khách bốn đại gia tộc ti tiện vô sỉ ám sát, đã bất hạnh, ngã xuống rồi. Đúng, thời điểm mấu chốt quyết chiến sắp tới xảy ra chuyện như vậy, đối với cảm xúc trợ thậm chí sĩ khí, của lực lượng vũ trang chúng ta đều tạo thành đả kích cực kỳ nặng nề, nhưng cục diện chưa bại hoại đến mức không thể vãn hồi, hoặc là nói, chúng ta đã khống chế thế cục, tất cả đều ở trong sự nắm giữ. Vạn giới thương minh, vốn chính là tổ chức tôn trọng tự do mọi người ngưng tụ cùng một chỗ nhất, trong tinh hải, chúng ta có được kết cấu tiên tiến nhất cùng ổn định nhất, thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến lên là dòng lũ mãnh liệt mênh mông của tiền tài cùng tư bản, dòng lũ này sẽ tuyệt không bởi vì thủ lĩnh nào đó ngã xuống mà khô kiệt, đã như vậy mọi người còn lo lắng cái gì? Ta tin tưởng, mặc dù Kim Tổng chấp sự, vẫn còn sống, hắn cũng hy vọng nhìn thấy tất cả chúng ta đều có thể đoàn kết một lòng, tiếp tục tín ngưỡng lực lượng của tư bản tự do, cùng đám đại quý tộc hung tàn bạo ngược, lòng tham không đáy kia chiến đấu đến cùng. Các vị, các vị, liên quan vụ án Kim Tổng chấp sự gặp chuyện, chúng ta đã bước đầu điều tra rõ chân tướng, là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thu mua tổ chức sát thủ tinh nhuệ, nhất dưới chứng vạn giới thương minh huyết khô lâu cũng do thủ lĩnh huyết khô lâu hồng nương tự tự mình xuống tay. Tư liệu tương quan bây giờ liền gửi đến trên điểm cuối máy tính của các vị, là thật hay giả, các vị nhìn qua là biết bá bá. Lượng lớn số liệu đều bị gửi đến trên máy tính của mọi người, toàn bộ chứng cớ đều trước sau đối ứng, kín kẽ, không có chút chỗ nào có thể nghi ngờ, thực không thể thực hơn nữa. Các chấp sự, cổ đông và nhà đầu tư liên tục gật đầu, không tìm ra chút sơ hở nào. Sau khi xảy ra ám sát, đại bộ phận thành viên huyết khô lâu sát thủ đoàn đã bị chúng ta chấn áp, chỉ còn lại có bộ phận nhỏ nòng cốt cùng hung cực ác đi theo hồng nương tử cùng nhau hốt hoảng chạy trốn bây giờ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các vị không cần lo lắng hầu như một phần ba lực lượng cả chợ lớn thất hải đều tham dự vây bắt hồng nương tử tuyệt đối trốn không thoát đâu tề nguyên báo chuyển giọng bỗng nhiên nói các vị nhất định phi thường tò mò hung thủ nhằm vào ám sát kim tổng chấp sự chúng ta thế mà chỉ phái một phần ba lực lượng đi vây bắt hai phần ba lực lượng vũ trang còn lại lại ở đâu rất đơn giản bởi vì hồng nương tử không phải kẻ mưu tính phía sau màn cả âm mưu chúng ta thậm chí có lý do tin tưởng ngay cả vụ án kim tổng chấp sự gặp chuyện cũng chỉ là che giấu là che giấu của âm mưu nào đó lớn hơn nữa đã có một kẻ địch so với hồng nương tử càng đáng sợ hơn gấp 10, đã lẻn vào nội khu của chợ lớn thất hải mưu toan ở trước khi hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đến chế tạo phá hư cùng hỗn loạn lớn hơn nữa hoàn toàn đánh tan thắng lợi của chúng ta kẻ địch này chính là kền kền lý diệu bá Tề Nguyên Báo khàn cả giọng vừa dứt lời, trong màn hình xung quanh hắn lập tức lóe ra hình cái đầu thật lớn nhe răng trợn mắt của Lý Diệu. Đó là lúc Lý Diệu đảm đương đả thủ số một phái cách tân, ở trường hợp công khai quay chụp. Hình cái đầu thật lớn này, làm mọi người đều hít một hơi khí lạnh, phát ra tiếng nghi ngờ không thể tưởng tượng. Các vị không cần kỳ quái, kiên kiên Lý Diệu phản bội phái cách tân chúng ta, phản bội đến trận doanh bốn đại tuyển đế hầu. Đây là tin tức hoàn toàn chính xác từ đế đô truyền ra, tin tưởng các vị đều có nguồn tình báo của mình đều thu được tin tức xấu tương tự nhỉ. Tề Nguyên báo chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, kền kền Lý Diệu gần đây phản bội, tự nhiên sốt ruột khó dằn nổi muốn lập công lớn, mới có thể củng cố địa vị của mình, tranh thủ niềm vui của chủ tử mới. Chỉ là ám sát kim tổng chấp sự, chưa chắc có thể giao động căn cơ vạn giới thương minh, bởi vì năm đại chấp sự cao cấp chúng ta, sau khi được đại hội lần này trao quyền, đều có thể thay thế được chức năng của kim tổng chấp sự. Nhưng, nếu có thể mượn ám sát kim tổng chấp sự rối loạn, hấp dẫn sức chú ý của đại bộ phận lực lượng phòng ngự, nhân cơ hội lẻn vào kho số liệu trung tâm nhất của chúng ta, mang toàn bộ số liệu giao dịch phá hư hết mà nói, các vị suy nghĩ một phen, sẽ dẫn phát hậu quả thế nào? Không sai, số liệu giao dịch đương nhiên là có dự bị, trung tâm máy tính siêu cấp của chúng ta cũng xa xa không chỉ một chỗ, nhưng trung tâm số liệu phá hư, ít nhất có thể gián đoạn chúng ta giao dịch 3 đến 5 ngày, toàn bộ tin tức tài chính, hậu cần, cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng và phiếu công trái tất cả đều trở nên hỗn loạn, hoàn toàn tê liệt. Kể từ đó, toàn bộ thị trường đều sẽ trở nên cực độ khủng hoảng, các thế lực đều sẽ đánh mất lòng tin đối với chúng ta, thậm chí cho rằng chúng ta đã thu vào không bằng chi ra, hoàn toàn không thể chống đỡ mạng lưới tài chính cùng hậu cần khổng lồ như thế. Nếu hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc nhân cơ hội phát động tổng tiến công, đối với chúng ta, có phải tận thế của chúng ta đã buông xuống hay không? Tề Nguyên báo miêu tả tràng cảnh khủng bố, làm toàn bộ chấp sự, cổ đông và nhà đầu tư đều ở trong cực độ chấn động mọi người đều nhìn nhau, rất khó tin tưởng tề nguyên báo nói chuyện giật gân. Có một chấp sự dâu tóc bạc trắng, uy vọng rất cao trầm giọng nói, tề chấp sự, việc này liên quan rất lớn, suy đoán của ngươi có chứng cớ gì? Tề nguyên báo cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ tay một phát, nói, đương nhiên là có chứng cớ, nếu không ta làm sao dám trước mặt nhiều người đầu tư và phía hợp tác như vậy, nói hưu nói vượn chứ. Phía dưới, mời mọi người xem một hồi trò hay. Theo hắn vỗ tay hoan nghênh xung quanh sáng lên càng nhiều màn hình hơn nữa, toàn bộ màn hình thể hiện đều là đường ống cùng khe hở rắc rối phức tạp giữa nội khu và sắc ngoài cách cao ốc tổng bộ không xa. Thông qua màn hình, tổ hợp có thể rõ ràng nhìn thấy, kẻ xâm nhập ngây thơ vô tri kia vẫn đang hết sức chăm chú mấp máy, mà kẻ phòng ngự bốn phương tám hướng đã giải ra thiên la địa võng, vô thanh vô tức hướng hắn bao vây. Hành động đi. Tề Nguyên báo đẻ huyệt Thái Dương, thông qua máy thông tin mini, cười lạnh nói, bắt lấy kền kền Lý Diệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. T. Nguyên báo ra lệnh một tiếng, tốc độ toàn bộ màn hình giống như nháy mắt điều chỉnh nhanh lên gấp 10. Vô số kẻ phòng ngự đều dùng tinh khải mang mỗi một khe hở quanh thân mình lấp đầy, pháo tinh từ, pháo huyền quang và ổ phóng phi kiếm cỡ nhỏ kiểu tổ ong hết thảy kích hoạt, hòa thần pháo nhiều nòng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Vô số con rối chiến đấu từ lỗ phóng hai bên tinh thạch chiến xa hạng nặng lộc cộc lăn ra, mặt ngoài hiện ra những đường cong hào quang sặc sỡ, phân giải và tổ hợp thành hình thái chiến đấu dương cung bạt kiếm. Vô số thoi bay chiến đấu từ giữa không trung gào thét lao qua, phát ra tiếng ổn chói tay thậm chí làm phòng họp lớn cũng vang lên ảo ảo, phía dưới cánh hình chữ thập mỗi một thoi bay chiến đấu, đều bắn ra mấy chục chùm huyền quang màu đỏ tươi, tập trung chặt chẽ một điểm nào đó trên bầu trời nhân tạo, mang trời xanh mây trắng mô phỏng ra chiếu dọi thành một mảng đỏ bừng. Thậm chí, kèm theo một đợt nổ vang đinh tai nhức óc, ba vị thần ma sắt thép cao mấy chục mét đội đất mà lên, tạo hình chữ phẩm hướng bầu trời nhân tạo xuất phát, đó là cự thần binh của bản thân vạn giới thương minh. Kẻ xâm nhập vẫn ở trong đường ống thông gió gian nan bôn ba, cũng cảm giác được động tĩnh bên ngoài đại quân tập kết, đao kiếm ra khỏi vỏ, tựa như sợ tới mức hồn vía lên mây, luống cuống tay chân muốn quay về đường cũ, trốn về ngoại khu, lại từ ngoại khu chạy trốn đến trong tinh hải. Nhưng, không còn kịp nữa. Dầm dầm, vô số khải sư, con rối chiến đấu, tinh thạch chiến xa, và thoi bay chiến đấu đồng thời nhắm bầu trời nhân tạo xung quanh kẻ xâm nhập nổ súng, làm một mảng bầu trời nhân tạo biến thành biển sắt thép hầu như nóng chảy. Một giây sau, cả bầu trời nhân tạo đều suy sụp xuống, kéo theo kẻ xâm nhập cũng lập tức rơi xuống. Kẻ xâm nhập dùng ra chiêu thức cả người, mưu toan từ trong lỗ thủng kẻ phòng ngự đánh ra cướp đường chạy như điên. Nhưng người phòng ngự đã sớm tính toán ra mỗi một tuyến đường chạy trốn của hắn, lại dùng hỏa lực hung hãn tuyệt luân đan sen mang đường lui gắt gao ngăn chặn, kẻ xâm nhập mỗi một lần thử chạy trốn, đều lấy thất bại chấm dứt, bị cứng rắn ép trở về. Hắn như là một con ruồi bọ bị nhốt vào bình thủy tinh, tả sung hữu đột như thế nào nữa, cũng chỉ có thể khiến chính mình bị va đập vỡ đầu chảy máu. Thấy chưa, các vị, trải qua chúng ta gần trăm năm xây dựng cùng huấn luyện, chợ lớn thất hải hôm nay, không phải là nơi mặc cho người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tề Nguyên Báo mỉm cười nói, nếu các vị muốn, thậm chí có thể đứng dậy đến cửa sổ trực tiếp nhìn ra chiến trường. Chiến trường ngay tại nơi cách chúng ta không tới 30 km, các ngươi ở cửa sổ cũng có thể nhìn thấy làn khói lượn lờ, lửa đạn nổ vang. Không không không, không cần lo lắng an toàn của nơi này, vì ứng đối trận chiến thất hải, toàn bộ cường giả vạn giới thương minh, thậm chí thế giới ngoại vi đế quốc đều đã tập hợp trợ lớn thất hải, nơi này tụ tập sát thủ ưu tú nhất, lính đánh thuê hung tàn nhất cùng giác đấu sĩ hung hãn không sợ chết nhất cả đế quốc. Đương nhiên, còn có hệ thống khống chế con rối chiến đấu tiên tiến nhất, mặc dù thực lực hạm đội của chúng ta còn có tranh lệch nhất định, với bốn đại gia tộc nhưng nói đến tố chất cùng kinh nghiệm của từng binh sĩ vạn giới thương minh là vô địch chúng ta nhằm vào toàn bộ video chiến đấu công khai của kền kền lý diệu đều tiến hành phân tích tường tận mặc dù càn rỡ như hắn cũng không có khả năng tạo thành chút thương tổn nào đối với cao ốc tổng bộ chúng ta an toàn của các vị tuyệt đối có cam đoan vừa lúc nhân cơ hội này để các vị nhìn thấy rõ ràng thực lực chúng ta che giấu trăm năm kền kền lý diệu không có khả năng phá hư trợ lớn thất hải bốn đại gia tộc hạm đội cũng đừng nghị phá hư việc làm ăn của vạn giới thương minh chúng ta còn có các vị. Chỉ cần các vị kiên định không rời đứng ở bên chúng ta, toàn bộ đầu tư của các ngươi, tuyệt đối có thể được hồi báo gấp 10, gấp trăm lần. Trong màn hình sau lưng tể nguyên báo cháy lên mấy chục quả cầu lửa rực rỡ, như vũ đài do ngọn lửa ngưng tụ thành. Lấy cái này làm bối cảnh, hắn hướng toàn bộ chấp sự, cổ đông, nhà đầu tư còn có đồng bạn làm ăn của vạn giới thương minh giang hai tay, cái chán dần dần tuôn ra những sợi gân xanh thô to như trên mặt bao trùm một tầng mặt nạ khủng bố màu xanh, nét mặt giọng nói đều giữ tợn nói, các vị đều tận mắt thấy rồi, còn có cái gì phải do dự? Bốn đại gia tộc sở dĩ lợi dụng kiền kiền lý diệu, thi triển thủ đoạn không biết xấu hổ như thế, là bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ lòng quân tan rã, sĩ khí hạ thấp, căn bản không có khả năng ở trong chiến trường vũ trụ chiến thắng chúng ta. Đoàn kết, chỉ cần chúng ta đủ đoàn kết thì có thể đủ chiến thắng tất cả kẻ địch mang mỗi một luồng hào quang của tinh tú khắp trời đều nắm ở trong tay chúng ta. Bây giờ, bởi vì tiền nhiệm tổng chấp sự Kim Ngọc Ngôn bất hạnh ngã xuống, mà thế cục lại khẩn cấp như thế, ta yêu cầu đại hội trao tặng ta quyền hạn tổng chấp sự lâm thời, toàn quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang lục địa cùng trong tinh không của vạn giới thương minh, ứng đối trận chiến thất hải sắp sửa bùng nổ. Giọng tề nguyên báo như tuyên truyền giác ngộ, như kinh lôi cuồn cuộn, thổi quét cả phòng họp lớn. Bốn chấp sự cao cấp còn lại sắc mặt ngưng trọng, khe khẽ nói nhỏ tuy đối với hắn còn ôm ba phần hồ nghi lại cũng chưa ngay lập tức phản đối cùng từ chối nhân mã vũ anh hệ trong chấp sự cùng cổ đông bình thường càng ồn ào hẳn lên phất cờ hò reo cho hắn kích động nhiều người ủng hộ hơn nữa tiếng huyên náo càng lúc càng vang dần dần hội tụ thành một dòng lũ than thở cùng kinh ngạc tề nguyên báo ngay từ đầu còn mang nét mặt đắc ý nghe tự cho là nắm chắc thắng lợi nhưng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp sao biểu cảm trên mặt mọi người đều cổ quái như vậy còn có tiếng súng pháo cùng vụ nổ sau lưng hắn đều dần dần mỏng manh đi đây là tình huống gì chẳng lẽ kền kền lý diệu đào tẩu rồi sao tê nguyên báo quay đầu nhìn mới phát hiện trên toàn bộ màn hình theo dõi chiến đấu kịch liệt đã dừng lại nhưng kẻ xâm nhập chưa đào tẩu cũng chưa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngược lại giơ cao hai tay đầu hàng rồi hơn nữa bộ dáng hắn rất sợ hãi người phòng ngự giết người diệt khẩu thế mà từ trong một cái ba lô nho nhỏ sau lưng bắn ra các luồng huyền quang màu đen ở giữa không trung ngưng tụ thành ba chữ to dài rộng mấy chục mét ta đầu hàng dấu chấm than phía sau vừa to vừa dài không dưới trăm mét lấy thị lực của người tu tiên ở cách mấy chục km cũng có thể nhìn thấy rõ ràng không ít chấp sự và cổ đông đều chạy vội đến cửa sổ đi nhìn nhất thời phát ra tiếng kinh hô không dám tin bọn họ thật sự thấy được ba chữ to treo ở trên bầu trời nhân tạo cái chán tề nguyên báo nhất thời chảy ra mồ hôi như bông tuyết chân tướng kim ngọc ngôn gặp chuyện là cơ mật cao nhất hầu như chỉ có hắn và Vũ Anh cầm tâm biết. Lực lượng vũ trang đến bao vây tiểu trừ kẻ xâm nhập đối với việc này, hoàn toàn không biết gì cả, hắn không có khả năng mạnh mẽ yêu cầu người phòng ngự, ở dưới bất cứ tình huống nào cũng phải giết người diệt khẩu, mệnh lệnh như vậy thật sự quá kỳ quái. Vốn hắn cho rằng kền kền lý diệu sau khi bị phát hiện, nhất định sẽ liều chết phản kháng, tạo thành sát thương to lớn, hai bên căn bản không có cơ hội câu thông và giải thích, cho dù mở miệng, kền kền lý diệu cũng không giải thích rõ được thân phận còn có lai lịch của hắn. Cho nên, ở trong thôi diễn của hắn, tình huống xấu nhất đơn giản chính là bị kền kền lý diệu đào tẩu. Như vậy càng tốt, mọi người đều chỉ có thể tin tưởng lời nói một phía của hắn. Không ngờ kền kền lý diệu chơi một chiêu như vậy, thế mà ngay cả cự thần binh cũng chưa kích hoạt, đã lựa chọn đầu hàng. Đây, đây nhất định là âm mưu. Nhưng, hai chữ âm mưu còn chưa ra khỏi miệng. Tề Nguyên Báo liền phát hiện, phiền toái của mình vừa mới bắt đầu. Trong mấy chục màn hình, kẻ xâm nhập vẫn dơ cao hai tay, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ nhưng tinh khải trên người hắn bỗng nhiên phân giải từng khối một bắn ra mặt đất cách đó không xa quần áo chiến đấu cũng bị linh năng xé rách lộ ra thân thể lông xù như báo đen còn có một đôi mắt màu vàng nhạt đây thế mà lại là một đứa con lai có được gen yêu tộc một tên bắn yêu cái này tề nguyên báo trợn mắt há hốc mồm nhất thời nói không ra lời bá bá vô số ánh mắt nghi ngờ ùn ùn phóng đến trên người hắn đặc biệt bốn chấp sự cao cấp còn lại địa vị tương đương với hắn trong ánh mắt tràn ngập hương vị thăm dò nghiên cứu cùng cảnh giác, giống như đang chất vấn hắn, đây thật là kền kền lý diệu sao? Kền kền lý diệu là nhân loại thuần chủng không hơn không kém, ít nhất chưa có bất cứ gen trội nào của yêu tộc, đây là sự thực mọi người đều biết. Mặc dù lẻn vào chợ lớn thất hải cần thay hình đổi dạng, tựa như cũng không cần thiết ngụy trang thành một tên bán yêu, đế quốc không phải không có bán yêu và yêu tộc, nhưng những ngoại tộc này phi thường bắt mắt, cực kỳ hút ánh mắt của người ta, căn bản không thích hợp đảm đương ngụy trang cho nên tề nguyên báo rốt cuộc dựa vào cái gì cho rằng kẻ xâm nhập này chính là kền kền lý diệu lúc này chữ to màu đen ở đỉnh đầu bán yêu dần dần mấp máy và biến ảo lại truyền ra tin tức mới cách cửa sổ xa một chút dùng linh năng bịt lỗ tai của các ngươi đây là ý tứ gì mọi người trong phòng hội nghị lớn đều mắt to nhìn mắt nhỏ không rõ câu này của bán yêu rốt cuộc là nói với ai chung quanh bộ đội vũ trang bao vây hắn hiển nhiên không có cửa sổ gì ngược lại là chung quanh bọn họ những chấp sự cổ đông còn có nhà đầu tư ở cách mấy chục km này, đặt mình trong cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh, lại bị cửa sổ trong suốt lấp lánh bao vây. Chẳng lẽ, đừng khẩn trương, thả lỏng. Chữ to màu đen ở đỉnh đầu bán yêu biến ảo một lần nữa, ta chỉ muốn nói chuyện với các ngươi, chuyện về vụ làm ăn kia. 3, 2, 1, dầm, dầm dầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, như là có một vạn viên đạn chấn động cùng lúc phát nổ, ở xung quanh cao ốc tổng bộ, tường thủy tinh chung quanh phòng họp lớn trong chớp mắt vỡ nát thủy tinh công nghiệp cứng rắn nhất cũng hóa thành những mảnh thủy tinh vỡ, như hạt cát bắn tung tóe. Đám người gần cửa sổ nhất thậm chí bị tiếng gầm đánh bay mười mấy mét, mà những hình chiếu ảo giác cự ly xa kia cũng bị xé rách thành những gợn sóng vặn vẹo, thật lâu không thể ngưng tụ lại. Sóng âm cuồng bạo đến cực điểm, như là lôi điện và lửa hội tụ mà thành nước lũ, mãnh liệt mênh mông, đánh vào cả phòng họp lớn, đánh vào màng tai cùng trái tim mỗi người trong phòng hội nghị. Đó là một bài chiến ca dã man, bạo ngược, tục tằng, mỗi một âm tiết đều như là dìu chiến chém vào trong xương cốt bắn tung tóe ra, lại trải qua một lần nữa trộn âm và biên khúc, giống như là dùng pháo khổng lồ của tàu vũ trụ nổ vang làm bối cảnh, trở nên hung tàn gấp 10 so với ban đầu. Màng tai và trái tim mọi người đều như là bị đạn độ nổ cao quét dọn một lần, lại một lần, lại một lần nữa. Bọn họ mơ hồ cảm thấy bài chiến ca này có chút quen tai, tựa như rất lâu rất lâu trước kia, từng nghe ở nơi nào, nhưng đại não sôi trào cùng trái tim nổ tung, lại không cho phép bọn họ tiếp tục nhớ lại cuồng phong sen lẫn sắt thép cùng mùi khói thuốc súng cuồn cuộn ùa vào phòng họp lớn, làm thần hồn mọi người vì vậy mà run lên. Bọn họ chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, như rơi vào ác mộng nhìn bên ngoài khung cửa sổ trống rỗng, vị thần ma sắt thép kia đứng thẳng trung ương vòng xoáy sóng âm, hừng hực thiêu đốt, bộ siêu cấp cự thần binh đó tên là kẻ phóng hỏa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.